Lạc Thiên từ sau lưng Lạc Hùng bước ra nói, tại hạ là Lạc Thiên, xin kính chào Vương tử Điện Hạ. Đông Doanh Vương tử nói, Lạc Thiếu Minh Chủ, từ trước đến nay, ta luôn luôn tính trong đầu xem có nên hợp tác với ngươi hay không. Bởi vì Đông Doanh võ sĩ bọn ta không có thói quen dùng sức lực của người khác để báo cừu cho mình, cũng không có thói quen dùng âm mưu để triệt hạ đối thủ. Bọn ta muốn đánh ngã đối thủ trong điều kiện công bằng. Mấy thứ âm mưu đó chỉ có bọn chính khách mới có, không phải là tinh thần võ sĩ đạo anh dũng của bọn ta. Ta tuy là vương tử cao quý nhưng cả đời nguyện cống hiến cho tinh thần võ sĩ đạo. Lạc Thiên thử dò xét, người nói như thế ý là. Trước khi ta đến đây trong lòng ta rất mâu thuẫn, do dự không quyết định được. Đến khi gặp được các ngươi, cuối cùng ta cũng có được đáp án. Ta sẽ không bao giờ hợp tác cùng các ngươi, yêu cầu các ngươi thả Hoàng Hy Bình ra. Ta sẽ dùng lực lượng của chính mình, dùng thanh võ sĩ đao trong tay mình chặt đầu hắn xuống. Lạc Thiên bật cười lớn nói, người Đông Doanh à, ha ha, như ngươi mà cũng đòi đánh Hoàng Hy Bình sao, thật là quá ngờ nghịch. Đừng quá đề cao tinh thần võ sĩ đạo của các ngươi. Dương Long Quân có phải là quốc sư của các ngươi không? Sao ta không nhìn thấy tinh thần võ sĩ đạo của ông ta đâu hết vậy? Ta chỉ biết ở Trung Nguyên này hắn chính là kẻ gian dâm phụ nữ. Nhưng đột nhiên các ngươi vì tên dâm tặc chuyên hái hoa đó mà kéo cả đoàn người đến vì hắn mà báo cừu. Tiếc là lại bị Hoàng Hy Bình phát cuồng lên đổ sát đến nỗi khôi giáp không còn. Mẹ nó, thật sự là một câu chuyện cười cho ngàn đời. Tinh thần võ sĩ đạo à, tinh thần dâm đạo thì có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi không được vũ nhục đại ca, Trì Thương gầm lên cực kỳ phẫn nộ. Đông Doanh Vương tử dùng tiếng Đông Doanh nói, Trì Thương quân, không được kích động. Lời hắn nói đúng là sự thật, nếu lúc đầu ta biết được sự thật đó, ta đã không hấp tấp vì lão sư mà báo cừu. Sau khi lão sư đến Trung Nguyên đã thay đổi rồi. Người không còn là lão sư mà trước kia ta từng biết nữa. Mặt Trì Thương đỏ hồng lên, dùng tiếng Đông Doanh nói, Điện Hạ, sau này thần điều tra được, thần phát hiện đại ca đã phản bội tinh thần võ sĩ. Chuyện đó không cần phải nói nữa. Đó là mối sĩ nhục lớn của cả dân tộc. Đông Doanh Vương tử dùng tiếng Trung Nguyên của mắng Trì Thương rồi lại quay đầu sang đối mặt với Lạc Thiên nói, ngươi mời ta đã đến rồi. Nhưng ngươi đột nhiên lại làm ra vẻ không nhận ra ta. Đối với ta đó là một mối sĩ nhục rất lớn, ta sẽ ghi nhớ cẩn thận, Trung Nguyên các ngươi có giới giang hồ, quốc gia chúng ta cũng có giới giang hồ, nhưng chúng ta chính là giới giang hồ của quốc gia chúng ta. Bất kể giữa hai nước có âm mưu gì với nhau nhưng người trong giang hồ chúng ta đều có nguyên tắc của chúng ta. Nói thì hơi khó nghe, các ngươi thật sự đã phản bội đạo nghĩa giang hồ, trông rất giống mấy tay chính khách. Mặc dù ta thân là người hoàng gia cũng cảm thấy xấu hổ cho các ngươi. Những kẻ hay mưu đồ chỉ thích hợp cho chính trị chứ không thích hợp với giới võ lâm đẫm máu. Hoàng Hy Bình tuy giết rất nhiều người của ta nhưng cái thú tính của hắn rất chân thật. Bọn ta hận hắn nhưng trong lòng kính trọng hắn, cũng vì hắn dùng sức mạnh chân thật của mình để đánh bại chúng ta. Bọn ta không sao có thể hợp tác với các ngươi được. Lý tưởng bất đồng không thể cùng nói chuyện được, đến đây xin cáo biệt. Hắn nói những câu này đột nhiên lại nói rất lưu loát. Rõ ràng là trong lòng rất kiên quyết. Lạc Hùng nghiêm mặt nói, tiễn khách. O không ô. U Liên trai yên tĩnh, biểu hiện xem ra vẫn yên tĩnh như mọi khi. Không phải Lạc Hùng không quan tâm đến nơi này nhưng vì lão không phát hiện ra mối quan hệ giữa Hy Bình và Lạc U Nhi, dường như Lạc U Nhi thật sự quan tâm đến Hy Bình. Có điều, theo lão nhận định, đó là vì Hy Bình có vẻ mặt giống Lâm Khiếu Thiên. Do đó nàng ta mới quan tâm như vậy. Lão không quan tâm tìm hiểu xem quan hệ giữa Lạc U Nhi và Hy Bình là như thế nào. Khá nhiều lần lão muốn tạm thời nhốt Lạc U Nhi lại nhưng lão không sao làm được. Cũng vì Lâm Khiếu Thiên mà lão đã làm nàng quá thương tâm. Bất kể dã tâm của lão rất lớn, người ta có thể rất xấu hoặc rất tốt, lão cũng không thể thật sự làm tổn thương Lạc U Nhi nữa. Tuy Lạc U Nhi và lão không hề có quan hệ máu thịt, nhưng lão đã nuôi nấng hai chị em từ nhỏ đến lớn. Trong lòng lão, tình cảm dành cho Lạc U Nhi giống như dành cho con gái mình, còn hơn tất cả các tình cảm khác cộng lại. Lạc Thiên không hề hiểu gì về cái loại tình cảm đó. Kỳ thật Lạc U Nhi biết việc Lâm Khiếu Thiên xuất hiện tại Đại Địa Minh rất sớm nhưng nàng không vội vã ra ngoài để gặp mặt nam nhân mà nàng vẫn lưu giữ hình bóng trong tim. Nàng cân nhắc đến cảm nhận của Lạc Hùng. Đã nhiều năm rồi, nàng đã biết rõ mọi âm mưu của Lạc Hùng nhưng nàng vẫn giữ kín trong lòng,
cũng không vì Lâm Khiếu Thiên mà rời bỏ Đại Địa Minh. Có điều trong lòng nàng vẫn oán trách, dù thật sự không hận Lạc Hùng. Cũng vì nàng biết Lạc Hùng thật sự rất thương yêu hai tỷ muội bọn họ. Bọn họ là do Lạc Vân nuôi dưỡng nhưng xét cho cùng thì từ nhỏ vẫn do Lạc Hùng chăm sóc. Người đó tuy xưng là đại ca nhưng giống như phụ thân của họ hơn. Phụ thân có sai trái cũng khó mà hận được. Lạc Lộ đã nhiều ngày nay không tìm gặp nàng. Lạc Lộ vừa đến, kể cho nàng nghe chuyện về Hy Bình và Lâm Khiếu Thiên, lại vẫn do Lạc Hùng gây ra. Điều làm nàng kinh ngạc nhất là Hy Bình hóa ra lại là con trai ruột của Lâm Khiếu Thiên, lại còn là con của Lâm Khiếu Thiên và Mộng Tình. Nàng biết rõ Lâm Khiếu Thiên đã xuất hiện tại Đại Địa Minh dù thật ra nàng không hề rời khỏi U Liên Trai mà cũng chưa từng nghe ai nói. Chỉ cần Lạc Lộ đến thì sẽ được biết mọi việc rõ ràng. Chuyện thế nào rồi? Lạc U Nhi cất giọng nói líu díu, dáng vẻ trông tiểu tụy hơn nhiều. Trước mặt người đệ tử yêu thương nhất của mình, nàng thể hiện một bộ dạng yếu đuối hiếm thấy. Lạc Lộ cảm thấy có lỗi nói, con xin lỗi, sư phụ. Lẽ ra con không nên cùng đại sư huynh đi bắt huyết ma. Lạc U Nhi nói, chuyện không liên quan đến con. Sư bá của các con không thể bỏ qua cho Khiếu Thiên được. Đã trốn được 20 năm rồi, giờ hắn ta lại xuất hiện. Không ngờ người hắn ta yêu lại là Mộng Tình. Sư phụ, người vẫn còn yêu huyết ma sao? Ta không biết, trong lòng ta rất phức tạp, có phải thật sự hắn bị Võ Lâm Tứ Đại gia đem đi không? Lạc Lộ khẳng định, đúng vậy. Chính mắt con nhìn thấy. Tứ đại Võ Lâm thế gia vẫn luôn cho rằng hắn đã giết tổ tiên của họ nên hận thù hắn rất sâu sắc. Hắn lọt vào tay bọn họ thật lành ít dữ nhiều. Sư phụ, con nghĩ, nếu tứ đại gia muốn giết ông ta cũng khó mà ra tay. Bích Lục Kiếm Trang, Trường Xuân Đường, Thiên Phong Bảo đều có quan hệ trực tiếp với Hy Bình. Thậm chí cả hai cô con gái của Thần Đao Môn cũng có quan hệ sâu sắc với Hy Bình. Còn huyết ma lại là phụ thân của Hy Bình. Muốn giết huyết ma, bọn họ cũng phải nghĩ đến Hy Bình. Theo suy nghĩ của con, Hoàng Đại Hải đem thiên tự lệnh bài giao lại cho Triệu Tử Hào nhưng Triệu Tử Hào vào lúc đó lại quyết định giúp đỡ Hy Bình bảo vệ cho huyết ma. Vậy nên dù họ mang huyết ma đi, xem ra cũng khó mà hạ thủ được. Còn Hy Bình, bọn họ rời đi rồi còn Hy Bình thì sao? Không lẽ họ không thèm quan tâm đến hắn nữa sao? Con cũng không biết, Lạc Lộ cũng không biết trả lời ra sao. Vấn đề này nàng ta cũng đã tự hỏi mình, nếu tứ đại gia không đếm xỉa đến Hoàng Hy Bình nữa thì không còn ai có thể cứu được Hoàng Hy Bình. Chỉ có Địa Ngục Môn và Ngọc Xà Môn thì bất kể gì đi nữa cũng không thể cứu hắn từ trong Đại Địa Minh ra khi có rất nhiều nhân sĩ Võ Lâm Chánh Phái giúp bảo vệ. Lạc U Nhi lẩm bẩm với chính mình, ta cần phải đến gặp Khiếu Thiên hay phải đi cứu Hy Bình. Lạc Lộ nói, sư phụ, con nghĩ thế nào, Lạc U Nhi vội vã hỏi. Con chỉ nghĩ rằng, trước tiên người nên cứu Hy Bình. Bởi vì hài tử trong bụng người không thể không có phụ thân. Lạc U Nhi nói, tiểu lộ, kỳ thật hiện tại ta đúng là đang nghĩ về tên hỗn đản đó, con có tin không? Ta vẫn cho rằng ta yêu thương Khiếu Thiên sâu nặng nhưng thực tế vào lúc này đột nhiên ta chỉ nghĩ đến Hy Bình. Ta cảm thấy mình không thể nào thích nghi được, ta bắt ta phải nghĩ đến Khiếu Thiên nhưng cuối cùng ta cũng không làm được. Có lẽ lòng ta đã thay đổi. Thay đổi đến mức tự mình cũng không cách nào khống chế nổi. Khiết Thu nói thật không sai. Ta lẽ ra phải đến gặp hắn từ trước, chịu nhượng bộ hắn. Trong lòng ta vốn đã chịu thua hắn rồi, có điều vẫn kiên quyết phủ nhận. Ta đã nghĩ ta cần phải xác định lại một lần nữa. Lúc đó hắn nói, nếu như trong lòng ta có bức họa của hắn, hắn sẽ quay về bên cạnh ta, nhưng giờ đột nhiên hắn lại bị đại ca giam giữ. Làm sao ta giúp được đây? Tiểu lộ, con nói xem. Con có thay đổi trong lòng không? Con còn yêu Thiên Nhi không? Rồi, giờ con làm sao? Lạc Lộ nói, con muốn cứu chàng ra. Nhưng con không có khả năng. Phó Minh Chủ Huyết Đạt đích thân chỉ huy. Chỉ có sư bá và thiếu gia có thể vào mà thôi. Bất cứ ai khác đều không được phép tiếp cận. Lạc U Nhi lại lẩm bẩm với mình, Huyết Đạt à? Có lẽ ta phải giết Huyết Đạt. Sư phụ, Lạc Lộ kinh hoàng. Lạc U Nhi phất phất tay nói, con ra ngoài đi để ta suy nghĩ một chút. Trong lòng ta rất mâu thuẫn, đại ca thật sự làm hơi quá rồi. Sư phụ, bất kể người quyết định thế nào, con cũng đều ở bên người. Con đột nhiên phát hiện ra rằng những gì Đại Địa Minh mang đến cho con đều là giả tạo cả. Cả tình yêu của thiếu gia cũng là giả tạo. Vì vậy, con đã quyết định phản lại hắn. Hắn không xứng đáng với tình yêu của con vì hắn chưa từng yêu con. Còn tên hỗn đản đó.
ít nhất hắn cũng làm con cảm thấy thoải mái, làm con cảm nhận được nỗi sung sướng và hổ thẹn chưa từng trải qua. Hắn khiến con không bao giờ quên được, ngay từ câu nói đầu tiên của hắn, con đã không thể nào quên hắn được nữa. Lạc Lộ hồi tưởng lại rồi quay mình bước đi. Khi vừa ra đến cửa, nàng quay lại nói với Lạc U Nhân, lúc đó hắn nói với con, nàng thật hấp dẫn. Nhưng con đã ở với Lạc Thiên bấy nhiêu lâu mà vẫn chưa từng nghe hắn nói rằng con hấp dẫn. Hắn nói con rất hấp dẫn nhưng lúc đó con hoàn toàn không biết hắn. Sư phụ, lúc hắn gặp người lần đầu tiên có nói người hấp dẫn không? Cửa đã đóng lại, câu nói của Lạc Lộ khiến Lạc U Nhi phải trầm tư. Lần đầu tiên Hy Bình gặp nàng có nói nàng hấp dẫn không? Nàng không nhớ rõ, dường như hắn đã gọi nàng một cách khá nhục mạ là, Mỹ Nhân Nhi, còn trơ trẽn nói rằng nàng phải hiến thân cho hắn. Chuyện đó giờ đã là quá khứ rồi. Giờ đây hồi tưởng lại, đột nhiên nàng cảm nhận được một ít hương vị ngọt ngào. Hoàn cảnh lúc đó dần dần hiện lên khiến thân thể mềm mại nàng chợt rung động. Câu nói của Hy Bình lúc đó rõ ràng đã cướp mất linh hồn nàng. Dựa vào việc ta chính là Hoàng Hy Bình, nữ nhân, đừng quên, nam nhân hiện đang cưỡi trên người nàng chính là ta chứ không phải nam nhân nào khác. Nghĩa là hiện tại ta chính là nam nhân của nàng, như vậy vĩnh viễn sẽ là nam nhân đầu tiên của nàng. Điều đó vĩnh viễn không thể xóa bỏ được. Đúng vậy, Hoàng Hy Bình hắn, bất kể là về tinh thần hay về thể xác đều là nam nhân của Lạc U Nhi, nàng lẽ ra phải giác ngộ điều đó từ sớm rồi. O không ô. Lúc Vân Tuyết tiến vào Đại Địa Minh, trời đã hoàng hôn. Trong lòng nàng cảm thấy băn khoăn, đang tính toán cân nhắc xem làm sao cứu được Hy Bình. Kể ra cũng lạ, lúc trước nàng ta tìm mọi cách để giết Hy Bình, giờ đây lại moi móc trăm phương ngàn kế để cứu Hy Bình. Kể từ lúc nàng chết đi, cái võ học biến thái ngoài sức tưởng tượng của người thường của gia đình nàng đã biến nàng thành nữ nhân sau khi nàng tỉnh lại. Nhưng để duy trì cho cái nữ tính đó không thay đổi cũng như để đạt được trạng thái cực hạn của tuyệt tình luân hồi đao, nàng luôn luôn cần phải quan hệ với nam nhân để bổ sung dương khí cho nội thể. Thật ra, bất luận là nam hay nữ đều có khí âm khí dương. Tuyệt tình luân hồi đao là khiến cho dương khí của nam nhân đã tự hoạn dần dần mất đi. Vào lúc hôn mê sắp chết, sự tiêu tán dương khí đạt đến cực điểm, khiến cho âm khí dần dần biến người đã mê man trở thành một người rất giống như nữ nhân. Có điều, sau khi hồi tỉnh, âm tính vẫn liên tục gia tăng còn dương khí vẫn tiếp tục tiêu tán. Vì vậy nàng ta phải bổ sung dương khí để nhờ đó có thể tiếp tục giữ cho sinh mạng của mình không đông cứng lại. Kể từ khi nàng sống lại, nàng ta bắt đầu cuộc sống hoang dâm. Thật ra, làm nữ nhân nếu muốn hoang dâm so với nam nhân thật dễ dàng hơn vạn lần. Có điều, trước kia nàng đã yêu một nam nhân, cái loại mà nàng không tự nguyện thừa nhận. Nàng ta có một số cảm tình nhất định với Hoàng Hy Bình. Nhưng có một sự thật là, muốn quan hệ với hắn xem ra còn hoang đường hơn là quan hệ đồng thời với 1000 nam nhân. Chuyện đó tuyệt không bao giờ có thể xảy ra. Nàng ta vào ra Đại Địa Minh rất dễ dàng nhưng tuyệt không có khả năng tiến vào khu vực giam cầm Hy Bình. Ở đó phòng thủ rất nghiêm ngặt, nàng ta tài cán đến đâu mà tùy tiện tiến vào, hay là dựa vào cái quan hệ tòm tem của nàng với Lạc Thiên. Nếu như Lạc Thiên biết nàng thật ra chính là thi trúc sinh chắc hắn phải phát ói ngay tại chỗ. Thử nghĩ xem, tên Lạc Thiên đó quả là một nam nhân đích thực, lúc ở trên người nàng, phải nói là cật lực. Ha ha! Nàng vừa muốn bật cười thì nghĩ đến hoàn cảnh của Hoàng Hy Bình, nghĩ đến sự kỳ vọng của Nhu Vân và Vưu Túy, nàng ta lại không cười được nữa. Bảo nàng ta tự mình đi cứu Hoàng Hy Bình xem ra không phải chỉ là đánh giá nàng quá cao mà còn quá xem thường Đại Địa Minh sao? Hy Bình bị giam tại địa lao trung tâm của Đại Địa Minh. Rất ít người biết bên dưới hòn núi giả đó có một địa lao rất lớn. Hơn nữa, nếu có biết đi nữa, cứu một người ra khỏi tầng tầng lớp lớp vòng vây như thế cũng khó khăn như leo lên trời vậy. Nàng ta đi vòng vòng mấy viện trong Đại Địa Minh nhưng vẫn không tính ra được mưu kế gì, chỉ còn biết quay về phòng, nằm trên giường mà suy tính, chờ đợi thời cơ đến. O không ô! Đến sau nửa đêm, bên ngoài vang lên nhiều tiếng ồn ào. Phát sinh chuyện gì vậy? Có một số sự việc nói ra thật vô cùng kỳ quái, hoặc giả là rất buồn cười. Ở nơi giam cầm Hy Bình, một hoa viên nhỏ không đến một mẫu lại có một tòa núi giả to đến cả trăm công đất. Hoa viên đặt tên là Đại Địa Chi Giác, còn tòa núi giả thì được đặt tên là Đại Địa Chi Sơn. Cứ như thế thì người ở đó không phải là Đại Địa Chi Nhân sao? Hay là bọn họ biết rằng bọn họ là những kẻ kiêu ngạo nhất trên thế gian này?
Cái tên khiến người ta buồn cười nhưng thực tế lại không buồn cười như thế. Tất cả lực lượng tinh anh của Đại Địa Minh đều đang tập trung phòng thủ ở nơi đó. Ngoài Huyết Đạt ra còn có 4 nam đệ tử lớn ngày đêm trực tại đó, lại còn hơn 300 võ sĩ ưu tú nhất của Đại Địa Minh luân phiên đi tuần. Bất kể là một cơn gió thoảng, một ngọn cỏ lay, hay mèo kêu chó chạy gì cũng đều được họ để tâm cẩn thận. Lạc U Nhi đến nơi đó là điều Huyết Đạt không thể nào ngờ đến. Nữ nhân này rất ít khi đi ra ngoài, thậm chí hắn thân là phó minh chủ mà cũng chỉ mới tình cờ gặp nàng ta một vài lần. Nhưng hắn biết lần này không phải là tình cờ. Mọi ý nghĩ trong đầu hắn đang vận động cực nhanh. Lạc U Nhi đi đến trước mặt hắn, nói thẳng luôn, Huyết Đạt, hãy để ta vào trong. Huyết Đạt cáo lỗi, tiểu thư, Huyết Đạt không thể để người tiến vào. Trừ phi người cùng đi với minh chủ, nếu không, Huyết Đạt không thể đáp ứng cho người. Ngươi nói mấy thứ vớ vẩn đó làm gì? Nếu như đại ca để ta vào trong, ta lại phải đến đây một mình hay sao? Huyết Đạt nói, tiểu thư đã biết ý tứ của minh chủ, vì sao lại còn làm khó cho tôi? Lạc U Nhi nói, vậy ngươi chỉ cần tìm mọi cách cản ta là được rồi. Nàng ta liền rút bội kiếm ra rồi cứ thế bước thẳng tới. Huyết Đạt chỉ còn biết lùi dần từng bước ra sau đồng thời nói, Lạc Thổ, đi gọi minh chủ. Huyết Đạt biết hắn không cách nào cản được Lạc U Nhi, dù gì đi nữa, Lạc Hùng cũng không cho phép hắn làm hại đến Lạc U Nhi, thậm chí ngay cả nếu Lạc Hùng có cho phép thì Huyết Đạt hắn cũng không phải là đối thủ của Lạc U Nhi, hắn chỉ có thể trụ được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu thôi. Thật ra trong tòa núi giả cũng không có bao nhiêu người, chỉ có 3 người gác, trong đó có 1 người giữ chìa khóa. 3 người đó không được phép rời khỏi địa lao. Vì vậy, nếu có ai đột phá vừa qua được phòng thủ bên ngoài, tiến nhập vào tòa núi giả, việc giải thoát Hoàng Hy Bình lại trở nên thật dễ dàng. Tiểu thư, xin người đừng ép buộc tôi như thế. Tôi thân đang có trọng trách, đến lúc cuối cùng chắc phải đắc tội. Huyết Đạt cảnh báo lần cuối. Lạc U Nhi lạnh lùng đáp, hôm nay lòng ta đã quyết, thậm chí nếu đại ca đến đây cũng không thể cản ta được. Trừ phi người giết ta, Huyết Đạt, ta không muốn giết ngươi, tránh đường đi. Tiểu thư, Huyết Đạt xin đắc tội. Cong một tiếng. Huyết Đạt đã rút đao ra đồng thời ra lệnh, những người khác nếu không có lệnh của ta không được động thủ. Tiểu thư, Huyết Đạt xin lấy mạng mình để khuyên người dừng lại, xuất kiếm đi. Người nghĩ người có thể cản được à? Lạc U Nhi lạnh lùng đáp rồi thanh kiếm trong tay phát ra luồng sáng trắng chém vào đao quang vàng sậm của Huyết Đạt. Tại đại địa chi giác lúc này hơi tối, những người khác đều không động đậy mà chỉ tập trung theo dõi 2 người, một là phó minh chủ, một nữa là muội muội của minh chủ. Không biết kết quả sẽ như thế nào. Ngoại trừ một số người, còn lại các võ sĩ đều không có cừu hận gì trực tiếp với Hy Bình. Có điều thân là một phần tử của Đại Địa Minh thì mệnh lệnh của minh chủ phải thực hiện thôi. Lạc U Nhi và Huyết Đạt đã giao tranh được một lúc. Võ học của Lạc U Nhi là do Lạc Hùng dạy cho. Lạc Sơn thông thạo võ học của vô số môn phái, thậm chí cả những thứ mà nam nhân không thể học được lão cũng thông suốt. Tất cả đều được truyền lại. Đến chị em họ Lạc thì chính Lạc Hùng đem những võ công đó dạy cho họ. Sau khi Lạc gia lấy Thủy Thiên Trường còn học thêm một số tuyệt học của Tiên Duyên Cốc nên võ công của Lạc gia cao hơn Lạc U Nhi nhưng võ công của Lạc U Nhi cũng không hề yếu kém. Giao tranh với Huyết Đạt khiến Lạc U Nhi cũng hơi hoảng trong lòng. Nàng ta vốn cho rằng võ công của Huyết Đạt không cao đến như thế. Thế nhưng, sau bấy nhiêu năm, võ công của Huyết Đạt so với trước kia cao thâm hơn rất nhiều. Nàng ta chỉ có thể giao đấu tương đương với hắn, nếu thật muốn giết hắn chắc phải mất trên ngàn chiêu, nhưng đến lúc đó, Lạc Hùng cũng đã đến nơi, nàng ta chắc cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Trong lòng lo lắng, chiêu kiếm cũng nhanh hơn, nàng ta vốn không phải là nữ nhân tàn độc, từ trước đến nay vẫn chưa từng giết người nào, lúc trước nói với Hy Bình mấy câu độc địa thật ra cũng chỉ là vì nóng giận mà thôi. Nàng ta trước giờ chưa từng nghĩ đến việc giết một ai đó. Nhưng nay vì Hy Bình đột nhiên biến thành tàn độc như thế. Cuộc chiến giữa đêm khuya truyền đi khiến tất cả mọi người trong Đại Địa Minh đều tỉnh giấc. Dưới ánh sáng lờ mờ, trong lúc mọi người đang theo dõi trận chiến, một đạo hư ảnh chiếu chúng vào tòa núi giả. Rất nhiều người không để ý thấy nhưng Lạc Thủy thì nhận thấy. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa vào tòa núi giả, miệng hốt hoảng gọi, phó minh chủ, cửa mật của tòa núi giả bị di động. Huyết Đại hoảng kinh. Nhất thời quên mất đỡ chiêu, vai trái liền bị kiếm của Lạc U Nhi đâm một nhát. Tuy nhiên hắn vẫn không thèm quan tâm đến mà chỉ thúc giục Lạc Thủy, nhanh lên, phòng thủ cho chặt. Lạc Thủy,
mau chóng tiến vào địa lao. Chậm một chút, lỡ Hoàng Hy Bình được thả ra thì mọi sự đều hỏng hết. Ba đại đệ tử lập tức lao đến cửa của tòa núi giả, nhưng Lạc U Nhi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ. Bọn họ buộc phải dừng lại, nhìn chăm chăm về phía Lạc U Nhi đang chặn tại cửa vào, không biết phải làm sao. Huyết Đạt nói, tiểu thư, nếu người cứ như thế, tôi thật khó mà đối đáp với minh chủ được. Nếu muốn vào thì trước phải giết ta đã. Huyết Đạt nói, người có biết ai đã vào bên trong không? Không chừng vào để giết Hy Bình thì sao? Lạc U Nhi đáp, ta chỉ biết rằng có người vào thì còn có hy vọng. Còn chuyện khác thì các ngươi tự mình nghĩ lấy cũng được. Xin mạo phạm, Huyết Đạt bất lực nói rồi hét lên, bất kể giá nào cũng phải tiến vào. Lạc Thủy, Lạc Mộc, Lạc Kim theo lời liền xuất thủ. Lạc U Nhi cũng không chịu lép vế, kiếm múa như gió, chặn đứng mọi cuộc công kích. Tuy nhiên, ba đại cao thủ và tất cả các võ sĩ đại địa khác cùng tấn công khiến nàng ta không cách nào theo được. Võ công của nàng tuy cao nhưng không có nhiều kinh nghiệm giao đấu. Lúc này sức lực đã bị vắt kiệt nhưng trong lòng nàng vẫn kiên tâm cố thủ, đồng thời cũng là bảo vệ cửa vào đó để người đã vào được trong đó có thời gian mà cứu Hy Bình. Tuy nàng không biết người ở bên trong là ai nhưng không ai vô duyên vô cớ lại tiến vào trong đó, liều lĩnh mạng sống của mình để tiến vào. Nàng tin rằng, nhất định là bằng hữu của Hy Bình. Tuy nhiên, nàng ta không cách nào chi trì lâu hơn nữa. Cuộc tấn công của mọi người khiến nàng phải lùi bước dù không phải là những hảo thủ hạng nhất. Nàng đã trúng nhiều vết thương, máu đổ nhuộm hồng cả người. Tuy vậy mái tóc trắng buông xõa của nàng vẫn tung bay. Nàng tin rằng, chỉ cần mái tóc trắng của nàng vẫn tung bay trong một khắc thì tim nàng vẫn còn đập và máu nàng vẫn chảy. Ngay vào lúc nàng sắp gục xuống thì nàng bỗng cảm thấy đất rung núi chuyển. Từ bên dưới địa lao vọng lên tiếng rồng ngâm hổ gầm. Một loại cảm giác như sấm động liên hồi truyền đến khiến mọi người tại đó cảm thấy kinh khủng. Đại địa minh bừng tỉnh, đó là tiếng gầm giận dữ đặc trưng của Hoàng Hy Bình xuất phát từ bản năng dã thú cùng với tố chất tự nhiên. Lúc đó, tòa núi giả bỗng nổ tung. Đầu tiên mọi người nhìn thấy một cự long màu đỏ bay vút lên. Những mảnh đá vỡ vụn bay rào rào khiến người của đại địa minh phải lùi lại. Sau lúc lộn xộn, họ quay nhìn lại thì trước mặt họ đã xuất hiện ảo ảnh của sư hổ trong vầng mây lửa. Đằng sau ảo ảnh, bọn họ nhìn thấy Hy Bình hoàn toàn lỏa thể, y hệt như lần hắn ở trong lang đạo làm nổ tung tất cả quần áo trên người. Cự vật bên dưới căng cứng dựng đứng một cách oai hùng trông như một khẩu thần công tím sẫm, xuất hiện ngay bên phải mông của Lạc U Nhi. Thân thể sáng trắng như ánh sáng mặt trời làm lóa mắt trong lúc đôi mắt đỏ ké như máu vẫn lóe lên chút ít lý trí. Tay trái hắn ôm choàng lấy Lạc U Nhi, bàn tay ma quỷ phát ánh sáng vàng vàng ngự ngay trên ngực nàng. Tay phải nhanh như chớp chụp lấy đầu một người, rồi bằng một cú giật mạnh, xé đôi thân thể tên võ sĩ đại địa minh đó. Hắn vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, khẽ liếm nhẹ dái tai Lạc U Nhi. Lạc U Nhi khẽ xoay đầu tránh, thẹn thùng nói. Vì sao lần nào ngươi cũng làm cái kiểu xấu hổ như thế trước mặt mọi người vậy? Hy Bình cười cười đầy tà ý nói, ta phải để cho bọn chúng biết con người thật sự của ta, hùng mạnh vô địch, có thể hủy diệt tất cả mọi kẻ thù của ta cũng như có thể bảo vệ cho những người thân yêu và bằng hữu của ta. Ta phải để cho các kẻ thù của ta mỗi khi nhìn thấy ta đều cảm thấy kinh hoàng. Lúc này, vì ta đang bảo vệ cho nàng nên nàng có thể nằm yên trong lòng ta mà nghỉ ngơi. Huyết Đạt hét lên, Hoàng Hy Bình. Người trốn không thoát đâu. Mắt Hy Bình nhìn chằm chằm vào 200-300 người đứng trong bóng tối. Đôi mắt đó lại để lộ ra cái nụ cười kinh điển của hắn ta khiến người khác phải lạnh cả người. Đó cũng là sự khinh miệt bộc phát từ trong lòng hắn. Có điều khi nào nụ cười đó vẫn còn thì lý trí của hắn vẫn còn. Thế nhưng vì sao lại thấy xuất hiện hình ảnh long hổ phân thân? Chuyện đó thật khó giải thích, tuy nhiên, cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện rồi. Bản năng dã thú của hắn đã dung hợp với một ít lý trí của hắn. Cũng có lẽ cái bản năng dã thú của hắn không hoàn toàn trấn áp được lý trí của hắn. Cái bản năng dã thú có nguồn gốc từ thiên niên huyết xà và hỏa vân sư hổ chính là cái nhân tố vĩnh viễn tồn tại trong huyết dịch của hắn, một thứ gì đó rất siêu việt của con người. Màu đỏ của huyết long, màu vàng của sư hổ, màu trắng của thân thể, ba màu đó chiếu sáng cả đại địa chi giác. Hình thành nên một chiến trận hoặc giả là một võ đài. Lão tử trước giờ chưa bao giờ chạy. Hắn vừa nói xong, huyết long bắt đầu nhào lộn trong không trung, hình ảnh sư hổ lại hiện rõ, hai mắt hắn như hai quầng máu đỏ ké chiếu ra sắc bén như những mũi tên. Tay phải vung ra hất văng mấy người đứng gần,
ánh kim quang ngũ sắc tỏa ra sáng bừng cả đêm tối, rồi cứ thế tiến thẳng tới trước. Huyết Đạt gầm lên, chặn hắn lại. Hắn muốn trốn kìa. Chặn đường ta tất sẽ thành xác không hồn. Long hổ được phát động, trời rung đất chuyển. Thân hình của Hy Bình đột nhiên hòa lẫn vào giữa ảnh ảo hình long hổ, kết hợp làm một, không còn phân biệt được đâu là Hy Bình thực. Tốc độ của hắn lúc này đạt đến cực hạn. Tất cả các võ sĩ dũng mãnh của Đại Địa Minh đều chưa lần nào nhìn thấy cái gì như thế. Đó là một cảnh giết chóc kinh khủng và tàn khốc, không còn một chút gì là nhân tính. Nỗi sợ hãi chết chóc chính là cảm giác duy nhất vào khoảnh khắc đó. Cái cảm giác vào khoảnh khắc đó khiến người ta không chỉ kinh hoàng mà còn như ngây đi. Sau khi Hy Bình từ trong vòng vây của hơn 300 võ sĩ mở đường máu thoát ra biến mất trong đêm tối, những người còn sống sót nhìn thấy những thi thể trên mặt đất giống như bị dã thú tàn sát. Những thi thể ngập ngụa trong máu, nếu không phải tim bị móc ra ngoài thì đầu cũng bị rời khỏi cổ. Tất cả những người chết đều có một trong hai dạng, hoặc là mất tim, hoặc là mất đầu, cứ thế nằm trải dài tạo thành một con đường đầy máu. Tất cả những người còn lại đưa mắt nhìn đều cảm thấy lạnh cả người. Một vài người yếu bóng vía còn đổ sụp xuống. Đúng lúc đó thì đám người Lạc Hùng đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hoảng kinh hỏi, Hoàng Hy Bình làm à? Huyết Đạt dần lại nỗi kinh hãi trong lòng nói, Minh Chủ, tên gia hỏa đó quả thật không phải là người. Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao tên gia hỏa đó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mà vẫn không chết. Không phải vì hắn gặp may mà quả thật là nhờ sức mạnh dã thú tàn khốc của hắn. So với tổ tông hắn thì hắn còn cường hãn hơn. Hắn át hẳn là sản phẩm tạp giao giữa con người và dã thú. Vừa rồi tôi có cảm giác như được chứng kiến một cuộc thảm sát của dã thú chứ không phải của con người. Lạc Thổ nói, tôi cũng được biết là Hoàng Hy Bình có sức mạnh tàn bạo của dã thú. Có điều, sau mỗi lần bạo phát như thế hắn đều trở nên rất yếu ớt và ngủ mê man. Lạc Hùng hỏi lại, ngươi chắc chứ? Đúng vậy, lần trước tại Phong Nhân Viện, cũng vì hắn phát điên, sau đó nằm ngủ trong lòng Mộng Hương. Lúc đó, nếu không có Mộng Hương bảo vệ hắn, hắn đã bị người Đông Doanh giết mất rồi. Lạc Hùng hét lên, truyền lệnh cho mọi người, lập tức tiến hành tìm kiếm, truy sát. Bắt buộc phải tìm được hắn trước khi hắn tỉnh dậy. Trong đêm tối ảm đạm, tất cả các võ sĩ của Đại Địa Minh đều xuất quân. O không ô! Quyền Khuynh Quốc và Lương Lệ Quỳnh sau khi được những người giải cứu thả ra, nhìn thấy trước mặt họ là khoảng 100 võ sĩ Đông Doanh. Nam nhân trùm mặt cứu họ tháo khăn bịt mặt xuống, thật không ngờ lại chính là Đông Doanh Vương Tử. Mỹ Hạnh Tử nói, đại ca, huynh không sao chứ? Vì sao huynh cứ nhất định phải cứu Hoàng Hy Bình vậy? Thì ra Đông Doanh Vương Tử sử dụng ẩn thân thuật của nhẫn giả, lợi dụng lúc lộn xộn đột nhập vào địa lao. Sau đó lại thừa cơ Hy Bình bạo phát trong khoảnh khắc xuất hiện những ảo ảnh, liền rời khỏi Đại Địa Minh. Lúc Hy Bình trốn thoát thì hắn cũng theo đó mà thoát đi. Có điều ẩn thân thuật của hắn thật sự rất cao siêu nên người của Đại Địa Minh không ai phát hiện ra. Vì vậy sau đó khi vào trong địa lao chẳng còn thấy ai nữa, vẫn không ngờ được rằng nhóm người của Hy Bình thật ra là do Đông Doanh Vương Tử cứu thoát. Đông Doanh Vương Tử nói, ta phải cứu hắn ra để sau này chính mình đánh bại hắn. Đó mới đúng là tinh thần võ sĩ đạo. Trì Thương hỏi, điện hạ, Hoàng Hy Bình đâu rồi? Sao người chỉ cứu mấy người không liên quan này vậy? Đông Doanh Vương Tử đáp, là Hoàng Hy Bình bảo ta chăm lo cho họ. Tên hỗn đản đó quả thật đúng là một tên vô lại. Hắn còn dám ngang nhiên uy hiếp ta. Hắn uy hiếp người như thế nào? Hắn bảo, nếu như ta không cứu họ thoát ra, hắn sẽ không thèm đấu với ta. Tên hỗn đản đó. Sao hắn lại biết ta muốn cứu hắn là để được đấu với hắn chứ? Trì Thương lại hỏi, thế hắn ra sao rồi? Hắn nói tự mình có thể thoát được, không cần ta phải lo lắng. Trì Thương nói, hắn không có ẩn thân thuật làm sao có thể thoát ra được. Hắn tự đánh giá mình cao quá rồi. Mỹ Hạnh Tử hỏi, đại ca, vậy giờ chúng ta làm gì đây? Hoàng Hy Bình bảo ta đưa hai kẻ này đến nơi nào họ muốn. Sau đó hắn sẽ mang Liệt Dương Chân Đao đến đấu với ta một trận để kết thúc ân oán giữa bọn ta. Ta phải lấy thân phận võ sĩ chân chánh quyết đấu với hắn một trận. Mấy câu này bọn họ dùng tiếng Đông Doanh mà nói nên Quyền Khuynh Quốc và Lương Lệ Quỳnh nghe mà không hiểu gì cả. Đông Doanh Vương Tử quay người lại dùng tiếng Trung Nguyên nói, hai người bọn ngươi. Muốn đi đâu, Hoàng Hy Bình hắn, bảo ta hộ tống các người. Quyền Khuynh Quốc căn cứ theo cách ăn mặc của họ đã biết bọn họ là người Đông Doanh liền nói, bọn ngươi là người Đông Doanh à? Đúng vậy, làm sao ngươi,
Biết vậy. Quyền Khuynh Quốc mỉm cười nói, ta muốn đến Vũ Chi Thành. Đông Doanh Vương Tử ngạc nhiên hỏi lại, Vũ Chi Thành, kinh đô của Trung Nguyên à? Có thể đưa ta đến đó không? Tất nhiên là có thể. Bọn ta cũng muốn đến đó để bái phỏng Trung Nguyên đế vương, thể hiện lễ tiết của bản quốc đối với Trung Nguyên thánh quốc. Quyền Khuynh Quốc nói, vậy thì tốt lắm. Cảm ơn ngươi ngươi trước. Ta sẽ đền đáp cho ngươi bằng cái cách mà ngươi không ngờ tới nổi. Chúng ta đi thôi. Lương Lệ Quỳnh đột nhiên hỏi, Hy Bình thì sao? Quyền Khuynh Quốc đáp, ta tin tưởng hắn. Xem ra còn hơn tin tưởng bản thân mình một chút. Cứ yên tâm đi, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ làm mai mối, ban nàng cho hắn. Ta nghĩ, chắc hắn không dám cự tuyệt ý tốt của ta đâu, ha ha. Người, Lương Lệ Quỳnh cất tiếng định nói nhưng rồi lại thôi. Trong đêm tối, lặng lẽ cười thầm. Đã hai ngày rồi, toàn bộ đại địa Minh chia thành các nhóm túi bụi tìm kiếm nhưng vẫn không sao tìm ra Hy Bình. Bọn họ dùng mọi biện pháp nghe ngóng nhưng Hy Bình hoàn toàn không xuất hiện ở tứ đại gia hay bất kỳ môn phái nào khác. Cứ như hắn đã biến mất khỏi cõi đời này. Giờ đại địa Minh căn bản không biết phải tìm hắn ở đâu. O không ô, Cổ Phong Tạ vẫn yên tĩnh như trước. Đêm lại đến, ngụ tại Cổ Phong Tạ hiện giờ chính là Vạn Diệu Thần Ni. Hai ngày nay, Vạn Diệu Am cũng tíu tít hợp với đại địa Minh đi tìm hai người Hy Bình và Lạc U Nhi ở khắp nơi. Hết một ngày, cũng đã mệt mỏi, tất cả các ni cô Vạn Diệu Am đều quay về Cổ Phong Tạ. Vạn Diệu, Diệu Duyên, Diệu Ý đứng trước phòng của Vạn Diệu một lúc. Diệu Ý hỏi, sư phụ, hắn tỉnh chưa vậy? Khuôn mặt Vạn Diệu hơi đỏ hồng lên, tuy là ni cô nhưng nàng vẫn tỏa ra cái hương vị phơi phới của phụ nữ xuân thì. Nàng đáp khẽ, ngươi nói nhỏ một chút, chuyện này ngươi đi mà hỏi sư muội, đừng có mà hỏi ta. Sao lại hỏi tôi, không phải sư phụ cũng cùng nghỉ ở đó sao? Diệu Duyên ương ngạnh cãi lại. Vạn Diệu nổi giận mắng, các ngươi muốn gây lộn sao? Có phải muốn người của đại địa Minh biết không? Hừm. Diệu Ý hoảng sợ nói, sư phụ, con không hỏi nữa. Con quay về đây, người cứ vào trong đi. Diệu Ý quay người trở về phòng của mình. Vạn Diệu mở cửa bước vào rồi quay sang hỏi Diệu Duyên, người không vào à? À, Diệu Duyên đáp nhỏ rồi cũng bước vào, đóng cửa lại. Lúc này Vạn Diệu đã đốt đèn lên rồi vén màn. Trên giường có một người đang nằm, chính là Hoàng Hy Bình. Thì ra sau khi Hy Bình làm một cuộc tàn sát rồi thoát ra ngoài, hắn lại quay trở lại. Hắn tự mình biết rằng, mỗi lần hắn phát cuồng lên, sau đó đều trở nên vô cùng mỏi mệt, bắt buộc phải nghỉ ngơi một thời gian. Có những lúc, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Hắn lợi dụng đêm tối và sự náo loạn, ôm Lạc U Nhi trong lòng tiến vào Cổ Phong Tạ. Lạc Hùng tuyệt đối không ngờ được hắn cũng có quan hệ với các ni cô của Vạn Diệu Am. Hơn nữa, Vạn Diệu Am vốn không bao giờ tiếp khách nam nhân. Ai ngờ được Vạn Diệu của Vạn Diệu Am lại để cho Hy Bình ngủ ngay trên giường mình chứ. Kỳ thật, lúc đầu Vạn Diệu hoàn toàn không muốn để Hy Bình ngủ trên giường mình. Có điều Hy Bình cứ tiến thẳng vào phòng nàng rồi leo một mạch lên giường mà ngủ. Nàng muốn cản cũng không còn kịp nữa. Lại sợ đại địa Minh phát hiện có chuyện bất thường, chỉ còn cách để Hy Bình tiếp tục trần truồng ngủ trên giường. Còn nàng, vào cái thời tiết này, cũng không tiện để đổi phòng ngủ. Nếu đổi phòng không chừng lại khiến cho đại địa Minh sinh nghi. Vô duyên vô cớ, sao lại không ngủ ở phòng của mình? Còn Diệu Duyên thì vẫn một mực ngủ cùng với Vạn Diệu. Có điều thỉnh thoảng cũng chạy sang phòng của Diệu Ý. Trong hai ngày này, Lạc U Nhi lúc nào cũng ở trong phòng Diệu Ý không dám ra ngoài. Nhưng vào ban ngày, bọn họ đều làm ra vẻ phối hợp rất tốt với đại địa Minh, cũng tỏa ra đi tìm Hy Bình. Dù sao đi nữa Lạc Hùng cũng không ngờ nổi Vạn Diệu Thần Ni lại giấu một nam nhân trần truồng trên giường mình. Hơn nữa, còn khiến người khác khó mà tin được những chuyện đã phát sinh. Sư phụ, tối nay người ngủ ở trong hay ngủ ở ngoài? Diệu Duyên nghiêm túc hỏi. Vạn Diệu hơi ửng đỏ mặt đáp, tối nay ta ngủ dưới đất. Không được đâu, sư phụ. Dưới đất vừa lạnh vừa bẩn. Không phải hai đêm rồi người đều ngủ trên giường sao? Hắn chắc cũng sắp tỉnh rồi. Sợ sau khi hắn tỉnh rồi, biết được, có phải là phiền phức không? Diệu Duyên nói, là sư phụ sợ hắn biết người lặng lẽ sờ mó thân thể hắn à? Vạn Diệu nổi giận đùng đùng nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói, người nói cái gì vậy? Ta sờ mó hắn à? Hắn nằm ngay giữa giường. Ta ngủ giường của ta, tất nhiên phải đụng hắn rồi, đâu phải sờ đâu. Diệu Duyên cười nói, vậy con cũng không có sờ.
Hi hi, ngươi đừng có cười, ta sớm đã biết ngươi vốn cũng thích hắn. Ngươi và sư tỷ của ngươi đều làm ô uế thanh danh của Phật tổ cả. Diệu Duyên ủy khuất nói, sư phụ, con không có mà. Ngươi nói dối rồi, Phật tổ không tha thứ người nói dối đâu. Sư phụ à, đêm nay chúng ta ngủ dưới đất cũng tốt. Nếu hắn tỉnh lại, hắn sẽ rất xấu tính. Vạn Diệu nói, hôm nay ta cứ ngủ trên giường, có tỉnh lại đi nữa, hắn dám làm gì chứ? Ta là Nico, hắn không dám đắc tội với Phật tổ đâu. Sắc tức là không mà không cũng là sắc, ta chẳng nghĩ đến chuyện gì cả, chỉ nghĩ đến cái giường của mình. Không lẽ làm Nico thì không thể có một cái giường sao? Không trách được ngày xưa Hoàng Dương trốn tránh nàng ta, thì ra nàng ta đã có chủ định muốn làm thần ni. Nàng ta và Diệu Duyên đều có thiên phú như nhau, gần như đánh dấu một thời đại mới, rất khác người. Tuyệt đại thần ni không giống bất kỳ một ni cô nào khác. Ta ngủ bên trong, Vạn Diệu nói xong liền leo lên giường, trèo qua hy bình, rồi nhấc mền lên chui vào. Diệu Duyên tắt đèn rồi chu miệng nói, lần nào cũng bắt con nằm ngoài. Sư phụ tính toán quá đi. Nàng ta lẩm bẩm gì đó rồi lụi cụi leo lên giường, bỏ màn xuống, nằm quay lưng lại hy bình, bắt đầu ngủ. Chừng đến quá nửa đêm, hy bình tỉnh lại. Hắn đã ngủ vùi suốt 2 ngày 2 đêm liền. Câu hỏi đầu tiên của hắn khi tỉnh dậy là, U Nhi. Phát hiện không có ai đáp lại, hắn xoay người liền chạm vào một thân thể rất mềm mại. Bằng trực giác hắn biết đó là nữ nhân, không biết có phải là Lạc U Nhi không. Đột nhiên nghe thấy bên dưới giường vọng lên tiếng kêu khẽ, nghe rõ tiếng Diệu Duyên mắng, đổ hỗn đản. Dám hất ta xuống giường. Hy Bình hoảng kinh, không ngờ lại là tiểu ni cô Diệu Duyên à. Chắc là ngay trước khi hắn tỉnh lại, chân vung lên hất nàng ta rơi xuống đất. Chắc nàng ta vẫn chưa biết rằng thật ra hắn đã tỉnh lại rồi. Đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện đùa giỡn với nàng ta một chút. Vừa lúc đó phát hiện Diệu Duyên leo lại lên giường, đưa tay xoa cái đầu chọc của mình rồi lẩm bẩm, nếu như tóc mọc dài thì đâu có đau như vậy. Hích, Phật tổ chẳng tốt lành chút nào, bắt chúng ta phải cạo chọc đầu đi, vừa xấu xí, gặp mấy dịp này lại còn bị đau nữa. Hy Bình muốn cười nhưng không dám cười, lại nghe nàng ta nói, đồ hỗn đản, dám đá ta, ta đá lại ngươi. Cái chân nhỏ nhắn của nàng thật sự vung ra đá Hy Bình một cái. Hy Bình kêu đau, hai tay vươn ra, trong bóng tối ôm nàng ta lại rồi nói, tiểu Nico, nàng đá làm ta tỉnh lại rồi. Diệu Duyên vùng vẫy nhưng không dám kêu lên, nàng ta khe khẽ nói, hừ, nói nhỏ thôi, ta cảnh cáo ngươi, không được ôm ta. Nếu không ta kêu to lên đó. Sự mâu thuẫn trong lời nói của nàng ta thật không còn gì để nói nữa. Hy Bình vẫn một tay ôm nàng ta, cảm thấy phía sau lưng cũng có một nữ nhân đã tỉnh giấc, liền hỏi tiểu Nico, còn ai nữa vậy? Tay hắn lúc này đang sờ soạng cái đầu chọc của Vạn Diệu, xác định rõ đây không phải là Lạc U Nhi. Đương nhiên cũng không phải là Độc Cô Tuyết, bởi vì Độc Cô Tuyết cũng đã nuôi lại mái tóc dài trong khi lúc này, tay sờ chỉ thấy đầu trơn láng. Cảm giác thật dễ chịu. Là, Diệu Duyên đang định đáp thật liền bị Vạn Diệu thò chân sang đá một cái. Nàng ta kêu lên, ôi, đau mà. Là ai vậy? Hy Bình hỏi lại. Vạn Diệu lại đá Diệu Duyên một cái nữa. Diệu Duyên giận nói, không cần đá nữa, ta biết rồi, sư tỷ. Nàng ta là sư tỷ của ta. Đầu nàng vẫn còn minh mẫn lắm. Nàng biết sư phụ nàng không muốn nàng nói thật, muốn nàng nói dối. Được. Phật tổ sẽ trừng phạt bà ta. Sư tỷ nàng à, không phải nàng ta đã để tóc lại rồi sao? Sao bây giờ đầu lại chọc lóc thế này? Diệu ý lão bà, có phải là nàng không? Không nghe thấy trả lời, Hy Bình lại hỏi, sao nàng không nói gì cả vậy? Diệu Duyên đáp, sư tỷ vẫn chưa tỉnh ngủ. Thật là, tiểu Nico, nàng nói nghe thật kỳ quặc. Nàng ta vừa mới đá nàng xong, sao nàng bảo nàng ta chưa tỉnh ngủ? Thiên tài ta đây không dễ lường gạt đâu. Hy Bình bắt đầu lớn tiếng, bất quá giọng cũng không quá lớn. Hắn biết hiện giờ mình đang ở đâu. Diệu Duyên nói, nàng ta mộng du mà. Mấy lời đó bình thường nàng ta mà nói chắc phải khiến sư phụ nàng giận phát điên lên. Đột nhiên lại bảo Vạn Diệu thần ni lừng danh như thế mắc chứng mộng du à. Cạo chọc đầu lại khi nào vậy kìa? Hy Bình lẩm bẩm tự nói với mình. Diệu Duyên nói, sư tỷ nói, đầu chọc cũng thoải mái. Tỷ ấy nói đã quen để đầu chọc rồi nên lại cạo chọc đi. Thật vậy à, Hy Bình nói xong liền buông Diệu Duyên ra, quay người lại, ôm Vạn Diệu vào lòng.
Thật tình cờ, thân hình Vạn Diệu so với Độc Cô Tuyết cũng không khác biệt mấy, cũng khiến Hy Bình cảm nhận như nhau. Có điều trong lòng hắn giật mình, bởi vì hắn không cảm nhận được mối huyết nhục tương thông. Nếu đúng là Độc Cô Tuyết thì hắn phải có cảm giác đó. Cái đầu trọc này tuyệt đối không phải là Độc Cô Tuyết. Vậy là ai vậy? Sao Diệu Duyên lại nói thay cho nàng ta, liệu có phải là sư phụ Vạn Diệu của nàng ta không? Nghĩ đến đó, ít nhiều gì cũng đoán được rồi. Hắc hắc, Vạn Diệu thần ni sao? Người đầu tiên đã thầm yêu cha hắn à? Thế mà hắn cứ nghĩ rằng nàng ta đã tu hành đắc đạo rồi chứ? Hắn nói, lão bà à, nàng chưa tỉnh dậy sao? Nếu nàng không tỉnh, ta phải cùng nàng ái ân trong mộng rồi. Tay hắn đặt lên hai ngọn nhũ phong của Vạn Diệu, cặp nhũ phong này xem ra còn to hơn của mấy thiếu nữ. Một tay hắn vừa mới chụp vào, thân thể Vạn Diệu liền run bắn lên, hai tay như muốn hất tay hắn ra nhưng không dám động đậy, cũng chẳng kêu lên tiếng nào. Thật sự là khó cho nàng rồi. Ngươi muốn cùng với sư, tỷ ta ân ái à? Diệu Duyên kêu lên khe khẽ. Hy Bình đáp, thì sao? Nàng quên là sư tỷ nàng là lão bà của ta à? Còn nhớ chuyện ở bên cạnh Ôn Tuyền chứ? À à, tiểu ni cô, nàng không chạy đi à? Nếu nàng không chạy, sau khi ta cùng sư tỷ nàng ân ái xong, ta sẽ làm cho nàng có một tiểu hòa thượng trong bụng. Ngươi thật xấu xa, ngươi không được làm vậy. Nàng ta là sư, a, à, lại bị Vạn Diệu đá cho một cái. Diệu Duyên nổi nóng, nói với Hy Bình, ngươi muốn làm gì cứ làm. Ta không quan tâm, ta cũng không đi, ta cũng không thèm sợ ngươi. Bọn họ có thể làm được thì ta cũng làm được, ta mới là người đầu tiên gặp tên phôi đản nhà ngươi chứ. Diệu Duyên quay người lại, thân thể mềm mại tựa vào lưng Hy Bình, một chân quàng lên chân hắn, thì thầm vào tai hắn, ta thật sự không sợ ngươi đâu. Tim Hy Bình chợt đau nhói, thật không ngờ đến tận cả lúc này vẫn còn có một tiểu ni cô si tình với mình như thế. Điều đó khiến hắn vô cùng cảm động, hắn không như những người khác cho rằng quan hệ với ni cô là bại hoại đạo đức. Trong suy nghĩ của hắn, ni cô cũng là nữ nhân, mà đã là nữ nhân thì cũng có những nhu cầu thiết yếu của nữ nhân. Thần Phật là cái quái gì? Chẳng qua là mấy cái tượng thép vàng. Sao lại bắt một nữ nhân phải vì mấy cái đó mà bỏ phí cả đời chứ? Hoàng Hy Bình dù sao vẫn là Hoàng Hy Bình, lúc nào cũng sắc đẹp là trên hết. Thậm chí trong lúc đang phải lo trốn chạy nhưng có nữ nhân bên cạnh thì cũng không bỏ qua được. Tay hắn lúc này đã thâm nhập vào bên trong áo đạo bào của Vạn Diệu, mò vào trong yếm, sờ soạng cặp ngọc phong mềm mại của Vạn Diệu. Ngón trỏ không ngừng ngọ nguậy xe nắn trên nhũ đầu, dần dần phát hiện nhũ đầu bắt đầu dựng đứng lên. Vạn Diệu bắt đầu thở gấp, mà Diệu Duyên ở phía sau cũng vậy. Trong lòng Vạn Diệu rối tung, không biết phải làm sao. Muốn kêu lên, không được, nếu như để Hy Bình biết được chính là nàng thì nàng sẽ vô cùng xấu hổ. Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ và mạnh mẽ. Nàng đột nhiên nghĩ đến thân thể cường tráng và khuôn mặt tuấn mỹ đầy tà ý của Hy Bình. Hy Bình lặng lẽ cởi bỏ áo ngoài của Vạn Diệu, trong lòng nghĩ, không nói gì càng tốt, để xem nàng còn nhẫn nại bao lâu nữa. Ta không tin nàng thật sự không có ham muốn tình dục của nữ nhân. Dường như hắn không hề hiểu được rằng đùa giỡn với một thần ni như vậy là có tội nói đùa thôi. Sao hắn lại có cái tư tưởng chủ bại như thế chứ? Vạn Diệu vẫn tiếp tục kiên trì, đến khi Hy Bình cởi bỏ nốt quần của nàng thì trên người nàng chỉ còn mỗi cái khố nhỏ. Nàng biết sự thể đã trở nên rất nghiêm trọng. Tuy cả đời này nàng thầm yêu Hoàng Dương nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc qua với bất kỳ nam nhân nào. Mấy ngày này, ngủ cùng một giường với Hy Bình, đúng như đồ đệ của nàng đã nói, nàng cũng đã làm một vài động tác nhỏ. Chỉ ít thì như một nữ nhân nàng cũng bắt đầu hiểu được thân thể của một nam nhân như thế nào, hiểu được sự bất đồng giữa nam nhân và nữ nhân. Nói ra hơi xấu hổ, nàng và đồ đệ đã luân phiên đùa giỡn với cái dương căn của Hy Bình. Chuyện đó, nếu để người ngoài biết được, chắc nàng không sống nổi. Không, chuyện đó phải để Hoàng Hy Bình chịu trách nhiệm, hắn mới là kẻ gây ra cái họa này. Ai bảo hắn đến ngủ trên giường của nàng chứ? Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi thì Hy Bình đã cởi bỏ luôn cái khố của nàng không biết từ lúc nào. Cuối cùng nàng chỉ còn một thân trần trụi nằm đó. Tay Hy Bình đã vươn ra đến bãi cỏ đầy hương thơm của nàng. Khi nó chạm vào cái nơi riêng tư của nàng, nàng không kháng cự nổi cái cảm giác nhột nhạt đó, hai chân vội vã khép lại. Hy Bình liền nói, lão bà, nàng tỉnh chưa vậy? Tỉnh rồi thì nói một câu xem. Hy Bình nghĩ trong bụng, cái nàng thần ni này quả thật quá nhẫn nại.
Tay hắn lại tách hai chân nàng ra, ngón giữa bắt đầu quét lên xuống dọc theo cái khe giữa. Nơi đó đã sớm ẩm ướt, ngay cả là thần ni mà bị hắn khiêu khích một lúc lâu như thế, sao không ướt được chứ? Ngón giữa của hắn bắt đầu nhẹ nhàng thâm nhập vào mật đạo của nàng. Vạn Diệu giật bắn lên như bị trích điện, hai chân lại khép lại đồng thời bật ra một tiếng rên. Cuối cùng nàng cũng không khống chế nổi phải bật ra tiếng. Hy Bình lại nói, Diệu Ý lão bà, nàng thật không chịu nói à? Có đánh chết Vạn Diệu cũng không chịu nói, đã giả vờ thì có chết cũng giả vờ. Hy Bình xoay người nằm úp lên người nàng, hai chân xen vào giữa, tách chân nàng ta ra, cúi mặt xuống hôn cuồng nhiệt, hôn cả vào đôi mắt đẫm lệ của Vạn Diệu. Hắn hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục hôn, cho đến khi hắn đưa được lưỡi của mình vào trong miệng Vạn Diệu. Trong lúc triền miên với nụ hôn, tay hắn không còn ngọ nguậy nơi riêng tư của Vạn Diệu nữa. Một tay hắn chống dưới giường, tay kia ve vuốt khuôn mặt nàng. Cuối cùng hắn cũng kết thúc cái nụ hôn miên man đó. Ta thật sự muốn tiến vào trong, nàng vẫn không nói gì à. Dương căn của hắn đã phục ngay mật đạo của Vạn Diệu. Người Vạn Diệu như cứng lại, hơi thở đứt đoạn nhưng vẫn không phát ra một lời nào. Hy Bình áp người xuống, dương căn hơi tiến vào một chút. Nghe thấy Vạn Diệu rên lên khe khẽ, hắn dừng lại để mật đạo của nàng thích nghi với kích thước to lớn của hắn, đầu khấc khẽ ngọ nguậy trong ngòi nước nhỏ. Vạn Diệu càng rên lớn hơn, ngoài ra còn nghe rõ cả tiếng rên của Diệu Duyên. Chỉ nghe thấy Diệu Duyên hỏi, Hoàng Hy Bình, người thật sự phải tiến vào sao? Nàng lay lay Vạn Diệu trong bóng đêm nói, hắn bảo phải tiến vào, sư. Tỷ, sư tỷ, người thật sự cứ để hắn tiến vào như thế à? Đau lắm đó, cái thứ đó của hắn rất to, ta đã thấy rồi. Nàng thấy rồi sao còn chưa chạy đi? Hy Bình vẫn tiếp tục chọc ghẹo. Vì sao ta phải chạy chứ? Đây là giường của ta, sao ngươi không chạy đi? Sao, nàng nói sao? Bảo ta chạy đi à? Ta lại chạy trốn giống như mấy thằng tiểu nhân à? Hy Bình cảm thấy không thoải mái. Đột nhiên lại bảo siêu cấp quyền vương như hắn chạy trốn à? Để ta cho nàng xem cái bản sự sắc lang bên cạnh cái khả năng quyền vương của ta. Diệu Duyên vẫn tiếp tục công kích, ngươi không giống à? Sao ngươi không trốn khỏi đại địa minh luôn đi mà lại còn quay lại lên giường ta mà trốn chứ? Cú tấn công này cuối cùng cũng có hiệu quả rõ ràng. Hy Bình bị nàng nói đến phát bừng cháy trong lòng. Thân thể bất chi bất giác cứng lại, cự thương bên dưới khố nhằm ngay huyệt đạo của Vạn Diệu mà tấn công vào. Cự thương xâm nhập vào trong người Vạn Diệu. Dù đã được bôi trơn từ lâu nhưng cơn đau đến tê liệt cả người cuối cùng cũng khiến nàng không còn chịu đựng nổi, cố nén lại kêu lên, đau quá. Hoàng Hy Bình, người dám làm vậy với ta à? À, đau quá, ta là Nico, người không thấy đầu ta trụi lủi à? Cuối cùng nàng cũng chịu nói rồi à? Hy Bình hỏi lại. Vạn Diệu kinh hãi hỏi, ngay từ đầu ngươi đã biết ta là ai sao? Hy Bình gằn giọng, nàng tưởng nàng bắt chước giống lắm sao? Trong bụng Diệu Ý lão bà của ta có huyết nhục của ta. Ta tiếp cận nàng là biết ngay. Còn nàng, mẹ nó, một xử nữ, ta xem nàng có thể nhẫn nại đến lúc nào. Trụi lủi à, người nàng cũng trụi lủi mà. Ta, đau, thân ta, trụi lủi không phải là do ngươi sao? Vạn Diệu hầu như cuống quýt quào cấu lung tung. Hy Bình vẫn tiếp tục nhịp cự căn của hắn ra vào động huyệt của nàng, miệng bảo thì do ta làm. Hiện giờ ta vẫn đang làm với nàng mà, thì sao nào, không phục à? Dù cho nàng có thể đến trước mặt Phật Tổ để tố cáo ta, Phật Tổ cũng chẳng nói gì đâu. A-di-đà Phật, có tội, mấy cái đó đều chỉ là mấy tên đầu chọc nói thôi, chứ đâu phải Phật Tổ. Vạn Diệu nhìn đau nói, người dám nhục mạ Phật Tổ à? Không phải nàng cũng đang nhục mạ Phật Tổ hay sao? Sao Ni cô đột nhiên lại bày trò yêu đương với nam nhân? Phật Tổ mà biết chắc chắn phải nổi giận đến té xuống đất mất. Ngươi, Vạn Diệu tức giận đến không nói được lời nào. Hy Bình đắc ý nói, thôi cứ hưởng thụ cái đêm đầu tiên của nàng đi. Không ngờ nàng lại là một lão xử nữ. Phật Tổ quả thật không thương người, hoặc giả người thật ra chỉ là một bức tượng sơn bóng nên tự mình không có cái nhu cầu này, rồi nghĩ rằng con người cũng không có. Vậy nên mới bảo những kẻ tin tưởng người đừng làm cái chuyện này chăng? Hừ. Quả thật là cái thứ đồ không có chút tình cảm. Vậy mà các người còn cạo đầu đi mà bái phỏng nữa chứ. Thật là những kẻ buồn cười. Ngươi chỉ làm những chuyện thất đức như vậy mà còn dám nói xấu Phật Tổ nữa sao? Hy Bình đáp, ta bất kể,
ta Thất Đức à, nếu không có ta, nàng phải sống cả đời làm xử nữ đó. Câu danh ngôn kinh điển lại được sử dụng lần nữa, quả xứng danh là Hoàng Hy Bình. Vạn Diệu nói, người xuống đi, xuống đi. Ta là người đã làm chuyện tốt thì làm đến cùng, đã làm rồi thì làm cho đến khi nàng đạt đến cao trào. Nếu không nàng lại bảo ta làm nàng mất hứng, bảo ta Thất Đức, có khi còn bảo ta ra sớm quá. Như thế thì mất mặt lắm. Hy Bình nói như thế nên Vạn Diệu chỉ còn biết chịu đựng. Có điều nàng quá đau đến không thể chịu nổi, lại không thể kêu to được, chỉ có cảm giác càng ngày càng không thể khống chế được nữa. Nàng cố gắng chịu đựng cơn đau nhưng cuối cùng không chịu nổi cái cảm giác đó. Đã sống 40 năm nay, chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy, nàng biết chuyện gì sẽ phát sinh, liền quay sang Diệu Duyên nói, mau, mau đưa cái áo gối cho sư phụ. Sư phụ, sao phải cần đến áo gối chứ? Có phải người bị đau đến chảy nước mắt không? Con giúp người lau nhé. Ta bị người chọc đến điên tiết lên rồi. Sao ta lại có một đứa đồ đệ như thế chứ? Vạn Diệu tiện tay cầm lấy cái áo gối. Do Hy Bình vẫn cứ nhấp nhổm liên tục trên người nàng, nàng chỉ cố lấy cái mấy cái áo gối cuộn thành cuộn rồi nhét vào mồm cắn chặt lại. Hy Bình nói, sao nàng phải cắn mấy cái áo gối vậy? Vạn Diệu miệng cắn chặt không đáp được, nhấc mông vùng vẫy, hai chân đá vào chân Hy Bình mấy cái rồi lại bất lực nằm dài ra. Hy Bình biết nàng sắp đạt đến cao trào nên cũng không thèm nói thêm nữa mà chỉ tiếp tục nhấp với những động tác vô cùng mãnh liệt. Chỉ trong khoảnh khắc, Vạn Diệu đạt đến cao trào, hai tay ôm quàng lấy lưng hắn ghì chặt, mông nhấc lên nghênh đón, như muốn hắn ấn vào sâu hơn. Hùng căn của Hy Bình giật giật rồi bắn luồng dương tinh nồng đậm vào trong người nàng. Vạn Diệu hạ người nằm xuống, thân thể hoàn toàn kiệt sức nhưng vẫn ôm chặt lấy Hy Bình. Hy Bình vẫn nằm áp chặt trên tấm thân đầy đặn của nàng đồng thời đưa tay gỡ mấy cái khăn trong miệng nàng ra, hổn hển nói thì ra nàng sợ lúc cực khoái sẽ gào lên. Vạn Diệu nói, Hoàng Hy Bình, người đừng đắc ý. Chỉ lần này thôi, lần sau đừng đụng chạm đến ta nữa. Ai nói vậy, hiện giờ ta có thể ngay lập tức làm với nàng thêm lần thứ hai, lần thứ ba. Muốn bao nhiêu lần cũng được, nàng không tin à. Ta, tùy ý ngươi thôi. Sáng mai ta sẽ rời khỏi Đại Địa Minh. Hy Bình cười nói, nàng vẫn còn muốn quay về làm ni cô à. Nàng cần hiểu rõ rằng, nàng trở về chẳng bao lâu thì bụng nàng sẽ dần to lên. Sau đó sẽ cho ra một tiểu ni cô. Ha ha! Vạn Diệu biết điều hắn nói hoàn toàn có thể. Lần này nàng không làm ni cô được nữa rồi, làm sao bây giờ? Hy Bình nói tiếp, nàng cứ từ từ nghĩ xem. Vạn Diệu thần ni lại sinh ra một hài tử có phải là rất hay không? Nàng vẫn muốn tiếp tục làm Vạn Diệu thần ni hay muốn ta chịu trách nhiệm đây? Hắc, có lẽ nàng sẽ phải suy nghĩ rất lâu đó. Ai bảo nàng lúc nãy giả vờ chứ? Nếu nàng sớm cho ta biết nàng là Vạn Diệu thì ta đã không chạm đến nàng rồi. Ta đá ngươi chết bây giờ ai ra? Hai chân Vạn Diệu vừa muốn nhấc lên liền không kìm được kêu lên vì đau. Hy Bình nói, tối nay nàng trở thành người thích đá hay sao vậy? Lúc nãy cứ liên tục đá đồ đệ của mình. Giờ lại muốn đá ta. Ta để cho nàng đá nè. Ha ha, chỉ cần nàng động đậy chân một cái, nàng sẽ biết sao lại gọi là cơn đau lần đầu. Đau lắm à? Hy Bình quay người lại, ôm Diệu Duyên vào lòng nói, hỏi sư phụ của nàng đi. Ta không phải là nữ nhân, làm sao biết được có đau nhiều không? Diệu Duyên quả nhiên hỏi, sư phụ, cuối cùng thì có đau lắm không? Vạn Diệu nổi giận, ngươi cứ thử đi. Ta sẽ làm ngươi tức chết đó. Diệu Duyên đáp, nhưng, sư phụ, nếu đau thì con không thử đâu. Vạn Diệu hừ một cái rồi nói, không đau. Thật à, nhưng sao sư phụ vẫn cứ kêu đau, lại còn chảy nước mắt đầm đìa thế kia. Ta, ai ra, đau quá. Vạn Diệu thấy khó chịu lại muốn đá Hy Bình. Diệu Duyên hoảng hốt nói, quả nhiên là rất đau. Con không chịu đâu. Nàng ta chuẩn bị tụt khỏi giường. Trong bóng tối. Vạn Diệu nói, Hoàng Hy Bình, nếu ngươi để nó đi, sau này ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Dám chọc ghẹo sư phụ à, ta cũng sẽ cho ngươi biết thế nào là cơn đau lần đầu. Nàng ta trong lúc nóng giận, chẳng thèm quan tâm đến điều gì nữa. Cả Phật tổ cũng quên tuốt, chỉ nghĩ đến chuyện trả đũa, muốn đồ đệ của chính mình cũng phải được khai hoa. Hy Bình quay lại chọc Vạn Diệu, hắn nói, nàng muốn ta làm với đồ đệ nàng nhưng ta không làm đâu. Sau này nàng đi theo ta, đồ đệ nàng sẽ thừa kế vị trí am chủ Vạn Diệu am của nàng.
Hi hi. Diệu Duyên đã tụt xuống khỏi giường, nghe thấy câu đó, giật mình một cái. Trong bóng tối không rõ vẻ mặt nàng thế nào mà chỉ nghe tiếng nàng thoát y. Chẳng mấy chốc nàng đã leo lại lên giường, lao vào lòng Hi Bình. Hi Bình cảm nhận được cái thân thể trẻ trung trần truồng nóng hổi của nàng, không hiểu ra sao bèn hỏi, không phải nàng muốn trốn sao? Không nghe thấy tiếng hồi đáp, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Diệu Duyên. Hi Bình hỏi, sao vô duyên vô cớ nàng lại khóc? Diệu Duyên ôm chặt lấy Hi Bình khóc, vì sao chàng muốn sư tỷ và sư phụ mà không muốn ta? Sư tỷ vốn ban đầu đâu có thích chàng, sư phụ cũng không thích chàng, vậy mà chàng đối xử rất tốt với họ. Còn ta từ khi gặp ở thần Đao Môn đến giờ đều luôn luôn thích chàng nhưng chàng lại không muốn ta, lại còn muốn ta là am chủ. Ta trước giờ chưa bao giờ muốn làm am chủ, ta cũng không muốn làm ni cô. Lúc ta bắt đầu hiểu biết thì đã làm ni cô rồi chứ không phải ta tự nguyện. Ôi ôi, ta không muốn Phật tổ, ta chỉ muốn chàng thôi. Ta không sợ đau nữa, ta nhất định sẽ không kêu đau. Chàng muốn gì ta cũng cho chàng hết, chỉ không để chàng bắt ta đi làm am chủ thôi. Cái cô tiểu ni cô này, Hi Bình thật không biết nên khóc hay nên cười, thì ra câu nói lúc nãy làm nàng ta đau lòng. Hắn nói, nàng bảo sư phụ nàng không thích ta à? Phải, sư tỷ lúc đầu cũng không thích chàng nhưng sau đó lại thích chàng. Còn ta biết sư phụ chẳng bao giờ thích chàng cả. Ngươi ngậm miệng lại đi cho ta, Vạn Diệu nổi giận mắng. Hi Bình cố ý nói, nếu sư phụ nàng đã không thích ta thì ta lại để nàng ta tiếp tục làm Vạn Diệu am chủ. Cũng may là ta chưa gieo giống trong bụng nàng ta, lúc nãy ta chỉ gạt nàng ta thôi. Đột nhiên hắn cảm thấy hai tay Vạn Diệu nắm lấy lưng mình mà kéo, dường như muốn xoay người hắn lại. Tuy vậy hắn vẫn nằm im như cũ, sức lực man dại của hắn thì khỏi phải bàn rồi. Vạn Diệu nói, ngươi để ta qua, ngươi để ta qua. Hi Bình cười nói, ta vẫn nằm im không nhúc nhích, nàng phàn nàn cái gì chứ? Vạn Diệu không biết làm sao. Bèn nói, Diệu Duyên, ngươi vào trong này mà nằm, ta sẽ ngủ bên ngoài. Diệu Duyên không phục tùng sư phụ mình mà đáp, con không chịu đâu. Con muốn nằm ngoài, con muốn nằm trong lòng chàng. Hi Bình nói, nàng không cần phải phí sức, ta không quay lại đâu. Vạn Diệu giận nói, Hoàng Hi Bình, ngươi nói ta nghe lại xem, vừa rồi ngươi mới nói rằng ta sắp có hài tử. Ngươi lừa ta, nếu ngươi không cho ta lại một hài tử khác, ta chết cho ngươi xem. Diệu Duyên kinh hoàng kêu lên, sư phụ, ngươi quay sang đây, ta phải cùng ngươi làm lại, đồ tiểu dâm trùng, sao ngươi lừa ta? Vạn Diệu phát ra những lời khiến người ta phải kinh ngạc, có thể đưa vào tuyển tập các câu nói của các ni cô, xem như một loại kinh điển của Phật gia. Sư phụ, người muốn sinh hài tử cho chàng à? Không lẽ người cũng thích chàng? Diệu Duyên bị mấy câu nói của Vạn Diệu thức tỉnh. Hi Bình cười nói, cũng được, không đùa với nàng nữa. Nàng đừng nghĩ đến chuyện làm ni cô nữa, cứ đi theo ta. Nàng đã thông suốt chưa? Vạn Diệu thả Hi Bình ra, thở hồng hộc. Trong bóng tối, không nghe rõ nàng ta hồi đáp ra sao, Hi Bình lại nói, đó không phải là ta không chịu trách nhiệm mà là nàng không muốn. Hoàng Hi Bình, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Tên hỗn đản nhà ngươi nếu dám không lãnh trách nhiệm, ta đập đầu chết tại đây. Vạn Diệu hoang mang nói. Hi Bình đáp, tiểu ni cô. Xem ra sư phụ nàng cũng có chút thích ta. Nàng nói sai rồi, ta phải phạt nàng thôi. Phạt ta như thế nào? Phạt nàng sinh cho ta một thằng đầu chọc. Hi Bình cười hình hịch. Vạn Diệu hứ một tiếng, đá hắn một cái, lại rên khẽ một tiếng nhưng không nói gì cả. Diệu Duyên nghiêm chỉnh nói, ta muốn sinh một đứa bé khả ái có tóc, có được không? Nếu nàng để tóc dài ra thì được. Vậy à, vậy đợi ta để tóc dài lại. Chàng làm cho ta nhé. Bây giờ ta không chịu cho chàng làm đâu. Hi Bình cười gượng gạo nói, ngốc quá. Đợi đến lúc nàng muốn sinh thì tóc nàng đã dài thật rồi. Giờ cứ cho ta đi, lỡ sau này ta không muốn thì sao? Diệu Duyên vội vàng đáp, vậy giờ ta cho chàng, lập tức dâng cho chàng. Chàng cứ nằm trên bụng ta đi. Lúc nãy chàng vừa mới làm vậy với sư phụ đó. Vạn Diệu thầm mắng Diệu Duyên trong lòng. Cớ sao lại dạy nên đứa đồ đệ như thế này, trước giờ lại cứ nghĩ nó là đứa khả ái chứ. Hoàng Hi Bình, mau bịt cái miệng nó lại đi. Được rồi, ta nghe nàng nói rồi, không cần phải đá ta, nàng đau chết mất đó. Hi Bình nói xong liền xoay mình đè lên người Diệu Duyên. Thân thể trẻ trung của Diệu Duyên mềm mại hơn của Vạn Diệu nhiều.
Tấm thân nóng hổi của nàng bị Hy Bình đè chặt khiến nàng như tức thở. Cảm thấy hùng căn to lớn cường tráng của hắn chạm vào chốn thiêng liêng của nàng, tuy là tự nguyện nhưng nàng không khỏi kinh hoàng. Chàng nặng quá, Diệu Duyên hổn hển nói. Hy Bình cười đáp, ta to lớn khỏe mạnh như thế này đương nhiên là phải nặng như Thái Sơn rồi. Đúng là tên gia hỏa lúc nào cũng tự tôn. Diệu Duyên nói, ta cảm thấy, chàng giống như Châu Mộng. Cái gì, Châu Mộng à, Châu Mộng làm sao mà ôn nhu thế này được, tuyệt đối không phải. Hy Bình nghĩ sự so sánh của Diệu Duyên cũng có điểm phù hợp. Nhưng dù có phù hợp ở đâu thì hiện tại cũng không phù hợp. Để thể hiện sự không đồng ý, tay hắn nhéo đầu nhũ của nàng một cái rồi nhỏ nhẹ nói, Châu làm sao có được cái ôn nhu, cái khả ái thế này của ta chứ? Diệu Duyên bị nhéo đến mức toàn thân nhột nhạt, liền nói, đừng nhéo ta ở chỗ đó. Nhéo ta đau quá còn nói là ôn nhu à? Vậy thì nhẹ một chút, vuốt nhẹ. Cũng không được vuốt, nàng thật sự không thể chịu đựng được, lấy tay hất ra. Hy Bình nói, bộ nàng định làm am chủ à? Ta không làm, Diệu Duyên vội vã rụt tay lại rồi nói, chàng vuốt đi, nhéo cũng được, nhưng đừng làm mạnh. Ta đau đó. Lại một lần nữa Vạn Diệu bị đồ đệ mà nàng yêu mến nhất đánh bại. Nàng nhớ lại cái đau đớn ở nơi kín đáo của mình, trong lòng lại nổi giận, lại đá Hy Bình một cái, nói, tên gia hỏa nhà ngươi, không được dụ dỗ Diệu Duyên. Hy Bình nói, nàng đừng ồn ào, để ta yên tĩnh một chút. Lúc nãy lúc nàng muốn ta, đồ đệ nàng đâu có gây sự với nàng. Giờ nàng lại gây phiền phức cho hảo sự của đồ đệ mình. Thật là thất đức. Vạn Diệu hoảng hốt hỏi, ta muốn ngươi à? Ta thất đức à? Hoàng Hy Bình, ta không tố cáo ngươi cường gian ta, ngươi lại còn a? A. A Di Đà Phật, sư phụ. Diệu Duyên trong lúc đang mê mẩn vẫn không quên đề tỉnh Vạn Diệu thần ni. Nàng tố cáo ta không được đâu. Chính mắt đồ đệ nàng thấy nàng tự nguyện mà. Ta có nhân chứng, tiểu ni cô, có phải sư phụ nàng tự nguyện không? Hy Bình cúi đầu hôn lên dái tai của Diệu Duyên. Nàng ngọ nguậy khuôn mặt nhỏ nhắn, lắp bắp phải, đúng là sư phụ tự nguyện. Ta có thể làm chứng. Chàng đừng cắn dái tai ta. Ta không chịu nổi đâu. Nhột quá. Hy Bình vẫn tiếp tục hôn, từ dái tai nàng, hôn xuống cổ, rồi vai, xuống đến ngực. Hôn thẳng xuống bụng dưới. Trong bóng tối, lúc hắn gục đầu vào nơi riêng tư của nàng, hắn cảm nhận được mùi hương xử nữ. Tay hắn chạm vào cái vùng đất cực kỳ màu mỡ đó. Lập tức hắn cảm thấy vô cùng ướt át. Hắn cười nói, ui, tiểu ni cô, nàng đã lớn chưa? Cớ sao còn tiểu ra giường thế này? Diệu Duyên đáp, chàng nói bậy, ta đã 18 rồi, sao lại tiểu ra giường được? Nàng sờ thử xem này. Hy Bình nắm tay nàng kéo đến chạm vào chỗ thầm kín của nàng. Nàng vừa chạm đến quả nhiên thấy nó ẩm ướt, hốt hoảng hỏi, sao lại thế này? Hy Bình hỏi, không lẽ nàng không có cảm giác gì à? Vừa rồi, chàng hôn người ta đến nỗi, người ta nói không được, tức là lúc chàng hôn người ta mơ mơ hồ hồ, có thể là không nhịn được nên nước tiểu mới chảy ra. Diệu Duyên ủy khuất nói. Thật là mất mặt, Vạn Diệu thầm than trong lòng cả ngàn lần. Hy Bình không cười nổi, đã lớn như thế mà nàng còn tiểu ra giường. Ha ha! Diệu Duyên đánh hắn một cái giận dữ nói, cũng là tại chàng. Sao lại tại ta? Đâu phải ta tiểu đâu. Diệu Duyên không biết phản bác thế nào. Tuy nàng tụng kinh niệm Phật không ít nhưng cãi lộn thì chẳng được bao nhiêu. Nàng buồn bã nói, ta tiểu rồi, chàng còn muốn ta không? Đương nhiên là muốn rồi. Nếu như nàng không tiểu, ta lại không muốn đâu. Vậy à, vậy ta tiểu vừa rồi là việc tốt à? Diệu Duyên mừng rỡ hỏi. Không sai, vào những lúc như thế, nữ nhân tiểu chính là việc tốt đẹp nhất trong thiên hạ. Chỉ khi nàng tiểu ra thì ta mới có thể tiến vào được. Miệng Hy Bình lại áp vào chốn mật động của Diệu Duyên, nói tuy nhìn không rõ nhưng mùi vị thì thật tuyệt. Diệu Duyên bị cái miệng của hắn hí lộng, chất dịch trong người lại ào ào từ trong mật huyệt chảy trào ra. Nàng ta biết mình lại tiểu nữa rồi. Hy Bình đưa miệng vào vùng cấm của nàng, bắt đầu liếm láp. Đầu lưỡi có lúc tiến chạm vào bên trong khiến nàng ta cảm thấy nhột nhạt, tựa như không kham nổi. Toàn thân cảm thấy bải hoài nhưng vô cùng sảng khoái khiến nàng cứ mong cái lưỡi của hắn tiến sâu thêm một chút hoặc giả là thô cứng hơn một chút. Nàng ta như mềm nhũn ra, thân thể không còn khống chế nổi nữa, mê mẩn mẩn nằm xuống dài xuống giường, để mặc cho Hy Bình muốn làm gì thì làm.
thật ra nàng cũng không còn khả năng kháng cự nữa. Điều làm nàng kinh ngạc là Hy Bình đột nhiên đưa ngón trỏ tiến nhập vào bên trong. Nàng thật sự thích thú cái cảm giác khi ngón tay hắn ở trong thân thể nàng, có điều lúc đó nàng cũng cảm nhận một cơn đau nhẹ nhẹ. Nàng không dám kêu, nàng sợ kêu đau, Hy Bình sẽ không muốn nàng nữa, nàng lại phải quay về làm am chủ. Trước nay nàng chưa bao giờ muốn làm am chủ cả. Đau à? Hy Bình hỏi nàng. Nàng rên, không, không đau. Nàng nghe thấy tiếng cười của Hy Bình trong bóng tối, tiếng cười rất khẽ. Sau đó nàng nhận ra Hy Bình đã leo lên trên người nàng. Mặt hắn kề sát mặt nàng, hắn lại hôn mặt nàng, thân thể nàng lại tiếp tục nóng lên. Nàng ôm chầm lấy hắn rồi phát hiện đang có một cái gì đó trực chờ tại khe cấm của mình. Nàng biết, đó chính là cây côn thịt dài ngoằng, thô ráp của Hy Bình. Hắn lại dùng cây côn thịt đó để làm với nữ nhân, đưa nó vào trong thân thể nữ nhân. Nàng biết hắn muốn tiến vào bên trong nàng. Nàng nhắm tịt cả hai mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ nói sẽ không đau lắm. Ta muốn đưa vào, nàng xác định lại xem có muốn hay không. Hy Bình thì thầm bên tai nàng. Xác định cái gì? Hy Bình nói, xác định một lần nữa, có đúng nàng thật sự muốn ta tiến vào? Có, muốn, ta muốn làm nữ nhân của chàng. Ta không muốn cả đời làm ni cô. Đầu khớp cây côn của Hy Bình bắt đầu tiến vào cái ngòi nước con nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy đau đớn. Nơi đó của nàng so với của sư phụ mình vừa non nớt hơn vừa chật hẹp hơn. Nàng cảm thấy cơ thể mình như rách toác ra. Cái đầu khớp nóng bỏng khiến toàn thân nàng run rẩy. Nhưng khi đã đến cùng cực thì mọi chuyện dường như lại trở ngược, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Nàng quay mặt vào trong hỏi, sư phụ, thật sự không đau chứ? Vạn Diệu đáp, ngươi cứ tự mình thử đi. Hỏi trước vậy mà, để người ta chuẩn bị tâm lý thôi. Hy Bình cúi người hôn vào miệng nàng một cái rồi nói, có đau một chút, sau đó sẽ không đau nữa. Diệu Duyên nói, chỉ một chút thôi à, vậy thì ta không sợ đau nữa. Ôm ta chặt vào được không? Ta phải tiến vào đây. Hy Bình nói xong, lại cúi đầu hôn vào miệng nàng, hạ thể đang cong lên đột nhiên ấn mạnh xuống. Ngay lập tức cự căn thô cứng không chậm trễ tiến nhập vào mật đạo ẩm ướt của Diệu Duyên. Tấm thân mềm mại bên dưới người hắn bỗng nhiên như căng lên. Một cơn đau bật ra từ miệng hắn. Đó là vì Diệu Duyên sau khi nhận được cơn đau lần đầu của mình liền cắn chặt môi hắn. Trong bóng tối, hắn cảm nhận được rằng vào lúc đó nước mắt nàng đã trào ra. Diệu Duyên hoàn toàn không dự liệu đến cơn đau đớn muốn tê liệt cả người này. Thân thể nàng như bị một vật thể to lớn, cứng chắc xé toang ra. Nàng cảm thấy dường như mình bị phân ra làm hai. Mật huyệt của nàng ôm chặt lấy dương căn của Hy Bình. Cái thứ quá thô kệch đó nhanh chóng nông to mật huyệt của nàng. Nàng đau vô cùng, nguyên nàng nói rằng sẽ không kêu đau và nàng thật sự cũng chưa hề kêu. Đó là vì Hy Bình hôn nàng khiến nàng không thể nào kêu được. Nhưng nàng thì cắn hắn, cắn đến chảy máu. Máu chảy cả vào trong miệng nàng. Nàng cảm thấy xấu hổ có điều nàng không hề cố ý. Khi Hy Bình rời khỏi miệng nàng, nàng kiên cường chịu đựng cơn đau, hỏi ta. Cắn chàng có đau không? Có đau một chút. Nàng còn chịu đựng được không? Diệu Duyên dũng cảm đáp, ta chịu được. Không phải chàng đã tiến vào rồi sao? Ta cảm nhận được cái thứ đó của chàng đang ở trong người ta, lấp đầy nghẹt á. Hy Bình nghĩ rằng có thể, liền bắt đầu nhấp nhấp nhẹ nhẹ. Thân thể nàng lập tức cứng lại. Hắn bảo, thả lỏng người ra. Hy Bình lại chậm chậm tiến vào. Hương động của Diệu Duyên rất hẹp nhưng rất trơn ướt. Hắn cứ thế mà kéo ra kéo vào. Cơn đau lúc đầu giờ đây dần dần được thay thế bởi một cảm giác đặc biệt. Diệu Duyên cuối cùng cũng có thể thản nhiên tiếp nhận những cú đâm thọc của hắn. Hắn liền tăng nhanh tốc độ, Diệu Duyên bắt đầu rên lên. Vạn Diệu nói, người đừng kêu to. Sư phụ, con không kêu không được, con không tự khống chế nổi. Cho người mấy cái áo gối nè. Vạn Diệu lấy mấy cái áo gối nhét vào miệng Diệu Duyên. Hy Bình thò một tay ra nhéo vào ngực Vạn Diệu nói, nhiều chuyện quá. Ta rất thích nghe tiểu ni cô niệm kinh trên giường mà. Ha ha, Vạn Diệu giận nói, không được nắm ta, muốn nghe. Sau này sẽ được nghe, hiện giờ không phải là lúc thích hợp. Hy Bình một mặt nhấp nhổm ra vào Diệu Duyên, mặt khác thò ngón trỏ lặng lẽ tiến nhập vào mật huyệt của Vạn Diệu. Vạn Diệu cũng không cản trở, nàng không hiểu nổi, tên gia hỏa này làm sao có thể chống bằng một tay mà vẫn làm ào ào như vậy. Như thế phải cần rất nhiều thể lực à. Tiểu Nico,
nàng sờ ngực sư phụ mình xem nào. Thật là sung mãn nha. Hy Bình rút tay từ trong hương động ướt át của Vạn Diệu ra, nắm tay Diệu Duyên, kéo tay nàng ta qua bên kia. Tay Diệu Duyên chạm vào bộ ngực Vạn Diệu, hơi giật lại nhưng rồi bắt đầu ve vuốt, nhào nặn. Vạn Diệu bị Diệu Duyên vuốt ve như thế liền cảm thấy rất dễ chịu, dâm thủy bên dưới hạ thể không biết từ lúc nào lại ào ào chảy ra. Ham muốn tình dục lại trào lên, ngay lập tức liền xoay người qua, một tay quơ ngay đầu nụ trên ngực Diệu Duyên, tay kia mò đến nơi Hy Bình và Diệu Duyên đang kết hợp với nhau. Bàn tay đó chụp chúng ngay dương căn của Hy Bình nhưng rồi chuyển sang sờ mó vùng đất rậm rì của Diệu Duyên, ngón trỏ lâu lâu lại gãy gãy những cánh hoa thịt. Mật huyệt của Diệu Duyên bị cự long vào vào ra ra, lại còn bị sư phụ nàng chọc ghẹo. Tuy lúc đầu có hơi đau nhưng khoái cảm đến rất nhanh, muốn kêu nhưng không kêu được. Bàn tay đang ở trên ngực Vạn Diệu bắt đầu véo hơi mạnh một chút, nhéo đến nổi Vạn Diệu cảm thấy hơi đau. Nàng ta nghĩ, cái con bé này, dám véo sư phụ đau thế này, ta cũng phải nhéo mạnh cho ngươi biết. Hai thầy trò lặng lẽ đấu với nhau, chỉ mỗi Hy Bình là sướng, vẫn không tiếc sức hành động. Diệu Duyên dù sao cũng là xử nữ, hơn nữa lại còn trẻ, chẳng bao lâu liền bắt đầu mê loạn. Thậm chí nếu có đau cũng không chịu nổi cơn khoái cảm đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cơn cực khoái lần đầu tiên của nàng đã đến. Hy Bình nhân ngay lúc đó liền phóng dương tinh vào trong người nàng, sau đó nằm đè lên tấm thân mềm oặt của nàng rồi rút mấy cái áo gối ra. Nàng ta liền thở hổn hển. Hắn hỏi, có thích không? Có, đau lắm nhưng ta thích. Còn muốn nữa không? Không, ta mệt lắm rồi, có lẽ sư phụ còn đang muốn thêm. Nói bậy, Vạn Diệu giận dữ mắng. Hy Bình nói, tiểu ni cô đúng là hiểu lòng của lão ni cô. Hắc hắc, hắn lập tức bò lên trên người Vạn Diệu nói, chúng ta tiếp tục nhé. Vạn Diệu đáp, không, trừ phi ngươi xin lỗi ta. Vì sao vậy, vì sao ta phải xin lỗi? Vừa rồi ngươi vừa gọi ta là lão ni cô, cái đó không thể chấp nhận được. Cũng được, ta gọi nàng là Trung Ni cô vậy. Cũng không được. Hy Bình nói, không lẽ bảo ta gọi nàng là Tiểu Ni cô à? Hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa, hơn nữa dâm thủy dưới mật huyệt của Vạn Diệu đã trào ra rồi, hắn liền tiến ngay vào. Vạn Diệu la lên khe khẽ, tiểu hỗn đản, không được thô lỗ như thế. À, phải rồi, gọi ta là Bảo Bối. Bảo Bối, cái đó ở đâu ra vậy? Không ngờ Vạn Diệu lại dùng những từ này. À, à, tốt lắm. Bảo Bối, chúng ta làm tình đến sáng nhé. Hy Bình không nhịn được mỉm cười. Không được, sáng mai bọn ta còn phải đi tìm ngươi. Không phải ta đang ở đây sao? Các người tìm làm gì? Cái đó là để che mắt người khác. À, cho nàng mấy cái áo gối nè, đừng kêu lớn tiếng quá. Mấy người niệm kinh Phật xem ra giọng hơi bị lớn đó. Hy Bình lấy mấy cái áo gối đưa cho Vạn Diệu. Rồi chẳng thèm quan tâm nàng ta và Diệu Duyên kháng cự thế nào nhưng suốt đêm đó, cái con trâu kêu là Hoàng Hy Bình cứ liên tục cày bừa trên người họ. Hai thầy trò và hắn cứ luân lưu làm hết hồi này đến hồi khác. Sau này bọn họ cũng không nhớ nổi, nói chung là rất rất nhiều. Qua ngày, Vạn Diệu xuất lĩnh ni cô của Vạn Diệu Am cùng Đại Địa Minh truy lùng Hy Bình. Diệu Duyên không đi, bởi nàng tuổi vẫn còn trẻ, trải qua một đêm mưa bão như đêm qua, làm sao nàng có thể động đậy được đây? Vạn Diệu cũng rất yêu quý đồ đệ này, mặc dù nàng cảm thấy sự dại dột đêm qua của đồ đệ này thật là mất mặt, nhưng đồ đệ này lại là một tay bà nuôi dưỡng, bà đối xử với Diệu Duyên như với con gái của mình vậy. Đại Địa Minh tìm suốt một ngày vẫn hoài công đành phải quay về. Vạn Diệu đương nhiên biết rõ Hy Bình chính đang ở ngay trên giường mình, vui vẻ cùng đồ đệ của mình. Nàng cũng muốn quay về sớm một chút nhưng đã giả vờ thì phải giả vờ đến cùng. Tuy nàng là ni cô, nhưng giả vờ thì ai mà chẳng làm được. Ni cô thì cũng là người. Đã là người thì phải có thất tình lục dục. Người ta nói quyền lợi thì luôn đi kèm với nghĩa vụ. Nàng lúc này lựa chọn quyền lợi, và nghĩa vụ phải được hoàn thành. Lại là một đêm nữa. Đối với Lạc Hùng mà nói, một ngày thực quá ngắn, tuy nhiên, Vạn Diệu đã chờ đợi màn đêm này từ rất lâu rồi, tưởng như bóng tối này cần phải mất cả vạn năm rồi mới tới. Nàng trở lại Cổ Phong Tạ, trở về gian phòng của nàng. Bảo Bối, nàng đã trở lại. Hy Bình kêu lên, nếu ánh sáng đủ mạnh, có lẽ sẽ nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Vạn Diệu trông như một quả đào chín mùi. Nàng đêm qua trong lúc ý loạn tình mê, cũng không câu nệ cách xưng hô này. Bây giờ dĩ nhiên cảm thấy rất hối hận.
Vạn Diệu giận dữ nói, chàng hãy nhỏ giọng lại, kẻo mọi người nghe thấy. Sợ cái gì chứ, nếu nghe thấy, ta lại ra giết hết. Vạn Diệu cười nói, chàng nếu quả như lợi hại thì đã không cần trốn trên giường của Nico. Hả, những lời này xuất phát từ Vạn Diệu sao? Thi Bình cho rằng những lời này không khác gì những câu tục tiểu, dâm ô, và biết rằng cô nàng đầu trọc này không còn thích hợp làm Nico nữa. Nàng chắc muốn hoàn tục trở lại, trên cái đầu bóng láng ấy mọc lại những mớ tóc mượt mà xum xuê không phải là tốt hơn sao? Thi Bình cười nói, được, ta không trốn nữa, giờ ta ra ngoài, thế nào? Vạn Diệu tâm thần nhất hoảng, nói, không được. Sao lại không được? Vì, không được. Vạn Diệu khuôn mặt ửng hồng, nhìn Hy Bình ôm hôn đồ đệ của mình, nàng ta nói, Diệu Duyên, còn không dậy mau. Diệu Duyên yếu ớt đáp lại, sư phụ, đệ tử không có khí lực nào để dậy cả, với lại bây giờ là buổi tối, dậy làm gì nữa? Hy Bình nói, đừng lý tới sư phụ của nàng nữa, nào, hãy để ta hôn vào cái môi nhỏ của nàng. Vạn Diệu lập tức bò lên giường, trèo qua hai người, nằm dài xuống rồi nói, đưa cho ta cái chăn. Rồi cũng không đợi ai nói gì, Vạn Diệu kéo chăn, chui vào, nằm ôm lấy người Hy Bình, nói, chàng định lưu lại đây bao lâu? Lạc Hùng chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra chàng. Ta ước được nằm trong lòng nàng suốt cả đời. Chàng! Nhưng ta không muốn ở chỗ này nữa. Vừa nói Hy Bình vừa vuốt ve đôi tay mềm mại của nàng ta. Ta thật không thích, lại muốn trở về với nữ nhân của ta, mặc dù thì ta cảm thấy là có người theo đang theo dõi ta, nhưng điều đó cũng không làm ta trễ nải, bất quá chỉ làm cho ta thấy không quá khó chịu. Bảo bối, nàng cũng sẽ rời nơi này đi, đến với Tứ Đại Gia, hay đến Minh Nguyệt Phong. Không còn địa phương khác nào để ta đến sao? Minh Nguyệt Phong thì có mẫu thân và nữ nhân của ta. Còn ở Tứ Đại Gia thì không cần nói nàng cũng biết, mặc dù phụ thân ta là một cừu nhân của chúng, nhưng ta tin rằng chúng vẫn chưa thật sự giết ông ta. Nhiều nữ nhân của ta cũng ở Tứ Đại Gia. Ta sẽ đến Minh Nguyệt Phong, ta và Mộng Tình là lão bằng hữu với nhau, nhưng sao chàng lại khiến ta đối mặt với Mộng Tình được? Nàng cứ gọi bà ta là mẫu thân thôi, ha ha. Đồ chết bầm, ta chỉ muốn gọi Mộng Tình là tỷ tỷ mà thôi. Thi Bình vừa cười vừa nói. Nhưng con nàng sẽ phải gọi bà ấy là nội tổ, thế thì bà ấy chắc phải là mẹ chồng của nàng rồi, có gọi là mẹ cũng không chết được. Không phải Lôi Lôi cũng gọi thế hay sao? Hoa Lôi cũng gọi như vậy à? Vạn Diệu nghi hoặc hỏi. Phải gọi thôi, mà nếu chưa gọi thì sau này cũng phải gọi. Bà ấy là mẹ ta, đó là sự thật bất biến. Vạn Diệu nói, nghe nói Trinh Yến Tử đã nuôi chàng khôn lớn. Mộng Tình bỏ rơi chàng, chàng không hận. Hận mẹ mình à? Thi Bình nói, ta sao có thể hận bà ta? Bà ta cũng rất tốt đối với ta. Cha ta là ai, các người chắc cũng phải biết. Ta hận ông ta. Tuy nhiên, ông ta lẽ ra không nên xuất hiện, có rất nhiều chuyện là vì bị ép buộc mà phải làm, nhưng vì quá cường hãn, thực không thích hợp với giang hồ. Ông ta tuy là ma nhân, nhưng cũng rất lương thiện, mặc dù đã vấy rất nhiều máu, nhưng là do không nhận thức thông suốt. Giang hồ, giống như vũng bùn. Những ai đã bước chân vào, cả linh hồn tất cũng sẽ nhiễm bẩn. Nhưng ông thì không, theo như A Mật Y kể lại, ông là người dũng cảm chính trực, ông có thể dùng máu để tìm chân lý cho mình, nhưng không thể để vũng bùn ấy giấy bẩn linh hồn. Ông đến từ nơi vực thẳm, mang theo một sức mạnh kinh khủng, chưa từng thấy. Nhưng ông ấy quá nhu nhược, bởi vậy năng lực bảo vệ bản thân cũng không có, làm sao bảo ông bảo vệ được nữ nhân và hài tử của mình. Bất kể là ai. Ta cũng không thể tìm ra lý do để mà hận. Ta được sinh ra bởi họ, có thể biết họ vẫn còn sống trên đời, đó thực sự là một điều an ủi lớn. Cha ta có chút thương hại, tuy nhiên, mẹ ta, thực sự là một người phụ nữ đáng thương, không chỉ mẹ ta đáng thương, những người phụ nữ đã vì cha ta mà trải qua một nửa cuộc đời chờ đợi cũng thật đáng thương. Kỳ thật, ta đã sớm biết ai mới là cha mẹ ta. Thi Bình ngừng nói, cắn nhẹ vào tai ngọc của Diệu Duyến. Diệu Duyến khẽ rên, tay trái nắm lấy dương căn kê vào đường rãnh ở đùi, hướng dương căn vào bãi cỏ mềm mại ướt đẫm mật ngọt của mình. Thi Bình nhẹ nhàng động đậy, dương căn cự đại tiếp nhập vào âm đạo, khẽ nói, nàng cũng cảm thấy tốt chứ. Diệu Duyến nói, a, thiếp thấy, thiếp muốn chàng. Thi Bình nhẹ nhàng chuyển động thân thể, Vạn Diệu nói, ngươi, ngày mai sẽ không đi cùng bọn ta ư. Đừng lo cho ta không như cha của ta. Ta biết bảo vệ chính bản thân ta ngay từ khi còn nhỏ,
nhưng cách bảo vệ bản thân tốt nhất là chống lại kẻ thù. Những người muốn giết ta, đều sẽ chết trước ta. Nhưng, khi tự bảo vệ mình, ta không thể bảo vệ những người bên ta, bởi vậy, bọn nàng nên rời đến nơi an toàn, như vậy, ta có thể giảm bớt những khó khăn. Có thể đây là cuộc chiến cuối cùng. Ngươi sẽ gây chiến với đại địa minh ư, mội mình ngươi ư, nếu nó xảy ra, bọn ta sẽ không đi. Không, ta sẽ đợi đến khi các nàng rời khỏi đây, ta sẽ âm thầm rời đi, nếu họ có phát hiện ra, họ cũng không bắt được ta. Diệu Duyến rên rỉ như là bị bệnh. Vạn Diệu nói, bọn ta rời khỏi đây đường đột, đại địa minh sẽ không nghi ngờ ư. Hãy bớt căng thẳng, họ sẽ không biết rằng ta có mối quan hệ với Vạn Diệu Am, sẽ không nghi ngờ mọi thứ. Việc chém giết của Võ Lâm không phải là chuyện của bọn Nico các nàng. Cứ đi đi, họ sẽ không quản lý nàng. Ngày mai, các nàng đem theo U Nhi luôn. Làm thế nào bọn ta mang Lạc U Nhi rời khỏi đây? Thi Bình suy nghĩ rồi nói, hãy cắt hết mái tóc trắng của nàng ấy. Đó chính là điểm đặc biệt của nàng ta. Cạo đầu ư, nàng ấy có nguyện ý không? Theo ta, vì hài tử trong bụng của nàng, nàng sẽ muốn. Vạn Diệu nói, tốt, ngày mai bọn ta sẽ rời khỏi đây, nhưng chàng phải hứa, phải sống và trở về bên bọn ta. Bọn ta đã không còn là Nico nữa, đã là người của chàng. Tất cả đã bị hủy trong bàn tay chàng. Chàng phải có trách nhiệm với cuộc sống của bọn ta. Ta chỉ nói một lần rằng ta không giống như cha ta, nàng hãy tin tưởng rằng ta là người tốt. Thiếp, tin tưởng chàng. Thi Bình kéo đẩy một cách mãnh liệt, đưa Diệu Duyến lên đỉnh cao của sự ướt át, Vạn Diệu lên tiếng, ta cũng muốn. Hắn rút dương vật ra khỏi khe cấm của Diệu Duyến, rồi chuyển thân đến ôm lấy thân thể phong mãn của Vạn Diệu. Nàng ta đã sớm cởi bỏ đạo y, vùng kín cũng đã ẩm ướt. Thi Bình ôm chân của nàng ta nâng lên, nghiêng người tựa vào theo thế chữ đại, sau đó đem cái vật đã ướt đẫm chất dịch của Diệu Duyến tiến nhập vào mật đạo của nàng ta, toàn lực nhấp mạnh một cái, tiến thật sâu vào trong thân thể. Vạn Diệu thân tâm đại đáng theo mỗi cú kích cường mãnh của Thi Bình, dần dần đạt đến khoái cảm cao trào. Ngày hôm sau, Vạn Diệu tới gặp Lạc Hùng để cáo từ, Lạc Hùng xác thực không nói đám Nico của Vạn Diệu Am có thể làm gì cho lão. Bèn sau đó mở lời khách sáo, rồi chúc họ lên đường bình an. Máu huyết ma trong người hắn thật không quá mãnh liệt, nhưng sự thực đó là dòng máu của huyết ma, mà hắn đích thực là con trai của huyết ma, và dĩ nhiên trở thành địch nhân lớn nhất của lão. Lão không ngừng truy tìm Hy Bình, kể cả việc lật tung cả thành Long Thành, thậm chí còn phát mệnh lệnh cho cái bang để ý từng một động tĩnh trên giang hồ, tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, vẫn không có một tin tức nào cả. Hoàng Hy Bình là một kẻ khó đánh giá, hắn có một sức mạnh không đoán trước được, và điều đáng sợ hơn cả là lý trí của hắn không hoàn toàn như người bình thường. Lạc Hùng không biết hắn là một tên ngốc hay một thiên tài, chỉ biết rằng mình rất sợ hắn đột ngột xuất hiện. Tên Hoàng Hy Bình này đơn thuần tịnh không giống tên huyết ma kia, hành vi của hắn vượt ra ngoài tư duy bình thường của nhân loại. Vạn Diệu đi chưa được bao lâu thì Lạc Thiên bước vào phòng của Lạc Hùng, Lạc Hùng hỏi, Thiên Nhi, có tin gì mới không? Lạc Thiên đáp, không, thưa phụ thân. Cái tên Hoàng Hy Bình này, hắn lẩn trốn ở đâu chứ? Với cá tính của hắn, thì không thể nào mà lại ẩn trốn trong một thời gian dài mà không xuất hiện. Lạc Thiên thưa rằng, phụ thân, nếu hắn quả thực có thú tính, thì có khả năng sau lần bạo phát cuối cùng hắn phải nghỉ ngơi một thời gian, cho nên hắn không thể trốn thoát khỏi Long Thành một cách nhanh chóng được. Con đã nhận được tin tức rằng, hắn đang tiến nhập vào Hoàng Cung. Hắn ta bắt lão Ngụy Hoàng đế ban cho hắn một lệnh bài, để hắn có thể điều động quan quân ở Long Thành. Con cũng đã điều động quan binh ở Long Thành này chốt chặn các cửa ngõ của Long Thành, trừ phi Hoàng Hy Bình hắn không có mặt tại Long Thành bằng không hắn không thể nào thoát được. Mà không biết từ đâu hắn lại biết tất cả quan quân tại Long Thành đều chấp hành mệnh lệnh của đại địa minh ta. Lạc Hùng nói, mọi việc đã hoàn tất, chúng ta giết Hoàng Hy Bình xong rồi đem quân đến tiêu diệt tứ đại gia, thuận thế thâu đoạt thiên hạ luôn. Lạc Thiên lo lắng nói, phụ thân, lỡ có người hỗ trợ lão hoàng đế thì sao? Ai giải cứu lão cũng không thể vãn hồi đại cuộc và cái triều đại của lão đâu. Lạc Thiên nói tiếp, đại thế của lão đã mất, con đã ban lệnh phong tỏa cả kinh thành, chỉ cần thấy kẻ khả nghi là lập tức giết, dù lão có trở về hoàng cung, lão cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Lạc Hùng nói, con phải đề phòng cho tốt, mọi việc đừng tưởng thành công mà lạc quan. Duy nhất trong chốn võ lâm là chuyện chúng ta hoàn toàn không thể xử lý. Thiên Nhi, nếu ba ngày sau chúng ta không tìm được Hoàng Hy Bình,
tiện cho tứ đại võ lâm thế gia che giấu huyết ma và hợp tác với huyết ma, đó là lý do tiến đánh tứ đại gia, tóm lấy tứ đại gia là diệt đi mối họa võ lâm. Nếu như gặp khó khăn, sẽ dùng kế để ám long điều quan phủ phát binh giúp đỡ. Còn vấn đề gì không? Phụ thân, không còn vấn đề gì, trong tay chúng ta có lệnh bài, chúng ta có thể sai khiến điều động quan phủ địa phương, hiện tại một nửa giang sơn nằm trong tay chúng ta, chỉ chờ cơ hội cuối cùng dẹp sạch. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục nhẫn nại vài ngày. Vạn Diệu Am rời khỏi tòa cổ phong trở nên vắng lặng, rất vắng lặng không hơn Hy Bình, hắn co rút lại trong tủ đã lâu, nhưng cả ngày không có đến nửa người đến lục soát, hắn trốn ở đây trở thành không cần thiết. Làm cho trốn ở đây thành dư thừa, hắn trong lòng tức giận, thầm nghĩ, đều là Vạn Diệu kêu Nico dẫn mình trốn ở đây, làm toàn thân gân cốt ta không lối thoát, người khác biết được cho là ta sợ tên cẩu Lạc Hùng. Người ta nói gặp Nico là xui xẻo, lần này ta đem về nhà xui xẻo, một thời thanh danh anh hùng bị đả bại trên người hai Nico, ôi, đi ra ngoài, bầu trời tối đen, trốn lánh ở đây, người trở nên đen đủi, xui xẻo. Nico, hắn đi ra khỏi phòng, quả nhiên chỉ là tòa cổ phong vắng lặng ngoại trừ Hoàng Hy Bình tựa như bóng hình lu mờ, hắn ngước đầu nhìn lên nguyên lai còn có vầng trăng lạc lõng đáng thương, nghĩ rằng trăng còn có khi tròn khi khuyết. Giống như con người khi buồn khi vui. Đang nghĩ vớ vẫn đột nhiên nghĩ đến tình hình lúc này, thật sự có vài phần đúng với đạo lý. Trong lòng hắn ý niệm như một thi nhân, ý tưởng trong đầu rằng thi nhân quá yếu đuối nhất định sẽ không đánh thắng được. Nghĩ hiểu được thi nhân quả là đáng xấu hổ. Ôi chà! Làm sao có thể thoát khỏi đây? Cái cách chạy trốn này không ổn. Sư đồ Nico và Lạc U Nhân đã dặn đi dặn lại, muốn hắn âm thầm bỏ trốn. Bỏ trốn? Làm sao có thể được? Hoàng Hy Bình hắn từ trước đến giờ chưa hề chạy trốn. Nhưng, nếu đường đường chính chính đi ra, sẽ không sống nổi với bọn họ, hắn đã từng giao hẹn trước với bọn họ nhất định sẽ bỏ trốn mà người không hay quỷ không biết. Chỉ cần hắn nguyện ý, đối với hắn những việc trộm chó bắt gà đều là việc tốt. Được lắm, ta chạy trốn, nhưng chạy không thoát, xem tên chết tiệt nào có thể canh giữ được ta. Các người an tâm, ta nhất định sẽ chạy thoát. Bản sự chạy trốn của ta không dưới Hoa Tiểu Ba, ta sẽ dùng tuyệt thế khinh công của mình nhân lúc đêm tối, lướt một cái tức khắc thoát khỏi Long Thành, các người hay an tâm mà đi đi. Không cần nói thêm nữa, hắn lúc đó vì muốn để họ ly khai, nên đã nói như vậy, nhưng hiện tại đã hối lại, nghĩ đến bị bức ép phải đào thoát, hắn cảm thấy mất mặt. Mặc dù da mặt của hắn đúng là dày vô bỉ, nhưng trước những việc như thế này, vì mẹ mình nên hắn rất lo giữ gìn sĩ diện. Chạy thôi. Nam nhân mà phải vâng lời nữ nhân, trong tâm hắn nghĩ đến đó, liền chạy ra khỏi cái cổng tròn của lầu hóng mát, trong đầu linh quang lóe lên. Trốn, không thể từ cổng lớn thoát ra, hắn liền ung dung trở lại, chọn hướng sau lưng đại địa minh, tức thì bị một bức tường của lầu hóng gió ngăn lại, làm sao có thể thoát được đây. Ngu ngốc, đương nhiên là dùng khinh công thổi một cái là bay về tới Long Thành, phải dùng cái loại khinh công này a. Hắn nhìn bức tường rào cao ba bộ. Thở ra một hơi dài từ từ ngồi xổm xuống đất, bắt đầu thi triển tuyệt thế khinh công, hãy coi đây. Hô, một luồng khí trong bụng hắn vẫn đang kìm nén đột nhiên phun ra, hai chân mất điểm tựa, liền bay lên. Không, đúng ra phải là nhảy lên, bởi vì hắn dồn lực muốn dùng khinh công thoát khỏi Long Thành nhưng không ngờ ngay cả một bức tường cũng nhảy không qua, nhảy cao đến hơn 2 mét, đã rơi xuống. Không thể được, mẹ chứ, bình thường khinh công của ta vốn rất lợi hại. Tại sao lúc này lại không vận dụng được? Thử lại. Đã thử rất nhiều lần, anh ta dùng kinh công nhất phiêu tự phiêu xuất Long Thành không thể nhảy qua trường thành cao 3 mét, tức giận ngồi sống đất lẩm bẩm, có lẽ mình đã quỳ quá nhiều trước mặt hai Nico kia rồi, hai chân cảm thấy tê, không dùng sức được, ha ha. Gặp Nico là xui, thật ra tưởng không cao lắm không đáng để ta dùng kinh công tuyệt kỹ của mình, tìm đại cái bản án là có thể leo qua. Hắn đứng dậy. Cổ phong tạ đi xung quanh chỗ đó di chuyển chồng ghế, cố gắng hết sức cũng không di chuyển được, tức giận nói, đại địa minh này thấy hơi là lạ vậy. Xây một bức tường cao như vậy mà không có cầu thang. Kêu ta leo như thế nào, lão tử bức bối lắm rồi, một cú đấm thì đánh nát tường thành, hay hay. Quyền vương nổi nóng, có lẽ chỉ là nói quá thôi, hắn không phải không dám đánh, chẳng ư là chạy trốn thì phải làm lén lúc thôi. Hắn ra tay quyền, đo đạc một chút. Quay lưng lại rồi chạy thẳng vào nhà, lập tức bưng ra một cái bàn và để cái bàn dưới góc tường rồi giơ tay lên. Rất may mắn là tay vừa với tới bức tường thành, trong lòng nghĩ, muốn cản ta bằng bức tường này sao?
Có thể sử dụng khinh công không? Cứ giơ tay lên là chạm vào tường thành được rồi, quá tuyệt. Cổ Phong Tà tiếp cận bức tường của Đại Minh, Hy Bình muốn ra bằng lối này, việc này sẽ không tốn nhiều thời gian nếu tìm được một cái bàn. Hắn trèo lên tường, nhưng trượt chân té xuống, gây tiếng động, và có vài tiếng nhỏ trong nhà truyền ra, ai vậy? Không biết, Hy Bình theo phản xạ, trả lời một cách mờ ám. Hoàng Hy Bình, chính là giọng của Hoàng Hy Bình. À, mọi người đến đây, cứu mạng với, bọn ta gặp kẻ cuồng sát Hoàng Hy Bình. Giữa màn đêm đột nhiên xuất hiện một tiếng cười quái dị, khiến đám võ sĩ không những không ngăn cản Hy Bình, lại còn bỏ chạy tán loạn chẳng theo đường lối gì cả. Hy Bình còn lại một mình, nói các ngươi chạy, ta cũng chạy. Thử xem ai chạy nhanh hơn. Hắn cũng toàn lực lao đi. Trong màn đêm nhìn không rõ đằng trước, khinh công lại trở nên hữu dụng. Năng lực thần kỳ này của hắn có thể sánh ngang với tốc độ của khoái mã, bỏ lại phía sau lưng nào tường, nào phòng ốc, lại cả các vật phẩm cần thiết, toàn bộ hắn phá, hắn phi. Đại địa minh đột nhiên lên đèn sáng rực, toàn bộ đại địa minh bắt đầu sự bùng nổ. Phụ thân, Hoàng Hy Bình nguyên lai tiếp tục trốn ở Cổ Phong Tạ, không thể nghĩ hắn đột nhiên có quan hệ với bọn Nico, có một chân cùng với Nico. Thật sự làm chúng ta không hiểu nổi, nhìn giống như chính là bà ta, hắn không thể tha thứ được. Hiện tại không phải lúc đàm luận, dù hắn cùng nữ nhân nào đi nữa. Cô còn cũng ở trong nhóm Nico này, ả cùng Hoàng Hy Bình thì có mối quan hệ gì? Nghĩ về cuộc sống của ả, và cũng cùng với Nico làm không khác gì, ta đã hại ả, ả muốn đi, thì cứ cho ả đi. Thiên Nhi, không cần phái người truy đuổi Vạn Diệu Am. Con đã phong tỏa toàn thành hay chưa? Lạc Thiên nói, phụ thân, sớm đã phong tỏa toàn thành rồi, đã phát hiện ra Hoàng Hy Bình được một khắc, cũng ra cường phong tỏa. Bây giờ những người nghe chúng ta là võ lâm nhân sĩ toàn bộ xuất động, thêm nữa có hơn 4.000 quan binh của Long Thành, tổng cộng có hơn 1 vạn người. Hoàng Hy Bình hắn dù tháp thêm cánh cũng khó bay khỏi. Lạc Hùng e dè, Thiên Nhi, hiện tại con đến bây giờ cũng đánh giá thấp hắn hả? Con có rất nhiều phương diện mạnh hơn so với phụ thân, nhưng con không học hỏi được gì từ địch nhân. Hoàng Hy Bình, con có thể nói hắn là Bạch Si, tuy nhiên, hắn tuyệt đối không là Bạch Si. Hắn trong cuộc sống của phụ thân, trông đúng là một người kỳ quái, cũng cường hãn vô cùng. Năm đó huyết ma phụ thân hắn, cũng không có cường hãn như hắn, hắn cũng không giống huyết ma. Một điều chắc, hắn căn bản là quái vật, không có khả năng lý giải. Con biết lòng hắn đang nghĩ gì không? Lạc Thiên trầm ngâm một lúc rồi đáp không. Muốn đánh bại một địch nhân, trước hết phải hiểu địch nhân. Hoàng Hy Bình có một ưu điểm lớn nhất là, căn bản ai cũng vô pháp hiểu hắn. Phụ thân quan sát hắn rất lâu, có thể ra mộ kết luận, hắn là Bạch Si, tuy nhiên, có phải hắn là Bạch Si không? Lạc Hùng tức giận cảm thán nói, phụ thân bởi vì không hiểu, không cần tự hỏi mình câu đó. Minh chủ, đã chặn được Hoàng Hy Bình lời của huyết đạt truyền tới, qua hơi thở gấp gáp nói. Ở đâu? Đông Môn. Hy Bình phá tường đại địa minh, mặc dù hắn đào thoát, có một số người S9 đuổi theo. Nhưng bấy giờ hắn thể phải chặt võ sĩ đại địa mình và các nhân vật võ lâm anh hùng thành 18 đoạn. Khi đổ xô vào hắn, hắn trốn tránh còn nhanh hơn, không có một ai dám cản đường hắn. Ban đêm, hắn không tìm được phương hướng, chỉ nhắm phía trước mà đi tới, có cảm giác đường này có thể đi đến bất cứ đâu, bất chi bất giác lại đến cửa đông của Long Thành, bị quan binh giữ cổng thành chặn lại. Hắn biết cửa thành làm bằng cương thiết, không dám làm loạn lên, nhưng... Hành tung của hắn đã bị Đại Định Minh phát hiện, lúc này Đại Địa Minh chính đang tập hợp người theo hướng của hắn truy sát, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người nào? Binh sĩ canh gác hỏi. Hy Bình đột nhiên phát hiện, binh sĩ giữ thành so với trước nhiều hơn gấp bội. Hoàng Hy Bình, Lạc Thổ từ trong trạm gác binh sĩ đi ra, dựa vào ánh sáng tường thành, nhận ra Hy Bình. Trong lòng Hy Bình đại kinh, tuy nhiên, mỉm cười nói, ồ, là ngươi à? Ngươi làm gì bắt đầu chạy như chó à? Không đúng, ngươi bổn lai là tẩu cẩu chó bỏ chạy. Một tia tín hiệu bắn lên không, Lạc Thổ cười lạnh nói, Hoàng Hy Bình ngươi tuyệt đối không thể đào thoát. Lời nói này, chỉ có ta mới có thể lựa chọn. Lạc Thổ chửi, ngươi là Bạch Si ngu ngốc. Hoàng Hy Bình, tại thành này, không có ai và ngươi lựa chọn, những trò trẻ con của ngươi chỉ vô dụng thôi. Thanh âm hắc ám của huyết đạt nổi lên. Hy Bình lập tức chú ý đến, những đăng hỏa trên tường thành tăng thêm nhiều, ánh sáng vàng chiếu xuống hắn đứng, bóng hình rung động, hắn bị vây khốn,
nhưng hắn không biết có bao nhiêu người. Hơn nữa, mọi người đang tới ngày càng tăng, có người của Đại Địa Minh, cũng có người của Võ Lâm, và có cả binh sĩ. Mẹ nó, sao tất cả đều đổ xô vào hắn vậy? Huyết Đạt đi tới, đột nhiên quay đầu trở lại, theo sau là Tam Đại Thiên Vương Đại Địa Minh, Thương Ưng Hộ Pháp, mang theo 9 đại đệ tử trong thập đại đệ tử trừ Lạc Diệp bên ngoài. Hy Bình nhìn thấy Lạc Lộ, khó khăn lắm mới nói cả nàng. Cũng muốn giết ta. Lạc Lộ lắc lắc đầu, trong ánh sáng mờ ảo, nước mắt của nàng rơi xuống, Hy Bình nhìn thấy. Lạc Thủy hét to, Lạc Lộ, người muốn làm gì? Tầng tầng lớp lớp người bao quanh Hy Bình, thật sự không dám tiếp cận chàng, vây quanh 100 thước vuông thành một vòng tròn lớn. Hy Bình đứng ở chính giữa, hiện giờ hắn không nhìn bất cứ ai, chỉ nhìn Lạc Lộ mà thôi. Nghe Lạc Thủy hét lớn, hắn quay đầu nhìn Lạc Thủy, nói, Lạc Thủy, người quá khẩn trương. Lạc Thủy cười lạnh nói, người không khẩn trương, bị 5-6 vạn người bao vây, cái chết đã gần kề, nhưng cũng cố cùng nữ nhân đàm tình, ta thấy người mới quá khẩn trương, là một nam nhân sắc đảm hơn trời. Người nhìn thấy ghen tị phải không? Nghe nói thập đại đệ tử các ngươi được ghép thành từng đôi, Lạc Hùng đột nhiên chơi loại trò chơi gia đình. Tự ta biết, Lạc Thảo với Lạc Hỏa, Lạc Diệp với Lạc Thổ, Lạc Hoa với Lạc Kim, Lạc Vũ với Lạc Mộc, sau cùng Lạc Lộ đương nhiên với ngươi. Thật đáng thương a hát, nàng ta bây giờ không thích ngươi, có thể biết ngươi rất thất vọng. Lạc Thủy, tên của ngươi gọi rất đúng, mẹ nó thật sự chỉ là một dòng nước. Thương Ưng nói, Lạc Thủy, lời vô ích không cần nói nhiều. Bách Tư nói, huyết phó minh chủ đã trở lại thông báo cho minh chủ rồi, nhiều hay ít không cần biết tới. Lạc Thổ nói, để hắn sống thêm một khắc nữa, cho hắn hoài niệm về lịch sử phong lưu của hắn. Miệng của Hy Bình máy động, khinh bỉ nói, Lạc Thổ, ngươi là người thiếu hiểu biết thổ bao tử, không biết sự lựa chọn của ta thì im miệng, không nghĩ ngươi có nhiều trò. Dám đến trước mặt ta, ta đánh một quyền vào miệng ngươi một cái rầm bây giờ. Mặt của Lạc Thổ thất khó nhìn, tức giận tiến lên một bước, lập tức lùi trở về, miễn cưỡng nói, ta không cùng bạch si như ngươi. Hắc hắc, Hy Bình nổi lên một tràng cuồng thiếu, một lũ hèn nhát. Giết hắn. Giết tên cầu tạp chủng Hoàng Hy Bình. Mọi người đột nhiên náo loạn, tất cả mọi người hét to, tất cả đều muốn giết Hoàng Hy Bình nhưng không có khả năng, không một người nào dám tiến lên một bước. Hy Bình bị chìm ngập trong thanh âm cãi cọ hỗn tạp, thật sự không thể cảm thụ được, thình lình hắn muốn so bì thanh âm của ai lớn. Hắn khoan khoái, hét lên thật to, muốn so bì thanh âm lớn, hay so bì đánh nhau. Mẹ nó ai muốn giết ta, đưa đao qua đây, nói không thì được gì thuyết đính đắc cầu. Hắn hát những bài hát của hắn áp đảo những thanh âm hét lớn, kém theo huyết dịch của đặc tính long cùng sư hổ, nói là đồng thời hét lớn, pha lẫn tiếng long ngâm, hổ khiếu, sư hống. Đột nhiên âm thanh của một người lấn áp thanh âm toàn bộ cả ngàn người, nghe như đập thẳng vào tai người những tiếng ong ong, binh sĩ có công lực không đủ ngã ngay xuống đất. Có thể dễ dàng so bì với sư tử hống của Thiếu Lâm. Thật kỳ quái, quần hùng phẫn nộ không một ai dám tiến tới. Thần kinh của Hoàng Hy Bình này không được bình thường. Bọn họ hiểu điều này, họ là người bình thường, chỉ nghĩ không muốn lựa chọn cùng người không bình thường so bì thì tốt hơn. Đối với ma nhân không cần giảng đạo nghĩa. Không cần nói chuyện đạo nghĩa võ lâm giang hồ. Muốn toàn thể đoàn kết, nhất tâm nhất ý, tất cả cùng xông lên, đánh tan thây Hoàng Hy Bình cầm thú. Một loại thanh âm khác nổi lên nghe rất có đạo lý, đó là tuyên ngôn chánh nghĩa được hưởng ứng rất nhiều. Hy Bình nghe vào tai rồi bỏ ra ngoài, lẩm bẩm nói, các ngươi cứ tùy tiện, một đám gia hỏa quấy rầy, vây lấy ta không cho ta đi, thật sự muốn ta nghe những lời nói vô ích của các ngươi. Ta chán rồi, ta bỏ đi đây. Vận khởi khinh công, hắn có một điểm thương tâm, không dễ dàng đề xuất. Hắn nhìn vào Lạc Lộ, phát giác nàng ta đang lo lắng rơi lệ. Có lẽ nàng ta lo lắng cho hắn, bởi vì tình huống này có nhiều người, hắn nhất định phải chết. Dù nàng nguyện ý cứu hắn, cũng không thể có năng lực. Hắn gọi, lão bà, qua đây. Lời nói của hắn, làm người nghe kinh ngạc vô cùng. Hoàng Hy Bình có lão bà tại đây à? Lạc Lộ thật sự biết Hy Bình gọi mình, lúc trước hắn hay gọi đùa nàng như thế. Nàng không chút do dự, trực tiếp đi đến hướng Hy Bình. Lạc Thủy nói, sư muội ngươi muốn làm gì? Hắn đang gọi ta muốn qua đó. Lạc Lộ đầu không quay lại, chân cũng không dừng lại. Lòng Lạc Thủy rất băn khoăn, cách xa Lạc Lộ 5 bước, hét, sư muội,
người nguyện ý vì hắn mà phản bội chúng ta. Sư huynh, làm ơn mở đường, muội chết cũng quan hệ gì đến huynh. Trong trường hợp này, tự nhiên bị Lạc Lộ bỏ rơi, mặt của Lạc Thủy không biết bỏ vào đâu. Hắn phẫn nộ, nói, sư muội, người muốn làm biểu tử, cũng phải nhìn đối tượng. Lạc Lộ lạnh lùng nói, là, muội là biểu tử, muội rất sớm có cảm giác muội là biểu tử rồi. Muội hiến thân thể của mình cho nam nhân trong tim muội vô điều kiện. Muội chỉ là đồ chơi của bọn huynh, là vật phát tiết, dùng thân thể để tăng công lực cho bọn họ, sau này đẩy chúng ta cho nam nhân khác. Chúng ta năm tỷ muội, không giống là biểu tử à? Các ngươi không hỏi bọn họ, trong lòng bọn họ yêu ai? Lạc Thủy, Lạc Thiên bảo làm biểu tử, muội thật sự đáp ứng, muốn muội làm biểu tử cho huynh. Muội cũng nguyện là biểu tử của Hoàng Hy Bình, chí ít, hắn là người muội yêu. Hắn cũng chọc ghẹo làm muội vui vẻ, yêu muội. Lạc Thiên, huynh đã gặp, nhưng huynh bằng cách gì có được muội? Có phải Lạc Thiên đẩy muội cho huynh? Mở đường, muội muốn chết, cũng muốn chết trước mặt Hoàng Hy Bình, nhưng không thể chết trước mặt huynh. Trông muội không thể cứu được rồi, khuôn mặt của Lạc Thủy biến thành băng. Lạc Lộ nói, nhớ huynh lúc trước nhiều lần đối với muội làm ra vẻ bộ mặt ôn nhu si tình, muội cảm giác như có một cơn ác mộng. Nàng bỏ Lạc Thủy tiếp tục đi đến Hy Bình, Lạc Thủy đột nhiên chuyển thân, cử trưởng đánh vào thiên linh cái của nàng, mọi người lên tiếng kinh hô. Lạc Thủy ngươi thật nhẫn tâm, Hy Bình hét lên một tiếng mạnh bạo, Long Thành vang lên một long ngâm thịnh nộ, mang theo sư hổ như cuồng chiều nước dâng ảo ạt. Sự việc này diễn ra rất nhanh, lúc Lạc Thủy cử trưởng với tốc độ cực cao đánh vào Lạc Lộ, thân hình của Hy Bình bạo phát đủ để tới trước mặt Lạc Lộ. Mang theo sức mạnh to lớn của thiên lôi cử quyền đánh vào thủ trưởng của Lạc Thủy. Lạc Thủy không thể thu thế lại được, hắn vận khởi lự hút công lực của người khác chính là ba đào quyền kinh, để loại trừ sức mạnh lôi điện của Hy Bình. Nhưng Bách Tư kinh hãi gọi to, Lạc Thủy, không thể ngạnh tiếp hắn được, sức mạnh của hắn quá cường đại, người không có biện pháp hấp thụ toàn bộ. Bùm! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, Lạc Thủy quả nhiên không có biện pháp hấp thu quyền kinh của Hy Bình. Năm phần quyền kình đánh thân thể hắn bay đi, kình khí loạn động cả hiện trường. Tất cả mọi người bao vây xung quanh đều bị quyền kình chấn động, những người công lực yếu đều bị quyền kình khuếch tán đánh bay ra ngoài, trên mặt đất nổi lên một trận cuồng phong. Lúc mọi người ổn định nhìn lại, Lạc Lộ đã được Hy Bình ôm vào lòng, cũng cùng thời gian đó. Bọn họ nghe Hy Bình nói với Lạc Lộ một câu, ta gọi lão bà của ta. Ta có chết cũng phải bảo hộ tất cả. Trong ánh sáng mê mang. Cặp mắt dã thú của hắn trở lại trong sáng, có một loại thiếu ý dần dần bắt đầu ngưng tụ. Lỗ gia nói, Hoàng Hy Bình, người có lẽ là Trang Hán tử, nhưng, ta buộc phải giết ngươi. Lời của hắn vừa hét lớn, nâng đại phủ nhắm Hy Bình lao tới, Ninh Phi và Thương Ưng e sợ hắn gặp rủi ro, cũng theo hướng Hy Bình triển khai công kích. Bách Tư ra lệnh, không thể chờ đợi minh chủ đến. Lạc Thổ, các vị anh hùng, đối với nhất đại dâm ma Hoàng Hy Bình. Hiện tại không cần giang giải đạo nghĩa võ lâm, bất lập dùng phương thức hay thủ đoạn gì, tất cả hắn phải chết, tuyệt đối không cho hắn sống trên đời gây hại cho nhân gian. Đại địa minh chúng ta, sẽ dẫn dắt các võ lâm đồng đạo đứng lên chư ma vệ đạo, diệt tà ma bảo vệ chính đạo. Hét lên! Nghe mệnh lệnh của lão, Lạc Thổ cùng tứ đại nam đệ tử cũng lao mình tới, mọi người bao vây Hy Bình nhanh chóng tràn lên, dồn ép Hy Bình, hét lên một tiếng làm cả mặt đất Long Thành chấn động. Xuất phát từ ý định từ trước khi ba người lao vào, đột nhiên bị hai thanh kiếm đánh lùi. Mọi người tại hiện trường đều dừng lại, Lạc Thổ cùng bốn người cùng mạnh mẽ tiếp đất đứng ngay lại, nhìn thẳng vào hai người một nam một nữ đứng trước Hy Bình, Lãng Vô Tâm và Vân Tuyết. Lãng Vô Tâm nói, mặc dù ngươi là người không đáng ưa, ngươi chiếm đoạt mộng hương làm lòng ta không sảng khoái. Nhưng, người mà khiết thu ba người bọn họ theo là ngươi. Ba người bọn họ từ nhỏ được ta chăm sóc. Ta chính là đại ca của bọn họ, tuyệt không thể để bọn họ thương tâm. Vân Tuyết cười nói, ta cũng không thể để muội muội và nữ nhi của ta thương tâm. Hoàng Hy Bình, ngươi đi đi, ta tin chắc ta có thể vì ngươi mở một huyết lộ. Hai người các ngươi định lừa gạt, cũng phải xem lại ta chứ. Phải biết bọn ngươi là bại tướng của ta, Lãng Vô Tâm, giúp ta ôm nữ nhân của ta. Vân Tuyết, ta cũng vì thắng lợi nên thỉnh cầu, muốn ngươi bảo hộ nữ nhân của ta. Cẩn thận với Lãnh Vô Tâm coi chừng hắn câu dẫn nàng. Vân Tuyết nói, hắn không dám làm trước mặt ta, bởi vì ta và hắn đã có quan hệ. Cái gì, nàng và Lãng Vô Tâm? Lãng Vô Tâm nói, Hoàng Hy Bình,
có chuyện gì? Vân Tuyết là đại mỹ nhân, ta và nàng rất bình thường, ngươi không được ghen tị. Thi Bình nói với Vân Tuyết, ngươi không nói với hắn, ngươi là Thi Trúc Sinh sao? Vân Tuyết không cười nói, không có. Thân hình của Lãnh Vô Tâm chấn động, máu từ trong miệng phun ra, hét chửi, Vân Tuyết, ngươi là nam nhân, ngươi biến thái phải không? Thật ác tâm. Thi Bình đẩy Lạc Lộ vào lòng hắn, hắn vẫn tức giận trừng trừng nhìn Vân Tuyết, Vân Tuyết thoải mái nói, Lãng công tử, trong lúc người hoan ái đâu có nói những lời này, lúc đó người nói những lời. Không được nói, mà nói ta lập tức trở mặt, chỉ cần sau này ta còn sống, quyết tìm nàng quyết đấu. Thi Bình nói, đó là chuyện của hai người, hiện các ngươi cùng ta biến mất, chỉ dẫn nữ nhân của ta chém giết. Ta nghĩ, người của Đại Địa Minh không ngăn chặn các ngươi, các anh hùng giống chó này cũng không thể ngăn chặn các ngươi, hừ, ta muốn giết người rồi. Câu nói cuối cùng, hắn hét lên, Vân Tuyết và Lãnh Vô Tâm đưa mắt nhìn, Lạc Lộ trong lòng Lãng Vô Tâm khóc lớn nói, Lãng công tử, huynh hãy thả muội ra, muội chết cũng muốn chết tại đây, muội không thể bỏ đi. Thi Bình nhìn hai người không có một cử động, liền nói, các ngươi không tin tưởng năng lực của ta có thể sống sót à? Lúc trước ta cùng hai người làm. Vân Tuyết đột nhiên nói, Lãng Vô Tâm, theo sau ta, vào ban đêm, ta là người vô địch. Tư Nhị Yêu là ngươi, ngươi không hận ta. Lãng Vô Tâm ôm Lạc Lộ chuyển thân đuổi theo Vân Tuyết, miệng hét, Thi Trúc Sinh, Lãng Vô Tâm ta mà muốn ngươi khai đạo à? Không quên, tối hôm trước ta trên người ngươi khai đạo. Ta là một biến thái, tối nay bổn công tử là hỏa đại, ai đáng là tiên tử. Hai người rời đi khác phương hướng chém giết của Hy Bình không cần nhìn bọn họ, hắn biết hai người nếu muốn thoát thân, thì tuyệt đối có thể thoát thân, bởi vì Đại Địa Minh căn bản không có ý với hai người bọn họ, còn những võ lâm nhân sĩ và binh sĩ, không cần đề cập tới. Quả nhiên, Bách Tư nói, không cần để ý đến ba người đó, trước tiên giết chết Hoàng Hy Bình. Hắn lao đến trước tiên, quần hùng cũng tràn lên, đều bị Hy Bình ép lại. Toàn trường người ép lại gần còn ba thước, tiếng gầm của thánh thú vang lên chấn động cả Long Thành, sấm sét bắt đầu bùng nổ. Thân ảnh của Hy Bình trầm xuống, hữu quyền đánh ra phía trước bao gồm sức mạnh và tốc độ, vô số cát đá bay tán loạn, bắn tới hướng quần hùng, chấn kích phía trước làm chấn động toàn bộ vúng phụ cận ném tất cả mọi người lên trời. Lúc thân ảnh của hắn bạo khởi, y phục chấn nát thành từng mảnh. Song nhãn xạ ra một màn huyết mang cường liệt. Lúc này, các cao thủ tuyệt đỉnh của Đại Địa Minh mới lao vào, hơn 10 cao thủ có sức mạnh cường đại ở phía sau quần hùng cũng bị hắn bức thoái. Hắn tiến về phía trước, hét lên, với danh dự tổ tiên của ta phát thệ, ta lấy máu nhuộm hồng cả đêm hôm nay. Đầu tiên hắn tấn công Ninh Phi và Lỗ Gia, ngay lập tức bị song quyền của hắn đánh bay. Đại Địa Minh thấy được tình cảnh này rất kinh hãi, biết Hy Bình một khi phát cuồng, mọi người đột nhiên thoái lui. Sau đó đợi cho Hy Bình bạo phát tới gần, đó là lúc bọn họ giết hắn tốt nhất. Lạc Thủy, người có thể đánh tiếp được hay không? Bách Tư nhìn Hy Bình cuồng sát giữa quần nhân, không cần biết Ninh Phi và Lô Gia hai người sống chết ra sao. Lúc trước Lạc Thủy đã nhận một quyền của Hy Bình, sớm đã đứng lên, kiên định nói, Bách Thiên Vương, ta còn khả năng đánh tiếp. Rốt, Hoàng Hy Bình rất cuồng mãnh, dù quần hùng dùng xa luân chiến cũng vị tất có thể đả thương hắn. Hiện tại chỉ có thể cho năm sư huynh đệ các ngươi bài ngũ hành chiến trận, vây khốn hắn bên trong, đợi thú tính hắn kết thúc, hắn không có đao trong tay, không có khả năng thắng liên thủ hợp kích của chúng ta, đi thôi. Lạc Thủy hét lên, ngũ hành chiến trận bắt đầu, Thủy, cực hạn ba đào trưởng. Thổ, tuyệt địa chân nghĩa quyền. Hỏa, nhiệt xí hỏa vân kiếm. Mộc, khô mộc sinh hoa chỉ. Kim, kim cương bất phôi thân. Ngũ sư huynh đệ đột nhiên ra nhận chiến đoàn. Thật kỳ quái, bọn họ thình lình không có tiếp cận Hy Bình, chỉ tiếp cận chỗ Hy Bình năm thước, bắt đầu công kích vào trong, người ở các phương vị luôn di chuyển không đứng yên, tốc độ rất nhanh. Sau khi bọn họ liên thủ một khắc, thay đổi giống như một sự chuyển động tự nhiên, tự hồ có một sức mãnh siêu nhiên trợ giúp cho bọn họ. Nhưng sức mạnh của Hy Bình đánh ra tất cả đều bị tiêu biến, có vô số người tránh xa hắn. Muốn trực tiếp công kích 5 người, trước hết cần tránh xa quần hùng phía trước đánh lại. Hắn gần như không thể đánh 5 người. Sức mạnh thật sự của 5 người này khi đã lập ngũ hành trận, tự hồ sức mạnh của bọn họ tăng lên 5 lần. Kiếm khí, trường kinh, quyền oanh, chỉ xạ không ngừng bắn vào thân thể xích lỏa của Hy Bình, chỉ sợ thân thể kim cương của hắn cũng không cách nào chống lại lâu dài, hà huống còn sự công kích của quần hùng nữa.
quyền của Hy Bình đã thật sự tán loạn, hơn nữa dần dần không có một chương pháp. Ý thức cầu sinh của hắn đã lấn áp lý trí của hắn. Thú tính tiềm tàng đã khôi phục trọn vẹn, công kích biến thành đánh không cần có mục đích. Tuy nhiên, sau đó hắn cũng quá mệt, thú tính lần trước bạo phát không lâu, chưa thể khôi phục hoàn toàn sức mạnh thú tính, dù hắn mê loạn, cũng không có khả năng làm cho huyết dịch có huyết long và sư hổ hiện nguyên hình xuất ra, thật sự phải chết ở đây sao? Sự cường đại của thú tính khí không thể trong một đoạn thời gian khôi phục, lý trí của hắn đã biến mất, bây giờ thật sự không có khả năng huy động lôi bạo quyền. Bách Tư cười lạnh nói, Hoàng Hy Bình, dù có là thần, cũng phải mệt mỏi, hiện tại thì ngươi đã mệt mỏi, ngươi đã không còn đủ sức mạnh để cản trở chúng ta giết ngươi, ha ha. Thanh âm cuồng tiếu của lão giống như kiếm, phá vỡ màn đêm. Ngũ hành nhất tuyến, vạn vật xuyên châm. Lúc này Hy Bình chỉ cố công kích tấn công những người bên ngoài, Lạc Thủy hét lên một tiếng, năm người chuyển động, thình lình Lạc Hỏa dẫn đầu, Hỏa Vân kiếm phía trước, thập chỉ của Lạc Mộc án phái sau lưng Lạc Hỏa, Lạc Kim bảo vệ quyền lôi Lạc Thổ, trưởng của Lạc Thủy án trên thân thể Lạc Kim. Năm người liết kết thánh một tuyến, lập tức bắn về phía trước, Hỏa Vân kiếm của Lạc Hỏa bạo hỏa diễm đầy trời, xuyên thấu qua thân thể quần hùng trước mặt bọn họ, bắn thẳng tới hướng Hy Bình. Bản năng cảm ứng công kích cường đại của Hy Bình biến mất, thình lình chuyển thân nhưng thất sự qua muộn, hắn chuyển thân, chỉ đưa ngực hướng lấy Hỏa Vân kiếm của Lạc Hỏa, một thanh âm kiếm xuyên cốt nhục xương thịt vang lên, Hỏa Vân kiếm xuyên thấu thân thể Hy Bình, Hy Bình đột nhiên hét lớn, cả thân thể bật ngửa về sau, toàn thân công lực cũng như tinh khí theo huyết dịch bạo phún trào ra, hùng dũng xuất ra. Sự liên kết thành một tuyến của năm huynh đệ bên ngoài tất cả mọi người bị loại kình khí chưa từng thấy này chân bay. Không được thoái lui, thề giết chết Hoàng Hy Bình. Bách Tư và Thương Ưng không để cơ hội cho Hy Bình đổi hơi, xuất lĩnh đệ tử Đại Địa Minh tiếp tục lao vào giết Hy Bình. Cùng lúc ánh sáng lóe lên, từ thân thể Hy Bình bạo xuất bạch xí, lửa trắng, đầy trời, tỏa ra cả nửa Long Thành. Thân hình của hắn ngửa ra sau từ mặt đất thẳng lên giữa không trung, xí bạch tỏa ra cường liệt, gần như xua tan cả màn đêm chiếu sáng, phảng phất có một loại thanh hưởng diệt thiên địa truyền lại, tại đây có tiếng hỗn tạp của Long. Hổ, sư cùng kêu gào. Lúc này mọi người cùng ngửa đầu nhìn, bị ánh sáng xí bạch bao quanh huyết nhân chiếu rọi, thình lình kim quang bắn ra tứ phía, mang theo sấm sét của trời đất, thân thể huyết nhân đột nhiên bạo phá, cả bầu trời đêm phảng phất giống như ban ngày. Tất cả mọi người thình lình hoảng loạn nhìn thấy có tới 9 mặt trời trên bầu trời đêm bùng sáng, cũng sau khi ánh sáng lóe lên, nửa số người đã bị mù. Những người không bị mù là những người có đủ thời gian tránh xa. Lúc này những người không bị mù nhìn lại, bóng đêm vẫn hoàn bóng đêm, nhưng đã không còn Hoàng Hy Bình, cả thi thể cũng không có, Hoàng Hy Bình có lẽ nổ tung trong bầu trời đêm. Sau này mọi người mới biết, cửu dương bạo phát sức mạnh bức xạ bắn ra, không chỉ làm mù mắt những người ở kế bên, mà có đến 2-3 vạn người vì nó mà bỏ mạng. Loại sức mạnh này, chỉ có cửu dương trọng thể trong truyền thuyết bạo phát mà thôi. Sau những năm đó... Một loại hiện tượng siêu hồ, siêu nhiên mơ hồ không thể giải thích mà nhân loại đã tưởng tượng ra. Xưng là cửu dương bức xạ, chỉ có thể gọi Hoàng Hy Bình là sát nhân cuồng độc nhất, hắn đã trở thành truyền thuyết, một truyền thuyết tồn tại vĩnh viễn không thể che phủ. Lúc này phụ tử Lạc Hùng mới đuổi tới, phía trước thành môn chỉ còn là thảm tượng, thây người trải khắp mặt đất, tiếng kêu khóc đầy trời, kẻ chết hiên chuyện, còn người mù thì gào khóc không thôi. Đăng hỏa trong đêm tối mang theo ánh sáng vàng thảm chiếu lên màu đen của máu. Nói cũng thật kỳ quái, nhãn tình của rất nhiều người đều bị cường quang bức xạ mà biến thành mù lòa hết, ngược lại một vài người cấp cao của Đại Địa Minh lại không bị mù lòa. Lạc Hùng hỏi, Bách Tư, tất cả thứ này đều do Hoàng Hy Bình gây ra phải không? Bách Tư trong lòng hoảng sợ không ngừng, thanh âm run rẩy nói, đúng, đúng, Minh Chủ, là Hoàng Hy Bình gây ra. Hoàng Hy Bình, lại để hắn trốn thoát rồi sao? Lạc Thiên khẩn trương hỏi. Hoàng Hy Bình, chắc cũng đã chết rồi. Bách Tư không biết nên hồi đáp như thế nào nữa. Lạc Hùng hỏi, Bách Tư, hắn cuối cùng là đã chết hay chưa? Hoàng Hy Bình chết hay không chết, người không dám khẳng định sao? Chán Bách Tư toát mồ hôi hột, đáp Minh, Minh Chủ, vừa rồi hắn bị Hỏa Vân kiếm, đâm xuyên lồng ngực. Lúc đó ta cùng với Thương Ưng muốn liên thủ đánh chết hắn luôn. Thì thân thể hắn lại vọt bay lên trên trời, từ trên trời bạo xuất cửu thái dương, đem Long Thành soi sáng hình dạng như là bạch nhật vậy, quang mang thoáng chốc phụt tắt. Lúc đó ta còn không kịp quay đầu nữa, ta nghe thấy tiếng nói, lại sau khi quang mang tiêu thất.
lại không thấy Hoàng Hy Bình đâu, cũng tìm không ra thi thể của hắn. Ta nghĩ, thân thể hắn tại thời khắc đó đã bị nổ tan xác rồi. Tan xác ư? Phải, tan xác rồi, thân thể hắn tưởng như nổ tung như sét đánh vậy. Tính ra, một mảnh cũng không còn sót lại, phần lớn mọi người ở đây, đều là bị cường quang bức xạ lúc nổ tung của hắn làm cho chết hay mù lòa cả. Tên gia hỏa này, thật không phải là người, trước lúc chết cũng không chịu tha chết cho những người khác. Lạc Hùng vừa sợ vừa mừng hỏi, người xác định là Hoàng Hy Bình đã chết rồi. Minh chủ, người có thể hỏi lại tất cả những người còn sống ở đây, trong loại tình huống như vậy, Hoàng Hy Bình sao có thể còn sống cho được? Tìm không ra thi thể, chắc là đã biến thành tro rồi. Bách Tư đáp, ha, ha, Lạc Thiên điên cuồng cười lớn, thanh âm chấn động toàn trường. Tiếng cười của hắn hòa với thanh âm thống khổ trong sân hình thành nên hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Lạc Thiên nói, ta sớm đã nói qua hắn là tên quỷ đoản mệnh mà, ta còn tưởng cùng với hắn tiến hành một trận quyết đấu. Hoàng Hy Bình, phụ thân ngươi đấu không lại ta, ngươi cũng đừng mong đấu lại ta. Hai đại ma đầu bọn ngươi, cuối cùng cũng bị hủy diệt trong tay ta, hủy diệt trước Chánh Nghĩa Điện, huyết ma, ngươi có nhìn thấy không hả? Nhi tử ngươi so ra càng bi thảm hơn. Cả thi thể cũng bị tan thành mây khói hết, ha ha, Chánh Nghĩa tất thắng, ta Lạc Hùng quyết đem ma đạo trong võ lâm trừ sạch. Lạc Hùng sau cùng cũng là Lạc Hùng, ở thời điểm hưng phấn cực độ này, cũng không bị mù quáng, còn nhớ được phải dương cao Chánh Nghĩa. Người võ lâm không bị mù lại không chết nghe thấy hào ngôn tráng ngữ của Lạc Hùng, đều nhận thấy một phần công lao của bọn họ trong đó, là bọn họ, là Chánh Nghĩa cuối cùng cũng thắng lợi, bởi vậy cũng hoan hô theo, Chánh Nghĩa tất thắng. Lạc Minh Chủ tất thắng, Lạc Minh Chủ là cứu tinh của võ lâm. Chỉ còn lại sự trầm mặc của những kẻ đã chết, tiếng kêu thảm của những kẻ mù loà. Lạc Hùng quát lớn, các vị võ lâm đồng đạo, bọn ngươi những kiến chứng giả ở thời khắc này, chỉ có tề tâm hiệp lực của bọn ngươi, mới có thể diệt trừ được Hoàng Hy Bình tên đại ma đầu này. Cho dù, chúng ta cũng đã trả một cái giá hết sức trầm trọng, nhưng mà, thế hệ sau của chúng ta sẽ cảm tạ sự hy sinh lúc này của chúng ta. Đơn đơn trừ khử Hoàng Hy Bình cũng còn chưa đủ, bọn ta còn phải mang đồng bọn của hắn nhất loạt diệt trừ hết, địa ngục môn, ngọc xà môn, tứ đại gia, tất cả, đều là môn phái quan hệ với Hoàng Hy Bình. Chúng ta hiện nay đã giết đi Hoàng Hy Bình, bọn chúng nhất định sẽ liên hợp lại quay về chúng ta phục thù, chúng ta tuyệt không thể chậm trễ được. Chiến đấu chân chính còn ở đằng sau, chúng ta cần để các huynh đệ thụ thương nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó thề quyết đem bọn ma môn cùng những môn phái quan hệ với Hoàng Hy Bình tuyệt diệt, khiến võ lâm trở thành nơi thanh tịnh. Lời nói của Lạc Hùng, đại trấn nhân tâm, toàn trường hô to, minh chủ anh minh chủ lãnh đạo, tất diệt ma đạo. Chỉ có những người mù, đang bị chìm đắm trong nỗi thống khổ cực độ. Một phương diện khác, tứ đại gia đang ở trong mâu thuẫn cực độ. Từ lúc Triệu Tử Hào mang huyết ma quay về thần đao môn, toàn bộ người của tứ đại gia đều lần lượt bỏ đi. Độc Cô Minh lại không đi theo để cứu sư phụ hắn, khiến người ta kỳ quái. Hắn trực tiếp quay về Vũ Đấu Môn, Lôi Long cùng Bích Nhu cũng ly khai tứ đại gia, quay trở về Viễn Dương Tiêu Cục. Tuy nhiên, nữ nhân của hai người Hy Bình cùng Độc Cô Minh đều lưu lại ở Thần Đao Môn. Bọn người Triệu Tử Hào lúc mới quay về Thần Đao Môn, liền mang huyết ma giam lại mang bọn nữ nhân của Độc Cô Minh cùng Hy Bình đem đi giam lỏng. Bọn họ thật cũng rất phiền toái. Rất khó để giữ bọn họ quay lại, bọn họ cứ luôn ầm ý đòi phải quay trở về Long Thành. Trong 5 ngày trở lại đây tại Thần Đao Môn, Trường Xuân Đường, Bích Lục Kiếm Trang, Thiên Phong Bảo chủ yếu tiến nhập Thần Đao Môn. Ba nhà này cùng dốc hết toàn phái ra, tất cả mang thế lực tới Tử Thiên Thành, như cuộc truy sát huyết ma cuối cùng của 20 năm về trước. Thế lực tứ đại gia tập trung cao độ như vậy, tựa hồ phải xử trí huyết ma tên bất thế cửu gia này. Bọn nữ nhân Lôi Phượng đến được Thần Đao Môn, biết được Thần Đao Môn mang phụ thân Hy Bình cùng tất cả nữ nhân của hắn đem đi cầm tù, đương trường muốn Thần Đao Môn phải giải thích đầy đủ. Nhưng lúc này, Lãnh Như Băng cùng Đỗ Manh Manh vẫn là nữ nhi của Đỗ Thanh Phong. Đỗ Thanh Phong cùng Từ Phiêu Nhiên bởi vì duyên cố của nữ nhi, vẫn chọn cách yên lặng, chỉ để mình Triệu Kiệt Anh đi ứng phó với đám dựng phụ đang bi phẫn đó. Triệu Kiệt Anh nói, huyết ma là cửu nhân của tứ đại gia bọn ta. Giam giữ hắn là lẽ đương nhiên, còn đối với những nữ hài tử đó, bọn họ, ồ, là vì nghĩ đến an toàn cho bọn họ quá bốc đồng, chúng ta để giữ bọn họ khỏi sinh chuyện. Bởi vậy trước đó mới mang bọn họ đi giam lỏng. Lôi Phượng đương trường tức giận quát, Triệu Kiệt Anh, Hy Bình bị vây khốn tại Long Thành,
ông không những không xuất thủ viện trợ, còn mang bọn thê tử của chàng đem giam lại. Ông không phải cũng muốn mang bọn ta đồng loạt giam luôn lại không hả? Chán chịu Kiệt Anh xuất mồ hôi hột, đáp cái này, ô, cái này, nói thế nào đây? Ô, Triệu Tử Hào đứng đậy, nói, Lôi Phượng, xin cô bình tĩnh một chút. Ngươi muốn ta bình tĩnh, Triệu Tử Hào, ngươi nói ta bình tĩnh thế nào đây? Phụ thân hài tử ta sinh tử không rõ, các ngươi cũng vung tay trốn về đây, có phải chỉ vì một tên huyết ma? Lại nói huyết ma đã không còn võ công, các ngươi tùy tiện tìm một người mang ông quay lại, sao lại xử trí không được sao? Các ngươi bỏ rơi Hy Bình không quản sao, các ngươi có ý tứ gì đây hả? Hôm nay các ngươi không đưa ta lời giải thích, ta tuyệt không buông tha cho các ngươi. Các ngươi chuẩn bị xử trí huyết ma như thế nào? Lãnh Như Băng lạnh lùng hỏi một câu, Thiết Nhập tránh đề. Lôi Phượng thấy nàng ta đã nói rồi, liền không nói tiếp nữa, mặc dù trong đám nữ nhân, nàng là lớn nhất, nhưng rất nhiều sự việc cô ta đều nghe lời Lãnh Như Băng. Triệu Kiệt Anh đáp, phải qua sự thương lượng của tứ đại gia, rồi mới có thể hạ quyết định được, do đó mới mời các nàng lại đây. Triệu Tử Hào nói, chúng ta trước tiên đến nghị sự sảnh đã. Nghị sự sảnh cái gì, lão công của Bạch Liên ta đang ở nơi lao phòng hỗn đản. Ta căn bản không muốn tới nơi đó, ta phải quay về nói cha ta mang tinh binh tới đem đại địa minh sang thành bình địa. Bè lũ bọn ngươi cái thứ gia hỏa vô dụng, lão công ta trước đây cũng vì cứu bọn ngươi, đơn thân tiến nhập dã mã tộc, các ngươi lại không ngó ngàng tới chàng mà trốn về đây, cái này là thứ đạo nghĩa gì? Mau lên, mang những lão bà của lão công ta thả hết ra, tìm muội bọn ta đồng lòng. Không cần bọn ngươi giúp đỡ, cũng sẽ cứu thoát được chàng. Phong Ái Vũ dựa vào lòng Bạch Liên khóc lóc chửi, đồ thứ vương bát đán, mỗi một người đều là những kẻ hèn nhát, ta cũng phải tìm cha ta, để cha xuất lĩnh cái bang đi cứu chàng. Hăm, Lãnh Như Băng nói, chúng ta trước tiên đến đó, có số chuyện cần phải nói cho rõ. Lôi Phù Ẩn gật đầu, kéo tay Hoa Tiểu Mạn đi, nói Tiểu Mạn, không cần phải sợ, kể cả nếu bọn họ không giúp đỡ. Chúng ta tự mình cũng có thể làm được, không phải chỉ là một cái đại địa minh thôi sao? Hoa Tiểu Mạn đáp, em, ta tin tưởng bọn tỷ tỷ. Mọi người tiến vào nghị sự sảnh của thần Đao Môn, cũng cùng lúc đó, Triệu Tử Hào sai người đưa nữ nhân của Hy Bình cùng Độc Cô Minh vào. Hai đám nữ nhân cùng tương ngộ, tức thì hỏi thăm nhau, chưa được vài câu, chúng nữ của Trường Xuân Đường đã kể lại rõ ràng đầu đuôi của toàn bộ câu chuyện. Lôi Phượng mắng, tên tứ cẩu hỗn đản đó bất ngờ vì một nữ nhân mà phản bội Hy Bình sao? Sắc mặt Lan Hoa liền thay đổi, sắc mặt những lão bà khác của tứ cẩu xem ra cũng cực kỳ không tốt. Triệu Tử Hào nói, kỳ thật, sự việc này, không thể trách tứ cẩu. Vậy phải trách ai đây, trách lão công của ta hả? Bạch Liên quát lớn. Hoa Tiểu Ba nói, cũng không phải là trách tỷ phu, sự tình thế này, căn bản là một vở kịch. Lãnh Như Băng nói. Vậy là có ý tứ gì, Tiểu Ba, nói rõ ràng một chút. Hoa Tiểu Ba đáp, Huy ca, huynh nói đi. Triệu Tử Huy nói, Hy Bình sớm đã biết Đại Ni là người của Lạc Thiên, và lại buổi chiều đó sau khi Đại Ni ước hẹn với hắn, bọn ta cũng biết được. Kết quả bọn ta thương lượng, là có khả năng là âm mưu của Lạc Thiên, do đó mới ngăn Hy Bình không đi phó ước với Đại Ni, sau đó để tứ cẩu đến ngoài cửa dò xét, giả vờ rất phẫn nộ bỏ đi, quả nhiên sau khi tứ cẩu bỏ đi. Hy Bình từ phòng đi ra, tên hỗn đản Lạc Thiên lại tiến vào phòng, án theo kế hoạch ban đầu của bọn ta, như Đại Ni ước hẹn với Hy Bình là âm mưu của Lạc Thiên. Bọn ta để cho Hy Bình cùng tứ cẩu diễn một vở hí kịch, khiến Lạc Thiên nhận thấy tứ cẩu cùng Hy Bình vì nữ nhân mà xung đột, nhưng mà, ai biết được Hy Bình từ trong phòng Đại Ni đi ra sau đó lại chạy đến phòng của Mộng Hương. Cái này cũng không nói được gì, cực kỳ khiến người ta kỳ quái là, tứ cẩu quay về cái bang chỉ là diễn kịch cho Lạc Thiên xem. Nhưng mà, một khoảng thời gian đó lại không hề có tin tức của hắn. Hy Bình xảy ra chuyện trọng đại gì, cũng không thấy hắn xuất lãnh cái bang đến. Lãnh Như Băng không tin, cũng có thể nói bọn họ hai người quyết liệt là không phải sự thật, là một vỡ kịch sao. Hoa Tiểu Ba nói, Lãnh tỷ tỷ, chính là như vậy, nhưng vở kịch này lại không bao gồm Mộng Hương trong đó. Lôi Phượng nói, tên hỗn đản tứ cẩu này nhất định là xảy ra chuyện rồi. Từ khi diễn kịch, Hy Bình đã sinh chuyện, bằng vào quan hệ của bọn họ hai người, hắn không thể bất cứ động tĩnh gì cũng không có được. Hoa Lôi nói, tứ cẩu đúng là đã xảy ra chuyện rồi. Nhãn tình của mọi người đều nhìn về hướng nàng, Hoa Sơ Khai hỏi, con thế nào mà biết được?
Lãnh Tinh oánh đáp thay, là huyết ma đã nói. Triệu Tử Hào hỏi, huyết ma nói sao? Trên đường đi, lão một câu cũng không nói mà. Cha ở nơi địa lao cùng bọn ta nói đó. Độc Cô Thi giải thích. Cha, chúng nhân hoảng sợ hỏi. Dã Mân Côi nói, là huyết ma đó. Ông ta là cha của Hy Bình, đương nhiên là cha của bọn ta rồi. Nàng ta nhìn vào Hoàng Dương phu phụ, nói, bọn họ cũng là phụ mẫu của bọn ta. Xuân Yến lúc này đang ôm Tiểu Nguyệt khóc, Hoàng Dương cũng chỉ biết thở dài. Triệu Tử Hào hỏi, huyết ma làm thế nào mà biết được tứ cẩu xảy ra chuyện? Hoa Lôi đáp, ông ta không có nói cụ thể, mặc dù ông bị giam cách bức tường, lại ít khi cùng bọn ta nói chuyện, chỉ có nói một câu, các cô có biết cái bang không? Xin các cô sau khi ra khỏi đây, nói với bọn họ một tiếng, là nói cái bang đã xảy ra chuyện. Trên đường đi, cảm ơn các cô đã chiếu cố, có thể nhìn thấy nhi tử ta có những thê tử tuyệt vời như các cô, ta có chết cũng không ân hận gì. Ông ta sau khi nói xong, lại không có nói thêm gì nữa. Triệu Kiệt Anh quay nhìn Đỗ Thanh Phong, lại nhìn đến Tử Phiêu Nhiên, đột nhiên nói, Tử Hào, người đi mang huyết ma lại đây đi. Triệu Tử Hào lãnh mệnh đi ra, không lâu sau đã mang Lâm Khiếu Thiên quay lại. Lâm Khiếu Thiên nhìn qua mọi người trong nghị sự sảnh, trước tiên nhìn Xuân Yến nói, Yến Tử, những năm qua đa tạ ngươi cùng A Dương nhiều. Lâm công tử thật tốt, Xuân Yến đáp. Lâm Khiếu Thiên cười nói, Đỗ huynh, hơn 20 năm không gặp, ngươi lại không có gì thay đổi à. Đỗ Thanh Phong thở dài nói, đều biến đổi cả rồi, ngươi cũng đã biến đổi, ngươi nếu là trước đây thì đã không mỉm cười. Ha, ha, ta 20 năm trở lại đây, cũng không nhìn thấy máu, lại đã học được cách mỉm cười. Triệu huynh, không phiền để ta ngồi xuống chứ hả? Triệu Tử Huy không đợi Triệu Kiệt Anh lên tiếng, đã đem đến một cái ghế. Nói, Lâm bá, người ngồi đi. Triệu Kiệt Anh tức giận trừng mắt nhìn hai nhi tử của hắn một cái. Lâm Khiếu Thiên hỏi, đa tạ, người gọi là gì? Triệu Tử Huy, là bằng hữu của Hy Bình. Triệu Kiệt Anh quát lớn, Tử Huy, người làm gì đó? Lôi Phượng nói, MMM.CSA, con muốn hỏi người về chuyện của tứ cẩu. Trong sảnh trở nên yên tĩnh, Đỗ Thanh Phong nói, Lâm Khiếu Thiên, là hỏi người đó. Hỏi ta, ha, ha đây cũng là thê tử của Hy Bình sao? Tiểu tử này chưa có gọi qua ta một tiếng cha, ngược lại để cho những nữ hài mỹ lệ này gọi. Không sai, một điểm cũng không giống phụ thân cùng gia gia hắn. Danh tự của con là gì? Cha, con là Lôi Phượng. Lôi Phượng, con là người của Viễn Dương phiêu cục sao? Lôi Dũng là phụ thân của con, Lôi Phượng đáp. Lâm Khiếu Thiên nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta đã nghe qua tứ cẩu. Tự Lai mang ngôi vị bang chủ giao cho hắn ta. Ta nghĩ, hiện tại Tự Lai cùng tứ cẩu đều bị khốn tại cái bang rồi hoặc giả đều đã bị chết rồi cũng nên. Cái gì? Nửa số người hoảng sợ hỏi. Cái bang Tiếu Diện cái kỳ thật là phó môn chủ Đại Địa Minh, tập ảnh. Sự việc là như vậy, đã thấy kết quả như thế nào rồi? Các ngươi tự mình có thể nghĩ, ta cũng không rõ hơn, ta chỉ biết chút ít vậy thôi. Lâm Khiếu Thiên đứng dậy, nhìn Triệu Tử Huy nói, Tử Huy. Người đưa ta vào lao phòng đi. Ông ta chuyển người đi ra ngoài, Triệu Tử Huy cũng đi ra theo, không một người nào trong nghị sự sảnh xuất ngôn ngăn cản. Sau khi hai người bọn họ đi khỏi, Đỗ Thanh Phong hỏi, Kiệt Anh, hiện tại sự việc tựa hồ đã rất nghiêm trọng rồi. Tử Phiêu Nhiên nói, Đại Địa Minh tựa như sớm đã có âm mưu, Tiếu Diện cái cũng đã ở tại cái bang hơn 20 năm rồi, theo đó mà nói, âm mưu này trước đây 20 năm đã bắt đầu rồi. Hoàng Dương nói, ta đã nói qua, ta cực kỳ không thích con người Lạc Hùng. Hoa Sơ Khai nói, cha ta đã từng có dự ngôn, tên Lạc Hùng này không phải là thứ tốt đẹp gì, hắn ta dã tâm cực lớn. Lôi Phượng tức giận quát lớn, hiện tại không phải thảo luận những chuyện đời trước, mấy lão gia hỏa các người có nói không, bọn ngươi chuẩn bị xử trí cha Hy Bình như thế nào. Từ, Đỗ, Hoàng, Hoa tất cả đều trầm mặc. Triệu Kiệt Anh nhìn qua những người đó. Liền hiểu nỗi khó xử của bọn họ, đã mở miệng nói, huyết ma từng giết chết tổ tiên bọn ta tất phải giết ông ta, vì phụ thân chúng ta mà báo thù. Lôi Phượng tức giận nói, được, các ngươi phải báo thù, bọn ta cũng phải báo thù. Ngày hôm nay một là ngươi đem bọn ta đi giết sạch đi, hai là thả chúng ta ra. Ta, Lôi Phượng, lúc quay về lại, tất xuất lĩnh hơn 1000 võ sĩ của Viễn Dương tiêu cục, với vạn binh sĩ của Bạch Dương tộc san bằng Đại Địa Minh xong. Rồi cùng với tứ đại gia các ngươi. Hừ,
chúng ta đi. Nàng ta đứng dậy trước tiên, liền đi ra ngoài, những nữ nhân khác đều theo sau, lãnh như băng trước khi đi nói cha, không quản gia gia đã từng bị ai sát tử, chí ít người cũng vì nữ nhi mà nghĩ thử. Triệu Kiệt Anh, ông cũng vì nữ nhi ngươi mà nghĩ đi, nữ nhi ông hiện tại đang ở cái bang đó. Chư nữ của Hy Bình cùng Độc Cô Minh đều đi ra ngoài, trong sảnh trống không, Triệu Kiệt Anh nói, sự việc này cũng có phần của bọn ngươi vì sao không nói một tiếng chứ? Đỗ Thanh Phong nói, Triệu Huynh, ngươi cũng đã biết, hai nữ nhi của ta đều là thê tử của Hy Bình, người làm phụ thân như ta còn có thể nói được gì? Hai nữ nhi của ta cũng không chịu tha thứ cho ta. Từ Phiêu Nhiên cũng cảm thấy khó xử. Hoa Sơ Khai nói, sự việc như vậy không có phần của ta chen miệng vào. Triệu Kiệt Anh nói, thật tốt, bọn ngươi đều vì nữ nhi, ta cũng lo lắng cho nữ nhi ta, hiện tại ta không có chỗ cho thù hận. Ta trước muốn biết nữ nhi của ta như thế nào rồi, vấn đề huyết ma, để lại sau hẳn nói. Đang lúc cần cấp, đi gọi đám nữ nhân điên rồ đó quay lại, bọn họ đơn độc hành sự, ta không thể nào yên tâm cho được. Đỗ Thanh Phong thở dài nói, kỳ thật huyết ma hiện tại cũng đã không phải là chuyện quan trọng rồi. Giết huyết ma, cực kỳ dễ dàng, hắn ta toàn bộ võ công đã bị phế mất. Nghĩ về những năm đó, đích xác cũng có nhiều điểm nghi vấn. 20 năm nay, ta vẫn suy nghĩ trong lòng, vì sao mà năm đó huyết ma lại không chịu thừa nhận hắn đã giết chết phụ bối bọn ta? Hắn là hạng người nào, nếu quả mà làm, tại sao lại không chịu thừa nhận? Từ Phiêu Nhiên nói, ta cũng luôn có suy nghĩ đó, bằng vào thân thủ huyết ma, lúc quyết đấu vì sao chỉ giết mình Lạc Vân, lại để phụ thận chúng ta còn sống mà quay về, rồi sau đó lại đuổi theo ám sát từng người, điều này nói ra tựa hồ có nhiều điều không thông. Triệu Kiệt Anh nói, nhưng hắn ta đã giết chết trên ngàn người của tứ đại gia là tuyệt không thể sai được. Hoàng Dương nói, xin cho ta được nói một câu, đương thời tứ đại gia bọn ta truy sát hắn, trong tình huống như vậy. Hắn ta đã không thể không giết người được. Từ Phiêu Nhiên quát, Hoàng tiểu tử, đây là nơi nào không đến lượt ngươi nói chuyện. Hoàng Dương đáp, ta khinh, Từ Phiêu Nhiên, ngươi đừng quên bọn ta cũng là thân gia đó, nữ nhi của ngươi là thể tử của bảo bối ta, ngươi hung hăng cái gì chứ? Đều là họa nhi tử bảo bối của ngươi gây ra. Triệu Kiệt Anh, Từ Phiêu Nhiên, Đỗ Thanh Phong dị khẩu đồng thanh nói. Xuân Yến đáp, kỳ thật. Ta phát giác Lạc Hùng không đơn giản chỉ muốn giết Hy Bình. Lạc Hùng dã tâm cực kỳ lớn, trông hắn ta là kiểu người không có khả năng chỉ vì Lâm Công Tử giết đi phụ thân hắn mà phát thệ phải giết Lâm Công Tử cùng Hy Bình. Ta nghĩ, hắn ta mộng tưởng lớn nhất đích thị là xưng bá võ lâm. Theo hắn ta mưu đoạt cái bang chỉ là mở đầu, bước tiếp theo là nhắm vào tứ đại gia đó. Bọn người đáng lẽ nên hỏi ta vì sao phải thu dưỡng Hy Bình hoặc giả vì sao Trường Xuân Đường lại không hận huyết ma. Ta hiện tại khả dĩ tiết lộ với bọn ngươi một bí mật, huyết ma từng ở trên Minh Nguyệt Phong còn lâu hơn 3 tháng, mà phụ thân bọn ngươi lại bị chết trong 3 tháng đó, nhưng hắn lại chưa từng bước chân ra khỏi Minh Nguyệt Phong. Sau lại biết giang hồ truyền ngôn là hắn giết chết gia chủ Tam Đại Gia, hắn không nghe lời tiểu thư khuyến cáo, phá vỡ đi hiệp ước với tiểu thư, mà đi tới bọn ngươi để giải thích rõ ràng. Sau đó vì bọn ngươi truy sát hắn, mà xảy ra một trường huyết chiến trong hơn 20 năm trước đây. Mọi người đang nghe nói, Hoa Tiểu Ba đột nhiên hỏi, huyết ma cùng hiệp ước mộng tình là như thế nào? Xuân Yến nói, Lâm Công Tử lúc đó mời 3 gia chủ của tứ đại gia cùng với Lạc Vân quyết đấu, căn bản là chuyện vô cùng kín đáo, nhưng không biết vì sao, lại bị người võ lâm biết. Người của võ lâm chạy tới, Lâm Công Tử cố chiến đấu để đào thoát, tiểu thư liền xuất lĩnh võ lâm chánh đạo truy sát. Lâm Công Tử thụ trọng thương, trốn sang Tây Vực, được A Mật Y Thánh Nữ cứu sống. Sau đó lại quay về khiên chiến tiểu thư. Bọn họ đánh nhau 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại, nhưng Lâm Công Tử lại đã thâm ái tiểu thư. Kỳ thật bọn họ đã sớm như vậy rồi. Mặt khác, đương thời, tiểu thư cũng giống như vậy rất ái mộ Lâm Công Tử. Ta nghe tiểu thư kể lại, ở bên cạnh có một con sông nhỏ, đương thời lúc công tử vừa ra khỏi sơn động, hai người đã gặp nhau, tịnh lại nhìn nhau mà không nói một lời, lại cũng đã yêu nhau rồi. Lúc Lâm Công Tử khiêu chiến tiểu thư, trước đó đã nói, như quả ông ta thắng được tiểu thư, là muốn tiểu thư vĩnh thế không dự đến chuyện của võ lâm nữa, còn nếu như ông ta thắng không được tiểu thư, đều coi là ông ta đã thua, để mặc cho tiểu thư xử trí. Kết quả ông ta đã không thắng, khi mà ông ta thất bại, tiểu thư muốn ông ta vĩnh viễn lưu lại Minh Nguyệt Phong. Ông ta cũng đã đề xuất một điều kiện,
là tiểu thư phải gả cho ông ta. Tiểu thư cũng đã đáp ứng rồi. Nhưng mà, sau 3 tháng, giang hồ truyền ngôn, ông ta đã sát hại gia chủ Tam đại gia bọn ngươi, ông ta ly khai tiểu thư, ly khai khỏi Minh Nguyệt Phong. Cuối cùng, giang hồ, bị ông ta huyết tẩy. Triệu Kiệt Anh lẩm bẩm nói, như quả sự thật đúng như lời cô nói, khi đó, lời nói của huyết ma theo đó cũng không sai. Đã như vậy ai là người đã giết phụ thân bọn ta rõ ràng đã nhìn thấy chính là huyết ma, hơn nữa sử dụng võ công cũng rất giống của huyết sát môn mà, bọn ta chẳng lẽ đã nhìn sai. Một sai lầm đã qua hơn 20 năm sao? Lôi Phượng đưa những nữ nhân đi ra ngoài, lại ngẫu nhiên gặp được Thủy Khiết Thu. Thủy Khiết Thu xuất lĩnh 200-300 người xuất hiện trước cửa thần đao môn, nhìn thấy bọn nữ nhân, kinh hỉ hỏi, Phượng tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây sao? Lãnh Như Băng hỏi, muội đến làm gì vậy? Sư tỷ, ta đến cứu bọn tỷ muội đó, nghe nói các tỷ muội cùng cha đều bị thần đao môn giam lại hết mà. Chúng nữ liền minh bạch, Lãnh Tình Oánh nói, thần đao môn cũng đã thả bọn ta rồi, kỳ thật bọn họ giam giữ chúng ta lại, cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi. Đỗ Quyên hỏi, cha Hy Bình thì sao? Cũng là cha của chúng ta đó. Lôi Phượng đáp, còn bị giam trong thần đao môn. Thủy Tiên hỏi, bọn họ không giết ông ta chứ? Chúng dám sao? Lôi Phượng tức giận quát. Thủy Khiết Thu hỏi, phụ mẫu muội không quản chuyện của muội. Muội tự mình mang người lại đây, ta phải đi cứu Hy Bình. Độc Cô Kỳ hỏi, Lạc Hùng không phải là cửu cửu ngươi sao? Ta nhớ là ngươi rất yêu biểu ca của ngươi mà. Độc Cô Thi nói, tỷ, ngươi không cần phải nói như vậy, Khiết Thu cũng đã là nữ nhân của ca rồi. Hơn nữa, nàng cũng rất yêu ca. Nàng không có yêu qua biểu ca của nàng, chỉ là hơi sùng bái mà thôi. Khiết Thu, có phải vậy không? Thủy Khiết Thu đáp, muội lúc nhỏ nhất mực sùng bái hắn ta, phát thệ phải gả cho hắn. Nhưng mà, muội nghĩ không được hắn lại tệ như vậy. Bạch Liên nói, ta cũng biết được lão công của ta mị lực vô cùng, Phượng tỷ, ta phải trước tiên quay về Bạch Dương tộc, ta nói cha ta phát minh quay lại. Cái gì là đại địa minh, võ lâm tứ đại gia chứ? Đại quân của Bạch Dương tộc chúng ta mà đến, sẽ mang bọn chúng đạp thành bình địa. Hừ, ai dám động đến lão công của ta một cọng lông, ta sẽ khiến hắn chết không chỗ chôn thân. Thủy Khiết Thu đáp, Bạch Liên tỷ tỷ, người không cần phải quay về. Sau khi ta đến đây, Bạch Tư sư tỷ sớm đã quay về rồi, nàng nghe tình huống của Long Thành, đã lập tức ly khai. Nàng ta không phải đã ly khai lỗ công của ta sao? Thế nào mà lại quan tâm đến sinh tử của lão công ta chứ? Hừ, Thủy Khiết Thu nói, còn nữa, Ti Mô cũng đã triệu tập binh sĩ của xà thần bộ lạc. Ti Mô là ai? Chúng nữ hỏi. Dã Mân Côi đáp, cũng là nữ nhân của Hy Bình, đã có hài tử của Hy Bình rồi. Lôi Phượng quan tâm hỏi, nàng ta có thể xuất động được bao nhiêu binh lực? Đại khái cũng 5-6 ngàn. Thủy Khiết Thu đáp. Bạch Liên hỏi, Bạch Tư có thể thông chi cho dã mã tộc hay không? À, cái gì? Thủy Khiết Thu không hiểu Bạch Liên đang nói gì. Bạch Liên liền giải thích, tộc trưởng Nguyên Na dã mã tộc, cũng là một tình nhân của lão công chúng ta. Như quả biết Hy Bình xảy ra chuyện, bà ta không thể không quản tới, hiện tại là càng nhiều người càng tốt. Lão công bọn ta chắc đã bị đại địa minh giam giữ rồi. Thủy Khiết Thu nói, cũng có thể. Lãnh Như Băng hỏi, khi nào thì Ti Mô có thể xuất binh được? Muội nghĩ cũng phải là 2-3 ngày nữa. Lãnh Như Băng nói, muội hãy đi xà thần bộ lạc hiệp trợ nàng ta. Tứ đại gia hiện tại còn chưa dám giết đi cha của Hy Bình. Địch nhân bọn ta hiện tại lớn nhất là Đại Địa Minh. Không kể bọn họ cùng muội có quan hệ như thế nào, không phải là nam nhân của muội là quan trọng nhất sao, muội hiểu không? Thủy Khiết Thu kiên định đáp, tỷ tỷ, Khiết Thu hiểu rồi. Khiết Thu cũng đã trưởng thành. Khiết Thu, ta cũng cùng đi với con. Lãnh Tình Oánh đột nhiên nói. Nương, Lãnh Như Băng hốt hoảng hỏi. Lãnh Tình Oánh cười nói, tất cả đều giống nhau mà. Nói thế nào đây, ta cũng là một nữ nhân của hắn, mặc dù nói ra lại khiến mọi người cười đùa, nhìn không quen cũng thật có lỗi với con. Bất quá, ta đích xác hy vọng có thể vì hắn mà làm một chuyện gì đó. Lôi Phượng nói, đa tạ Lãnh Di. Chúng con cũng sẽ không cười người. Lôi Phượng con ban đầu chọn chàng, là đã biết con người chàng rồi. Bất cứ việc gì cùng đều có thể phát sinh, Kỳ Nhi, Mân Côi, Tư Tư, bọn muội cũng đi theo giúp đỡ đi. Sau khi mọi chuyện thuận lợi, quay về Trường Xuân Đường hội họp. Muốn đối phó với Đại Địa Minh,
không có lực lượng hùng hậu thì không làm được. Mặc dù chúng ta rất lo lắng đến an nguy của Hy Bình, nhưng cũng phải đợi chuẩn bị chu toàn, không thể có lỗi với chàng. Xét ra chúng ta cũng là những nữ nhân đã mang nặng, rủi mà chàng chết rồi, cũng không thể để chàng tuyệt hậu. Sư đệ ta cũng đã quay về Viễn Dương Tiêu Cục, Độc Cô Minh cũng quay về Vũ Đấu Môn. Ta nghĩ bọn họ có thể kịp cùng bọn ta hội họp. Nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là phải cứu thoát Tứ Cẩu cùng Phong Bang Chủ. Sau đó thêm vào lực lượng của cái bang, dư sức để đạp nát từng môn phái trong võ lâm. Đến lúc đó, Lôi Phượng ta còn phải sợ gì nữa? Chúng nữ đồng thanh nói, bọn ta cũng không sợ. Đang lúc chúng nữ quay về Trường Xuân Đường, nghe thấy tin tức kinh người, giang hồ truyền văn, Hy Bình từ nhà lao đào thoát, bị Đại Địa Minh xuất lĩnh võ lâm chánh đạo truy sát, ở trong đêm tối nổ tung thành Cửu Thái Dương, Hy Bình, chết rồi. Lúc đó, xảo hợp, Lôi Long xuất lĩnh 700 Viễn Dương phiêu binh, Độc Cô Minh xuất lĩnh 900 Vũ Đấu Môn võ sĩ đến Trường Xuân Đường. Chúng nữ đều trong đau khổ cùng cực. Độc Cô Minh hành xử quyết đoán, hắn cùng Lôi Long trước tiên qua cái bang cứu xuất bọn người Phong Bang Chủ cùng Tứ Cẩu, để chúng nữ ở Trường Xuân Đường đợi lúc bọn họ quay lại, lần nữa xuất quân huyết tẩy Đại Địa Minh cũng với bọn võ lâm chánh đạo. Trong khi Lôi Long cùng Độc Cô Minh buổi chiều ly khai Trường Xuân Đường, Thủy Khiết Thu cùng bọn người Ti Mô xuất hơn 7.000 danh binh của xà thần bộ lạc đã đến Trường Xuân Đường, chúng nữ đang trong lúc bi phẫn nhất trí quyết định, đánh giết tới Long Thành, vì trượng phu báo thù. Tứ đại gia thấy tình hình như vậy, Triệu Kiệt Anh, Từ Phiêu Nhiên, Đỗ Thanh Phong đều không có phát thoại, ngược lại Triệu Tử Huy rất muốn lên tiếng, hắn đã cứu qua tính mạng của bọn ta, hắn chết rồi, ta trước tiên phải báo thù cho hắn, chỉ là sự việc của huyết ma, các người xem giải quyết sao. Hoàng Đại Hải nói, hắn là đại ca ta, và lại hắn cũng chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với ta. Dù là hắn có làm đi chăng nữa, hắn vẫn là đại ca ta. Là nhi tử rất yêu thương của thân sinh phụ mẫu dưỡng dục ta. Triệu Tử Huy tức giận nói, Đại Hải, người khơi dậy sự việc đó làm gì? Người không nghe Lạc Thiên nói gì sao? Hy Bình bản thân cũng không biết đã cùng Manh Manh xảy ra sự việc đó. Triệu Tử Huy, người nghĩ là ta không biết sao? Người bớt nói lời thừa đi, ta so với người càng lo lắng cho đại ca ta hơn, người biết Hoàng Đại Hải ta là người như thế nào, trong lòng còn chưa minh bạch sao? Triệu Tử Huy hạ giọng xuống, nói, kỳ thật, ai cũng đều không nguyện ý phát sinh ra chuyện như vậy, Đại Hải, người sao không tìm vài nữ nhân khác. Hoàng Đại Hải tức giận nói, chính bởi vì như thế, ta lại càng không thể tìm nữ nhân khác được. Ta với phương diện nữ nhân thì đần độn vô cùng, ta chỉ cần Manh Manh đáp nói một câu. Ta từng nghe qua chuyện thất thân của nàng, cũng không kể nàng ta biến thành hình dạng thế nào, đều chỉ yêu nàng ta. Người nghĩ ta nói như vậy nghe được chưa hả? Ta sẽ không khơi dậy chuyện này nữa. Triệu Tử Huy thở dài đáp. Triệu Tử Hào thấy bất hòa của bọn họ cũng chấm dứt, đứng dậy kiên định nói, bọn ta trước tiên phải đi đến Long Thành. Triệu Kiệt Anh thấy hai nhi tử đều đứng về phía Hy Bình, và lại bản thân nữ nhi mình cũng ở trong Đại Địa Minh, cắn răng nói, Đỗ Huynh, Từ Huynh, ta cũng biết các người khó xử, nhưng các người có biết ta lại càng khó xử hơn không? Hiện tại sự việc huyết ma đã có rất nhiều điểm nghi vấn, ta nghĩ, trước trả ân. Rồi mới nên làm rõ oán thù, các người không nói, để cho ta. Ta kiến nghị tứ đại gia toàn thể xuất động, cùng Đại Địa Minh quyết phân cao thấp. Cái này không còn là tránh tà chi chiến nữa, là thứ chiến tránh máu và thù hận. Ta, cũng không cần lo nghĩ đến thanh danh của tứ đại gia nữa. Võ Lâm, xét cho cùng đều không phân tránh tà. Từ Phiêu Nhiên nói, ta chỉ có hai nữ nhi, làm phụ thân như ta đây cũng không thể nhìn bọn chúng đi vào chỗ chết được. Lập tức trước hết xuất lãnh quân đội tới Long Thành, Đỗ Thanh Phong cuối cùng cũng phát ngôn. Tiếp đó, tứ đại gia hơn 2.000 tinh anh, tràn ngập dũng khí tiến về Long Thành. Trên đường, bọn họ nghe được một truyền văn, là do Đại Địa Minh cùng quan phủ câu kết, đang chuẩn bị thảo phạt tứ đại gia. Tứ đại gia quay đầu không kịp, thần đao môn bị tập kích, nhưng đột nhiên lại chạy ra Minh Nguyệt Phong cùng Thái Âm giáo của Tây Vực, mang huyết ma cứu đi. Lúc này, giang hồ phong vân tứ táng. Bởi môn phái có quan hệ với Hy Bình toàn bộ đều dũng mãnh tiến về Long Thành. Long Thành bên trong có nhiều thủ vệ, cũng mang phần lớn thế lực bộ phận dùng ngăn cản thế lực quan hệ với Hy Bình. Đơn giản lấy Đại Địa Minh cùng với lực lượng võ lâm chánh đạo, cũng không thể chống cự với những người vì Hy Bình mà dẫn xuất đội ngũ hùng hậu. Chính như một số người nói, đám quả phụ này đã hợp thành một đội quân, chính là vì bọn họ phục cứu cái chết của trượng phu.
Võ Lâm lay động kịch liệt, đột nhiên không phân chia ai chính ai tà, nhưng tổng thể chia làm lưỡng phái, một phái vì Hoàng Hy Bình là phục cửu phái, một phía là Chu Ma phái do Đại Địa Minh làm chủ, xét cho cùng ai tránh ai tà. Hoặc giả đều phải đợi xem kết cục, thắng lên làm vương, lúc tối hậu thắng lợi liền là tránh, thất bại thì làm tà ma mà thôi. Máu, căn bản không có lấy vị ngọt và mùi hương. Chỉ có tanh hôi. Võ Lâm cũng không có tránh ta, chỉ có sức mạnh. Sức mạnh tất cả mang ra, là kết quả. Nhưng thứ tiền nhân của kết quả này, là do truyền ngôn Hoàng Hy Bình đã chết. Thật sự, xét ra nam nhân kỳ dị này nổ tung biến thành cửu thái dương đáo để là chết hay chưa? Đối với Võ Lâm, đây còn là một câu đó, chỉ có thể nói, đã rất nhiều người nghĩ là hắn đã chết, lại có rất nhiều người nghĩ rằng hắn không chết. Nhận biết là hắn chết, là bởi vì tìm không thấy một mảnh vỡ thi thể của hắn, suy nghĩ là hắn chưa chết, cũng bởi vì tìm không thấy bất cứ chứng cứ nào là chứng minh hắn đã chết cả. Hy Bình, xét cho cùng đã chết hay chưa? Cái này phảng phất cũng đã không còn là quan trọng nữa, trọng yếu đích thị, giang hồ, nguyên nhân gióng lên từ hắn. Làm xuất hiện tình thế khẩn trương khó gặp hàng trăm năm nay, cũng khó biết được bao nhiêu máu sẽ chảy. Có lẽ chính như lúc đầu Xuân Yến đã nói, nhi tử nàng tiến nhập giang hồ, sẽ mang đến tinh phong huyết vũ cho giang hồ, câu nói này cuối cùng cũng đã linh nghiệm, điều mà cô ta lo lắng, cuối cùng cũng thành một sự thật. Khi đó, nàng từng nói qua, thiên địch của nữ nhân, chiến tướng thiên sinh, cái này không phải cũng đã là một sự thật sao? Xuân Yến tin tưởng. Nhi tử mà cô ta yêu thương nhất tuyệt không thể dễ dàng chết như vậy được, làm nên thứ tín niệm kiên định tuyệt đối bất di của một người mẹ đã dưỡng dục hắn 20 năm. Để cho, giang hồ, tàn sát sao? Trách nàng, trong cuộc chiến chảy máu, nhìn thấy lũ tà ma với nhi tử mình liền lại xạ ra khí tức tà mị. Chấm, bởi vì thái dương nàng độc nên vẫn chịu đựng sự tịch mịch vĩnh cửu, nó lại thường tưởng nhớ đến cửu thái dương kia, bọn chúng có phải đã lạc ở một nơi nào đó? Nó cũng không biết được, hài tử, người thay ta tìm ra cửu thái dương kia, ta biết có một thái dương đang ở nơi nào đó tại ám hắc đang sinh tồn, như quả tìm không thấy, ngươi nên sáng tạo ra nhất ngạ truyền thuyết khác. Huyết sát chân quân trước lúc chết, từng nói với huyết ma một câu như vậy. Nhưng mà, huyết ma tịnh không từng tìm thấy thái dương đã thất lạc, cũng không có sáng tạo thêm một truyền thuyết huyết sát chân quân nữa. Tuy nhiên, cũng như huyết ma đã từng nói, là ông đã tạo ra một Hy Bình. Mà tên nhi tử sáng tạo ra là một cái hữu biệt so với truyền thuyết của ông cũng với nghĩa phụ ông từng nói với Lạc Hùng đó là hạnh phúc. Huyết ma thời khắc đó cũng không thể khẳng định nhi tử ông sau này có đủ khả năng sáng tạo ra một truyền thuyết hạnh phúc. Nghe nói, nhi tử ông nổ tung thành 9 thái dương, như vậy, có phải lại là 9 cái thái dương bị bắn rơi như nghĩa phụ từng nói qua hay không? Ông cũng không thể khẳng định, ông chỉ biết, nghĩa phụ do thái dương chỉ dẫn, ứng với truyền nhân của Ngọc Xà Môn. Như bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Nhưng mà, một người phụ thân như ông lại đã đánh mất đi một thái dương rồi. Mà bất cứ thái dương nào đều vô pháp thay thế. Nhi tử ông, cũng chính là cửu thái dương truyền thuyết của ông, có thể nắm giữ thứ ánh sáng trong bóng đêm câu đố chung của sinh mệnh. Nhi tử ông, lại ở nơi đâu? Từ đêm tối đến bình minh, cũng chỉ là một cái chớp mắt thời gian, thế giới này, có vài quãng đường nhìn dường như rất xa vời, kỳ thật. Cũng chỉ là độ dài tạm thời thôi. Khi Hy Bình nổ tung là lần thứ hai bình minh sáng trong đêm tối, bố Lỗ Tư đi dạo trong Hoàng Cung. Hắn ta đến Hoàng Cung lúc này, cực kỳ xảo hợp, Hoàng thượng cũng từ bên ngoài quay về, nhưng một mực lại không tiếp kiến hắn. Hắn vô cùng kỳ quái, vì sao Hoàng thượng đối với ba tư sử nữ như là không có một tí hứng thú. Hoặc là, Hoàng đế Trung Nguyên có nữ nhân quá nhiều, tịnh không thấy hoan hỉ gì việc hắn mang ba tư mỹ nữ tới nữa. Nghĩ đến hậu cung hoàng thượng, hắn lập tức nghĩ đến chủ nhân Hoàng Hy Bình của hắn. Hắn đã từng kiến thức qua uy lực của chủ nhân. Hắn nghĩ, như quả để chủ nhân làm hoàng thượng, thì chủ nhân tuyệt đối có đủ tư cách để giữ nhiều nữ nhân như vậy, nhưng hoàng thượng hiện tại thì... Nói chân thật, bố Lỗ Tư hắn so với hoàng thượng còn mạnh mẽ hơn, hắn đột nhiên hảo tưởng thấy chủ nhân hắn, nhưng đã nói chủ nhân phải tới Long Thành, nơi đó rất xa so với kinh đô sương mù. Hiện nay hắn bị truyền lệnh tiến nhập hậu cung, nghe nói hoàng hậu muốn triệu kiến hắn. Hắn vì được sủng ái mà lo sợ, vì sao hoàng thượng không triệu kiến hắn, ngược lại biến thành hoàng hậu chứ? Hắn không dám đối với hoàng hậu có bất cứ dò ngóng gì, mặc dù hoàng hậu là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng nếu như mà hoàng hậu yêu cầu bố Lỗ Tư cường hắn nói, hắc hắc,
nói không phải là đi tong, bố Lỗ Tư hắn phải giữ được tính mệnh để quay về Ba Tư A. Hậu cung căn bản là không có khả năng tiến nhập, là địa phương nữ nhân của Hoàng thượng ở. Bên trong có vài ngàn nữ nhân, trừ thái giám ở bên ngoài, không có tình huống đặc thù, tất cả đều không cho phép nam nhân tiến nhập. Hắn ta nghĩ không thông, Hoàng đế Trung Nguyên vì sao phải đem nam nhân đi hoạt, hắn thật lo sợ, sau khi tiến nhập, sau đó bước ra có còn là tiểu bố Lỗ Tư cường hãn nữa hay không? Hoàng cung Trung Nguyên thật lớn, so với Ba Tư phải lớn hơn rất nhiều lần. Hắn bước chân vào hậu hoa viên, đột nhiên lạc đường, không biết được hậu cung ở tại nơi nào, do đó trong lòng hoảng sợ, hậu hoa viên lớn như thế mà di chuyển, vòng vèo từ đông môn sang tây môn, chạy nhảy một phen cũng lại quay về hoa viên. Nơi này trời đông lạnh mà mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, thấy gặp một vài cung nữ, đều kỳ quái nhìn hắn, hắn bản thân cũng biết mình kỳ quái, mũi cao, tóc vàng, mắt xanh, ở tại Trung Nguyên, hắn ta là một quái vật. Hắn cuối cùng nghĩ là phải quay lại, nhưng con đường để quay lại tìm không thấy. Hoàng cung mặc dù đi qua rất nhiều, nhưng cũng giống như một mê lộ, hà huống là lúc thường là cấm địa không thể xuất nhập sao. Thật sự không nên tự mình lại đây, nhưng Hoàng hậu có phân phó để hắn tự đến. Mẹ nó, kỳ quái thật, có thứ cảm giác thâu tình. Nhưng đây là một mệnh lệnh rõ ràng, hắn có thể không suy nghĩ qua. Tuy hắn biết hắn là bố Lỗ Tư cường hãn anh tuấn, cũng biết có rất nhiều Trung Nguyên nữ nhân vui vẻ với thứ quái vật là hắn, cũng nghĩ qua phải mang những nữ nhân Trung Nguyên đó áp đảo trên giường, nhưng hắn lại không nghĩ qua việc muốn áp đảo Hoàng hậu A. Hỏi đường thôi, làm sao hỏi đây, khó biết phải hỏi tẩm cung Hoàng hậu ở nói đâu. Cái đó phải bị chém đầu, Hoàng hậu vì sao muốn là khó hắn. Hắn cũng không thấy qua nàng ta lần nào, cũng không có ý nghĩ trong lòng cưỡng gian nàng ta. Lần này chết chắc rồi, Hoàng hậu này nhất định muốn hãm hại hắn, không thì đã không để hắn tự mình đến đây, đợi lúc có ngửa hỏi ra phạm tội thế nào. Nhưng hắn ở đây, cũng đâu có người hỏi a. Khó biết người ở đây biết hắn được Hoàng hậu gọi lại hay không. Đúng, đúng là như vậy rồi, hắn ta là Hoàng hậu truyền tới, bất cứ vấn đề cũng không có, quang minh chính đại, tuyệt không phải thâu tình. Tốt, lại tìm một người hỏi đường, câu hỏi Trung Nguyên hắn đã được tính toán qua rồi. Hắn di chuyển theo vòng cung, đột nhiên ở bên trong bụi hoa thấy thứ gì đó, đi gần tới xem, mẹ nó. Dọa chết người, thứ này là gì đây? Người chết sao? Chỉ thấy toàn giống như là thi thể người nam mình trần nằm thẳng cẳng trong bụi hoa, khó biết có phải là bên dưới phong lưu quỷ không thành hay không. Lại cẩn thận nhìn một lần nữa, hình dáng thi thể nam nhân đó thật trần trụi, cốt cách toàn thân tất cả đều lộ ra ngoài, còn sống lại giống như da bọc xương. Nhìn thân thể này tự hồ như rất cao, so với bố Lỗ Tư hắn không thấp hơn, người Trung Nguyên có không nhiều những người có độ cao đó, đặc biệt là tiểu đệ bên dưới hắn của thi thể nam nhân đó, thứ này mà đem so sánh với của bố Lỗ Tư cường hãn hắn sao? Không biết là có phải gian phu hoàng hậu, bị hoàng thượng phát hiện ra, do đó bị ám sát mất tích ở nơi này không? Hoặc là thứ gia hỏa này quấy rầy thái giám, bị đám đàn bà cung nữ đói khát đó cưỡng bức mạnh mẽ đến bỏ mạng. Trông hắn là người mạnh mẽ, đích xác là tinh khí mất hết phong mạng. Toàn thân trừ phía dưới là da bọc xương, chết xong lại bị ném vào trong bụi hoa. Thật con mẹ nó lại còn thẳng đứng trong bụi hoa. Hắn lại nhìn vào khuôn mặt, đột nhiên chấn động, khuôn mặt này, thế nào mà lại có điểm giống chủ nhân hắn. Tuy nhiên cũng lại da bọc xương, lại nhìn lên trên, rất giống chủ nhân Hoàng Hy Bình của hắn. Bất quá, so với chủ nhân lại xấu hơn nhiều, lại nhìn thử đã. Tiểu đệ của hắn, cũng rất giống với chủ nhân, cũng là, trừ chủ nhân ra, lại còn có ai còn có thứ vũ khí mạnh bạo vậy sao? À, không tốt rồi, chủ nhân hắn, thần tượng của hắn, bất ngờ ở nơi hoàng cung này bị gian sát rồi, thật đau lòng. Hừm, không được, vô luận như thế nào đều phải mang thi thể chủ nhân ly khai. Hắn ta nhận định đây đúng là Hy Bình, nên muốn mang thi thể này bỏ đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi êm ái, bố Lỗ Tư. Ngươi vì sao phải đạp lên những bông hoa này, bọn chúng có thủ với ngươi sao? Ta để ngươi đến nơi này, là không phải là để ngươi tàn hại những cây hoa này. Cơ thể hùng vĩ của bố Lỗ Tư chấn động dữ dội, hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy là hoàng hậu diễm lệ cao quý, theo sát bên cạnh nàng ta là hai tú lệ cung nữ 16-17 tuổi, hắn liền hấp tấp nói thần bố Lỗ Tư khấu kiến hoàng hậu. To gan, thấy hoàng hậu lại còn không mau quỳ xuống hả? Cung nữ đứng bên trái hoàng hậu quát. Bố Lỗ Tư theo phản xạ định quỳ xuống,
đột nhiên nghĩ đến chủ nhân của hắn ở sau, liền giữ thân thể đứng nguyên, hắn đáp, thưa không dám, đất nước chúng tôi không có kiểu lễ tiết như vậy, xin thứ cho ta vô pháp thi hành thứ lễ như vậy. Hoàng hậu mỉm cười nói, hãy bỏ qua đi, kỳ thật hôm nay ta gọi ngươi đến, là muốn hỏi ngươi, ngươi lại đây đi. Ngươi đứng cách ta quá xa đó. Bố Lỗ Tư đáp, hoàng hậu, ta có thể nghe được, người nói đi. Ta đang nghe. Hoàng hậu nói, cũng tốt, để ta bước tới vài bước, ngươi là khách mà. Không, hoàng hậu, để thần bước lại. Bố Lỗ Tư khẩn trương nói. Hắn biết rằng, với tầm nhìn hoàng hậu, như mà không chú ý, thì không thể phát hiện ra hoa viên có một thi thể đang nằm dài dưới bụi hoa. Hắn ở nơi hoa viên này đi lại cũng lâu mới phát giác được, người ở nơi đó qua đây cũng không thể phát giác. Hắn hiểu là đang đánh một ván bạc, đặt cược vào vận khí thi thể chủ nhân hắn, vì chủ nhân đáng thương, bất ngờ bị đám nữ nhân gian dâm đến tinh khí hao cạn mà chết, mất đi một định mệnh phong lưu. Bố Lỗ Tư đi đến trước mặt hoàng hậu, quả nhiên, hoàng hậu thật sự cũng không để ý, nhìn hắn rồi nói, thật có lỗi vô cùng, lại để người đến nơi này, kỳ thật đối với người mà nói, hoặc giả là rất bất tiện, nhưng mà, ta cũng không thuận tiện ra ngoài, sở dĩ đơn giản khiến người lại đây. Chán bố Lỗ Tư xuất hạn mồ hôi, nói, hoàng hậu, ta nghĩ nên sớm, ly, khai. Hắn, vốn tiếng Trung Nguyên của hắn căn bản không thông bao nhiêu, sợ hãi trỗi lên lại càng không thông. Hoàng hậu đáp, ta muốn hỏi ngươi, hoàng thượng đã cúng những nữ tử ba tư ngươi mang lại đã hoàn hảo qua chưa? À, bố Lỗ Tư sợ hãi kêu to, hắn thế nào cũng không lường tính được hoàng hậu gọi hắn tới, chỉ là để hỏi một câu như vậy, hắn đáp, không có. Được rồi, người có thể đi, trì hoãn lần nữa, khả năng ta vô pháp giúp người giải thích. Ta có thể đi ư? Bố Lỗ Tư không dám tin tưởng, hắn đem sự sống ra đánh liều một trận, nguyên lại chỉ để phủ nhận một sự kiện, lại bất ngờ phải nói chỉ có hai từ không có. Nhưng hắn hiện tại lại không mong muốn đi nữa, bởi vì thi thể chủ nhân còn ở trong đám hoa. Bố Lỗ Tư hắn tuyệt không thể không quan tâm đến chủ nhân của mình. Hoàng hậu! Ta muốn lưu lại nơi hoa viên này một lúc, có thể không? Hoàng hậu sớm đã quan sát hoa viên rộng lớn đó, theo đó mới đứng lại nơi mà bố Lỗ Tư vừa mới đứng lại, nhãn tình lấp loáng, cười nói, như quả ngươi muốn chết ở nơi đó, thì cứ tiếp tục lưu lại đi. Ồ, không, ta rời khỏi nơi này. Bố Lỗ Tư cũng không quản biết hay không biết đường đi, thấy lối ra đã mở, hắn trong lòng đau đớn nói, chủ nhân, thật có lỗi, phải trái gì người cũng đã chết rồi. Ta cũng cứu không được người rồi. Ta trước hết phải bảo toàn tiểu mệnh của ta, kỳ thật không phải ta sợ chết, chỉ là do chủ nhiệm, ta nên sống thật tốt, chủ nhân, thi thể người tự sắp xếp nha. Sau này ta cũng với nữ nhân ân ái, sẽ nhớ đến chủ nhân, đến lúc đó ta sẽ la to đại danh của chủ nhân. Sau khi bố Lỗ Tư ly khai, hoàng hậu nói các ngươi qua đó nhìn xem, vừa rồi bố Lỗ Tư tại nơi đó đứng đợi một lúc, lại rất không muốn ly khai. Và lại hoa cỏ ở nơi đó tựa hồ cũng có điểm dị dạng, nhìn xem thử là thứ linh tình gì. Ba nữ nhân đi lại đó, hai cung nữ hoảng sợ hét lên. Hoàng hậu đột nhiên nói, không phải kêu, người này đã chết, bọn ngươi yên lặng mang hắn quay tẩm cung. Lưỡng nữ đáp, hoàng hậu, hắn đã chết rồi sao? Hắn là nam nhân đó. Hoàng hậu đáp, bọn ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta sao? Như quả bị phát hiện, có thể bị tru di cửu tộc. Như quả bọn ngươi còn nói nhiều nữa, hiện tại ta có thể hạ lệnh tru di cửu tộc bọn ngươi đó. Hoàng hậu lãnh giọng nói, ta đi đây, bọn ngươi thận trọng một chút. Lưỡng nữ ánh mắt cùng nhìn nhau, một nàng nói, bọn ta trước tiên mang hắn đi đến một góc tối trong hoa viên, đến lúc chiều tối rồi mới quay lại tẩm cung hoàng hậu nha. Nữ tử đứng bên gật gật đầu, nói, may mắn là hoa viên này rất lớn, sợ lúc bình thời không thường có người ra vào. Đông Chi, trong lòng ta sợ quá a. Đêm khuya, hai cung nữ bất chấp hàn phong mang Hy Bình đến tẩm cung hoàng hậu. Kỳ thật từ sau hoa viên đến tẩm cung hoàng hậu tinh không phải là đoạn đường dài, chỉ là bố Lỗ Tư lạc đường xông loạn vào, cũng chỉ vài phút bọn họ cũng đã mang Hy Bình tới rồi. Hoàng hậu, đây có phải là thân thể nam nhân? Đông Chi hiếu kỳ hỏi. Một cung nữ đứng bên hỏi, hoàng hậu, hắn đã chết rồi phải không? Vì sao một ngày rồi mà không có động tĩnh gì? Hoàng hậu đáp, không chết. Tuy nhiên thân thể hắn gầy như cây củi, lồng ngực lại có vết tích bị kiếm xuyên qua, nhưng ngoài ra hắn vẫn còn có huyết sắc, máu ở mao mạch cũng tuần hoàn không có đông lại.
thật không biết vì sao tim hắn lại không đập cũng không có hô hấp. Đông Chi nói, phải à, hắn nhìn đi nhìn lại đều không khác gì người còn sống đang ngủ say. Có lẽ đã bị thụ thương, còn nữa, thật sự quá ốm, trên người một chút thịt cũng không có, toàn thân đều là huyết quản, thật sợ quá à. Cung nữ đứng ở ngoài nói, ta thật xem không thấy ngươi sợ đó. Là bởi vì hoàng hậu nói hắn còn chưa chết, ta mới không sợ. Người chết mới đáng sợ, người sống có thứ gì để sợ chứ? Ta ngược lại thấy người sống mới đáng sợ. Hoàng hậu lẩm bẩm tự nói, thế nào không có hô hấp lẫn tim đập chứ? Có phải là đã chết thật rồi không? Đông Chi nói, hoàng hậu, như quả bị người ta biết được, có thể bị chém đầu không? Đương nhiên là có thể rồi, tuy nhiên hắn khả năng là một người chết, cũng lại là nam nhân. Nam nhân như quả không cho phép, thì không thể tiến nhập hậu cung được. Đông Chi hỏi, có phải lập tức đem hắn đi hoạn không? Để hắn thành thái giám. Hoàng hậu thở dài nói, được rồi, bọn ngươi ra ngoài, sự việc này không cần thiết để người khác biết được, có người lại, sớm thông chi cho ta hay. Hoàng hậu, người phải cứu hắn sao? Ta cứu không được hắn, ta thứ này đều không thể, có thể cứu cái gì chứ? Nhưng mà, vì sao phải muốn nô tỳ mang hắn quay về? Bọn ngươi không phải đang nghi ngờ đầu lưỡi của mình quá dài hả? Hoàng hậu không kiên nhẫn đáp. Lưỡng nữ lập tức hoảng sợ, liền lập tức lắc đầu bỏ chạy ra bên ngoài. Hoàng hậu nhìn vào Hy Bình lõa thể trên đất. Hắn ta hiện tại, tuyệt đối không thể soi gương được, như quả hắn hiện tại tỉnh dậy, nhìn thấy mô dạng của chính mình, có lẽ bản thân hắn cũng còn không nhận ra được chính mình nữa rồi. Hoàng hậu ngồi chồm hổm xuống. Lầm bầm nói nhỏ, thế nào mà có thể ở hậu hoa viên xuất hiện nham nhân này chứ? Có phải hắn do phi tử thừa lúc hoàng thượng thì giờ không có mà vụng trộm hay không? Hắn mà không chết, ắt hẳn đợi cứu tỉnh hắn, sau đó mới có thể chỉ chứng phi tử đó, xem thứ gia hỏa này tự hồ thoát dương lúc đó, trước đó chắc cũng thật cường tráng, cũng chưa từng thấy qua thứ dương vật nào to lớn như vậy, hoàng thượng đó cùng đem ra so sánh với hắn giống như so sánh con nít với người lớn vậy. Phi tử đó có thể thật sự hưởng dụng. Bọn họ thế nào mà lại mang hắn ném vào hậu hoa viên chứ? Hơn nữa lại rất gần chỗ ta, có phải là muốn hại ta, sai khiến ai đó mang nam nhân lộng đáo hậu cung, sau đó lại giết chết hắn nhằm mưu toan ra hại cho ta? Hoàng hậu mãi suy nghĩ, lại không phát hiện được Hy Bình cũng đã dần dần hé mở song nhãn. Hy Bình không biết được nơi này là nơi nào, hắn chỉ nhớ được hắn bị năm đại đệ tử Đại Địa Minh đâm xuyên lồng ngực lúc đó, rất nhiều máu theo đó mà chảy ra. Lại vô số địch nhân hướng về hắn mà phát động công kích, hắn chỉ cảm thấy trong lòng rõ ràng là bi thương cùng phẫn nộ theo đó mà hiện ra. Nhất thiết sau cùng hắn lại không nhớ được gì nữa, hắn mất hoàn toàn lý trí, tiềm năng trong thân thể hắn toàn bộ phát huy ra ngoài. Thứ thân thể đặc thù của hắn đã bạo phát lực lượng ra ngoài, hình tượng thành cửu dương trọng thể chí cương dương cương, bức xạ ra 9 cái thái dương sáng chói, những thứ như vậy hắn không thể nhớ lại được. Hắn như hiện nay có thể mang máng nhớ lại những sự việc sau đó, hắn tự hồ có một đoạn thời gian ở trong một thứ trạng thái cực kỳ vi diệu, giống như thân thể tự mình khách trương ra vô hạn, tựa hồ như giống như toàn thể vũ trụ khách trương ra, có một vài thứ phải ly khai cảm giác nhân thế. Nhưng hắn có thể cảm thấy được hắn vẫn còn sống, vẫn còn ý thức, không biết có phải hắn như người xưa đã nói đã bay lên thiên đường thành thiên thành đạo rồi không? Có lẽ là vậy, nhưng hắn không dám khẳng định. Hắn nghĩ. Như quả hắn bước tới một bước, hắn lại vĩnh viễn vô pháp hồi đầu, thậm chí sợ là hắn ngay lúc còn sống, hắn cũng không biết hắn đã sống ở đâu. Hắn tuyệt không nên bước đi một bước nào. Trong Thiên Địa Tâm Kinh Nhất Đại Tình Thánh, từng nói, luyện đến thứ trình độ nào đó sẽ khiến người ta vĩnh sinh bất lão, Nhất Đại Tình Thánh cũng là lúc trước khi thành tiên, mang thứ tâm pháp đó lưu lại, cũng từng nói qua, thành tiên, kỳ thật lại là thứ cảm giác mơ hồ giống như phá toái hư không vậy. Hắn Hoàng Hy Bình không mơ hồ như vậy, chỉ là hắn không nghĩ tới thứ giống như phá toái hư không con mẹ nó, nói, coi có còn là người hay không. Hắn cũng không nghĩ đã biến thành thứ gì tiên nữa, hắn lại không phải thứ hảo nhân gì. Hắn trong nhân thế có rất nhiều thân nhân, có lão bà vô số, hơn nữa như quả khả dĩ, còn có thể kế tục ôm ấp mỹ nữ thiên hạ, bằng vào đầu óc thiên tài cùng với hấp dẫn táo tơn thiên sinh của hắn, như quả bỏ thứ phá toái hư không con mẹ nó. Không biết bao nhiêu nữ nhân vì hắn đau lòng về thứ phá toái hư không. Phí, phí chim. Cha, còn có nữ nhân đang đợi chờ nữa, phải quay về nhân thế thôi. Hắn đang ở trong khoảng thời gian như vậy mà tưởng tượng,
đột nhiên mọi thứ lại tiêu thất. Thân thể tốc độ di động tương tự như một thứ ánh sáng, thần trí hắn lập tức tiêu thất hoàn toàn. Khi hắn mở to mắt một lần nữa, liền thấy một thiếu nữ cực kỳ mỹ lệ đang ngồi ở bên cạnh hắn, trên miệng đang lẩm bẩm thứ gì đó, hắn tự nhiên nghe thấy lại rất không minh bạch. Kỳ thật tiềm năng thân thể của hắn bạo phát làm thành một thuấn gian, năng lượng cường đại mang thân thể hắn đưa đến nơi này, nhưng vì sao lại ở nơi đây, mà không phải là địa phương khác? Phải hồi đáp thứ vấn đề này, chỉ có thiên tài của chúng ta Hoàng Hy Bình mới có thể hồi đáp được, nơi này con mẹ nó mỹ nữ nhiều như mây, tựa như mừng vui lẫn lộn ở đây, ngươi véo ta a. Trả lời thứ vô lại này, còn sống có thể tức khí mà thổ huyết. Nữ nhân, ngươi là ai? Hy Bình đột nhiên hỏi, khiến Hoàng hậu hoảng sợ nhảy dựng lên. Hoàng hậu dừng mắt nhìn qua trên người nam nhân, nếu không còn một lớp da, nam nhân đó sống giống như cái khô lâu, nàng ta cũng hỏi lại, ngươi lai là ai? Ta, Hoàng Hy Bình, siêu cấp quyền vương cùng tuyệt thế ca thần, nàng biết không? Hoàng Hy Bình, quyền vương, ca thần, ngươi, cuối cùng là ai? Vì sao mà xuất hiện ở nơi hoàng cung này? Hoàng hậu mơ hồ, ca thần Hoàng Hy Bình tuy chấn động võ lâm, lại động không đến nơi hậu cung này, nàng thể nào mà có thể biết được? Hy Bình sinh khí, muốn đứng dậy, lại phát giác hoàn toàn không còn khí lực. Trước đây khí lực của hắn không phải rất lớn đó sao? Đưa mắt nhìn thân thể bản thân, mẹ ơi, đây là thân thể của hắn sao? Thế nào mà lộ hết xương ra ngoài thế này? Hắc hắc, xương đầu vẫn còn lớn, thứ này thảm rồi, toàn thân không còn cơ nhục, thế nào để nàng cách hoạt động đây? Tự nhiên, cũng lại mất hoàn toàn khí lực, cũng là tự nhiên, hắn lại càng phẫn nộ. Hắn giống lên, uy, nữ nhân, ta đã nói qua danh tự của ta, nàng hỏi ta vì sao ở hậu cung? Hậu cung là thứ gia hỏa gì? Lão tử thế nào biết tại sao mà đến hậu cung chứ? Nàng không nói rõ ràng, sao mà cơ nhục lúc này của ta lại mất hết, để nàng nhìn thấy hết. Hoàng hậu nói, ngươi có phải là người của phi tử không? Ta nói, Hoàng Hy Bình ta không phải là người của ai cả, nàng đừng nhìn mẹ nó ta hiện tại không còn tí cơ nhục lại liếc nhìn ta. Lão tử nhất quyền, ồ, đúng rồi, ta không thể cùng nữ nhân này chiến đấu được. Hoàng hậu nhìn hắn khùng khùng điên điên. Đoán không ra trong lòng hắn nghĩ cái gì, lại thêm vô pháp theo đó mà dò hỏi được bất cứ thứ gì, nàng hỏi, ngươi thật không nguyện ý nói sao? Hy Bình phiền muộn mất kiên nhẫn, tuy nhiên cơ nhục không còn lực khí, nhưng mà cổ họng vẫn còn duy trì được sự khỏe mạnh, nói cái gì đây? Ta ngay bản thân ta đều không biết ở nơi nào, ta nghi vấn trong lòng so với nàng còn nhiều hơn. Ta không hỏi nàng đã tốt rồi, ngược lại nàng lại muốn hỏi ta. Ta nói, chúng ta lại giao dịch công bình ha. Công bình giao dịch, người dám cùng với ta mà yêu cầu giao dịch, là không nghĩ tới bị ta tru di cửu tộc. Nói cái khác đi, thế nào mà mấy ngày này người nào đụng phải ta cũng muốn tru di cửu tộc ta thế? Nghe thấy đã phiền rồi. Nữ nhân, nghe cho rõ đây, ta đã nói rõ công bình giao dịch, nàng nên trước tiên nói ta hiện tại bản thân ở nơi nào nói cho ta, sau đó ta lại nói cho nàng ta thế nào mà đến nơi đây, thế nào? Hoàng hậu suy nghĩ, nói, ngươi là ở tại hậu viên hoàng cung, cũng chính là hậu cung. Cái gì, nàng nói ta ở tại địa phương mà nữ nhân của hoàng đế ở sao? Hắc hắc, thật là gặp phải chuyện đáng sợ, nghĩ đến những ngày quyền khuynh quốc từng nói phải mang những phi tử sở hữu của hắn tất cả mang đi ngủ, hắn lại không rõ nơi này hồ đồ lại mà lại đến được hoàng cung, không biết có phải thượng thiên cũng muốn hắn ngủ với những phi tử đó không? Nhìn thứ trước mắt đích xác không sai được ui, chạc. Con mẹ nó chứ, một chút cũng không có đạo đức, hiện tại mà cử động đều không có khả năng, còn sao mà ngủ với nữ nhân. Chính thị, hoàng hậu nhìn thần thái của hắn, nghe thấy lời nói của hắn, trực giác nàng không nghĩ là nói dối, tự hồ như thứ gì cũng không biết được, lại hỏi, ngươi thật sự không rõ sao. Hy Bình nhận biết rõ ràng nói, theo nàng nói chính là sự thật sao, ta bị người ta đâm một kiếm, rồi mới tỉnh dậy sau đó, lại nhìn thấy nàng. Có phải nàng đã cứu ta không? Hoàng hậu nhìn vào bộ xương của hắn sắc mặt một chút cũng không đổi, nhưng bởi song nhãn của hắn lại y như có thứ mị lực nhiếp người, nàng nói, không sai, là ta đã cứu ngươi đó. Nàng danh tự gọi là gì? Hy Bình hỏi. Ta vì sao phải nói cho ngươi hay? Nàng đã cứu ta, nhưng mà nàng lại là nữ nhân rất lôi cuốn, ta không thể thất lễ với nàng, nên báo đáp nàng. Bởi vậy, ta tất phải biết được danh tự của nàng. Ta sẽ tới hoàng đế tiểu tử yêu cầu hắn mang nàng gả cho ta.
Hy Bình nói toàn như đưa con nít. Cái gì, người khiến hoàng thượng mang ta ban cho ngươi? Đúng rồi, có thứ vấn đề gì sao? Nhìn ngươi giống như một người điên. Rất nhiều người đều nói như vậy. Hy Bình đắc ý nói, nhưng mà ta biết ta một điểm đều không giống. Tên điên nhà ngươi, ngươi biết ta là ai không? Nói đi, bởi vì không biết, vừa rồi ta mới hỏi ngươi. Ta là đương kim hoàng hậu. Hy Bình hoan hỉ nói, ha, nàng là đệ nhất lão bà của hoàng đế. Không sai, quả nhiên hấp dẫn, gần như là có thể so sánh được với băng băng của ta, hoàng hậu sao? Là không thể ban cho rồi, lại bỏ qua, nhưng mà ta cứu lão công của nàng, sớm nên báo đáp. Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi, ngươi nói ngươi từng cứu hoàng thượng sao? Hy Bình rõ ràng đáp, đương nhiên, hắn mà không có ta, hắn làm sống sót. Hoàng hậu đứng dậy, tức giận quát, đồ điên, quả nhiên là người điên, Đông Chi, Đình Thị, bọn ngươi lại đây, mang cái tên điên hắn ta đem đi thiến đi. Cái gì? Hy Bình kinh hoàng thất sắc, hắn hiện tại toàn thân năng lực tiêu thất không còn, tuyệt không có khả năng dùng thiên địa tâm kinh bảo hộ cho tiểu đệ hắn. Thật sự mà nói đem hắn ta đi hoạn thì, nhất định, không dám tưởng tượng a. Chỉ thấy lưỡng nữ cũng có thể nói là thiếu nữ tuyệt sắc đi lại, Tịnh không tưởng trong cái miệng nhỏ nhắn của bọn họ lại nói câu làm cho Hy Bình cực kỳ hoảng sợ, hoàng hậu, hoạn xong hắn sẽ có nhiều thịt, rất nhiều thái giám đều béo phì ở đó. Nơi đó, thứ suy nghĩ này trong đầu Hy Bình như tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên, cái đó cắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến Thi Trúc Sinh. Đình Thị, bọn ta có phải thật sự phải mang hắn đi hoạn không? Đồng chi lưỡng nữ, mỗi người kéo một cánh tay Hy Bình, đem Hy Bình kéo ra ngoài tẩm cung hoàng hậu. Ở trên người Hy Bình, cũng đã mặc qua y phục cung nữ, là do lưỡng giúp hắn mặc vào. Hắn lúc này, là bị hai nữ tử yếu nhược lôi đi, một điểm khí lực phản kháng cũng không có. Thân thể của hắn, thật tại là quá gầy mòn, nguyên nhân có quan hệ với việc mất nước, căn bản là không có bao nhiêu trọng lượng. Lưỡng nữ rất nhẹ nhàng lôi hắn như một cây trúc kéo đi ra ngoài. Trên đường đi có một số cung nữ thấy lạ lại hỏi, lưỡng nữ cũng nói là đem thái giám vừa được hoạn, so ra thái giám vừa mới hoạn vì sao lại xuất hiện ở hậu cung, lại bị hai cung nữ kéo ra. Có một số cung nữ trong lòng còn ý hoài nghi, nhưng nghĩ đến nơi hoàng cung căn bản là có quá nhiều những sự tính bất chính thường là phát sinh, cũng lại không quản. Hơn nữa Đông Chi và Đình Thị là hai nữ tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, ai cũng không dám tại trước mặt bọn họ đứng lại lâu. Càng không dám dẫn dắt bọn chúng, tất cả đều vội vàng đi qua. Lời hoàng hậu nói, ngươi không phải dám không nghe chứ? Đông Chi đáp, Đình Thị, hắn ta hình dạng thế này so với chết cũng không hơn được, như quả lại nói hoạn hắn, lại nhất định chết chắc. Hắn chết, đối với chúng ta có vấn đề gì chứ? Đình Thị không khách khí đáp. Hy Bình nói, ta cầu xin bọn ngươi đừng có nói nữa, thật phiền phức, muốn ta chết rất dễ dàng. Ta hiện tại tâm tình không tốt. Bị bọn ngươi ồn ào tới chết mất. Này, ngươi đang tính thứ gì, dám gây chuyện với bọn ta? Đồng chí đâm ra tức giận. Ta, bọn, ta, Hy Bình mở miệng mắng chửi, ngày này là ngày đại nhục của hắn, không những phải chịu lấy tiếng của hai tiểu nữ nhân, còn bị bọn chúng lôi đi, thật là sỉ nhục chưa từng có trong đời của hắn, thiên tài a, quyền vương a, ca thần, vì sao phải luân lạc đến nơi này chứ? Cái gì, ngươi muốn nói bọn ta hả? Ngươi biết chúng ta là ai không hả? Đừng nghĩ là chúng ta không biết là ý tứ gì nghe. Đình Thị tức giận nói. Đồng Chi đột nhiên cười nói, Đình Thị mặc dù bọn ta không biết được nói vậy là ý tứ chi. Bất quá, chúng ta lại cũng chưa từng thấy qua thân thể nam nhân. Hắn là người đầu tiên. Chúng ta vô pháp được thấy long thể hoàng thượng. Thái giám lại không phải là nam nhân, không bằng. Cái gì? Không bằng chúng ta mang hắn lôi về lại cùng tỉ muội chúng ta nghiên cứu một lúc ha. Phải trái gì hắn cũng động đậy không được, bọn ta nghiên cứu rồi, lại mang hắn ra ngoài này hoạn. Hy Bình nghe thấy mà đầu choáng váng, trong lòng quát lớn, lũ xú nương, đợi ta có tí khí lực, lão tử bóp chết ngươi. Lũ xú nương không ngờ lại âm hiểm như vậy, xem ta như là động vật đêm đi nghiên cứu hả? Đình Thị hoảng sợ nói, làm vậy có thể bị chém đầu đó. Đồng Chi nói, ta cũng sợ lắm chứ, nhưng mà ngươi thử nghĩ, vừa rồi một vài tỉ muội đều nhìn thấy rồi, như quả sau này bọn chúng nhiều chuyện, bọn ta giải thích thế nào? Ta nghĩ, nếu mang hắn quay về, bọn tỉ muội đó đều nhìn thấy hắn, muốn nghiên cứu thì nghiên cứu,
không hứng thú lại mang ra ngoài thiến. Như vậy, số tỉ muội đó cũng đã có phần rồi, bọn chúng lại không thể nói được thứ gì nữa, ngươi nói phải không? Đình thị đáp, như vậy, ta lại nhận thấy không thỏa cho lắm. Đông Chi nói, Đình thị, thử một lần đi. Hoàng thượng khoảng thời gian này cũng không thường ra vào hậu cung. Trong hậu cung lúc này gần như đều là các tỉ muội. Còn nữa, hoàng thượng giống như đang cố ý tránh né hoàng hậu cùng phi tử. Đông Chi, không được nói như vậy. Ta không dám nói nữa, Đình thị, một lần thôi mà. Bọn ta cả lũ cũng không biết có thể hay không nhìn thấy thân thể nam nhân chân chính. Lại tự có cơ hội để xem thử, mặc dù nam nhân này xem cũng quá xấu xí, cả người đều không ra hình dạng, có thể cũng không hoàn toàn, hi hi. Thứ đệ tử phiền nhiễu ngươi, cẩn thận có ngày hoàng thượng nhìn chúng ngươi, đem người phạt chết ở trên giường đó, cũng tốt. Phải nhanh lên đó. Hi Bình nói, yên tâm đi, hoàng đế tiểu tử đè không chết bọn ngươi, chỉ có ta mới có thể đè chết bọn ngươi, xú bà nương. Lôi hắn đi, Đông Chi quát, lưỡng nữ không khách khí cũng lôi Hi Bình chạy như bay. Hi Bình đâu quá kêu lên, nhưng đầu ta đều bể hết rồi, ta chỉ còn được xương này thôi đó, xú tam bát. Lưỡng nữ mang Hi Bình lôi đến nhà ở của cung nữ. Kỳ thật nơi hậu cung này phân thành rất nhiều nhà ở. Bên trong đáo để có bao nhiêu cung nữ, đến hoàng đế căn bản cũng không biết được. Nguyên nhân bởi muốn tìm hiểu số lượng, tựa hồ như là thứ ý tưởng không thể thực hiện, lần lượt thưởng thức bọn người tam cung lục viện ở đây hoặc nói gồm 3.000 mỹ nữ, cũng là ở bên ngoài, ngoài ra cũng có 3.000 hơn nữa. Lưỡng nữ cứ nơi nhà tiến, căn bản là nơi này cung nữ cũng có 200-300. Hiện tại lại còn ở tại nơi này đám cung nữ nhốn nháo cũng được 100. Nơi này tràn ngập những thanh âm huynh náo cưa đám nữ nhân. Nếu mà có nam nhân đi lại nghe thấy, nhất định thấy những nữ nhân đó phiền nhiễu vô cùng, tuy nhiên, trong đám bọn họ có bao nhiêu là xử nữ. Tương tự cũng khó mà tính được. Đang khi lúc lưỡng nữ kéo Hi Bình tiến lại, cung nữ tất cả nhìn thấy thế đều hoảng sợ la lên. Bọn họ đến giờ chưa từng thấy qua thứ người không giống người như vậy, tựa hồ như là bộ xương. Như quả nói không có lớp da bên ngoài. Hi Bình nhìn đám nữ nào nhiệt đó đến mãn nhãn, mặc dù không có được ai sánh với bọn lão bà của hắn, nhưng mà cũng đều không sai, nhìn thế nào, cũng không tính là nữ nhân xấu, trong lòng nghĩ, hoàng đế này quả nhiên đang thật thoải mái mà. Bất cứ loại nữ nhân nào cũng có, sao mà giờ ta cũng đang có cảm giác làm hoàng đế, hắc hắc. Đông Chi, Đình Thị, bọn ngươi vì sao mang hắn lôi tới đây? Hắn là nam nhân hả? Hắn là thái giám phải không? Hắn có phải là người không? Nhất thời trong nhà câu hỏi không ngừng nghỉ. Đông Chi nói, bọn ngươi bình tĩnh đã, chúng ta lôi hắn tới đây, là để các ngươi nhìn xem hắn đó. Có cái gì tốt mà xem, xấu chết được, lại rất đáng sợ, một chút thịt cũng đều không có. Đông Chi nói thế nào đây, hắn cũng còn là nam nhân, trong đám các ngươi có được bao nhiêu là đã thấy qua thân thể nam nhân. Hắn là nam nhân sao? Hắn không phải là thái giám sao? Chưa bị hoạn sao? Đông Chi vứt mạnh Hi Bình xuống, lập tức cởi ra y phục cung nữ của hắn. Trong nhà hơn 100 cung nữ hoảng sợ kêu lên, quả nhiên, bọn họ đã nhìn thấy là thân thể nam nhân thành niên. Thứ cực kỳ làm người chú mục đích thị là vật ở chỗ háng Hi Bình. Ở trên người bọn họ hoàn toàn không có. Đương nhiên, trong đám bọn họ có một số người cũng đã thấy qua hoàng thượng, có một số cũng đã thấy qua thái giám. Nhưng mà tất cả đều không giống như thứ nam nhân này, không biết thứ này có phải là nam nhân chân chính sơ vị không. Đám cung nữ kinh hoàng một trận, tranh nhau chạy lại chỗ Hi Bình, nhãn tình quay vòng trên người hắn. Hi Bình đột nhiên nhận thấy tự bản thân như một loài động vật hoặc giả là thứ bảo bối của đời. Hắn có thứ cảm giác khóc cười không được, cái thứ cảm giác khác vào trong tâm lý hắn, khiến hắn cảm thấy không được thoải mái, hắn hét lên, nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua nam nhân hả? Lại là chưa từng thấy qua nam nhân, bọn cung nữ không khách khí thói mạ hắn, có một số thậm chí nhổ nước bọt tới hắn, thật tại quá khó chịu. Mẹ, lại còn dám nhỏ nước bọt nữa, lão tử làm chết bọn ngươi. Đông Chi ngồi xuống hướng tới một lỗ tại của hắn, cười hỏi, ngươi có lực khí để làm sao? Ngươi tỉnh tỉnh lại đi, đợi xong rồi lại lôi ngươi ra ngoài hoạn đó. Đầu Hi Bình như tối sầm lại, nhãn tình phảng phất nhìn thấy một từ dung chuyển, hoạn. Đông Chi, để ta nhìn xem. Để ta cũng xem. Bọn cung nữ trở nên điên dại, từng người đều muốn ngồi xuống để nghiên cứu nam nhân.
bởi đáng thương bọn họ thân làm nữ nhân, hoàn toàn không biết đến thân thể nam nhân. Đình thị nói, bọn ngươi lại không sợ chém đầu sao? Bọn cung nữ vừa an tĩnh trở lại, đột nhiên có người nói, xem cho đã, đợi lúc thiến hắn rồi, không còn việc gì. Nơi này đều là tỉ muội, mọi người đều không nói ra. Lại nói, thân là nữ nhân, một bối tử không thấy qua thân thể nam nhân, còn sống cũng không còn ý tứ gì, không bằng chết sớm đi. Rất nhiều cung nữ ủng hộ cách nói như vậy, Đình thị cùng Đông Chi thần bí nở một nụ cười, tất cả đều đã quyết định. Đông Chi sau đó nói, bọn ta lại nghiên cứu chỗ đó như thế nào? Bọn cung nữ đều ra sức góp ý. Đông Chi tiện nói, nghiên cứu những nơi nào đây? Hắn cũng không còn thứ gì kỳ lạ nữa, còn có nhiều nơi. Nhìn đi, một là nơi nhục căn đó, cùng bọn ta không giống. Nghe nói là nam nhân có đặc biệt, lại nghiên cứu nơi đó đi. Hảo, bọn ta mang hắn lên cái bàn trên đi. Bọn cung nữ mang Hy Bình vất lên trên bàn, sau đó vây quanh trở lại, do Đông Chi phụ trách thao tác, nàng ta bóp lấy dương vật Hy Bình nói, bọn ngươi biết thứ này là cái gì không? Là đồ đạc của nam nhân. Nghe nói mân mê, sẽ có biến đổi đó. Dài quá thật khó coi. Mọi người nói làm bối rối, Đông Chi bóp vào dương vật Hy Bình, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên rung động. Hy Bình đơn giản nhắm hờ hai mắt, cái thứ mà hắn nhận biết được, hoàn toàn bị một đám vô tri nữ nhân đến nghiên cứu tính khác biệt của hắn, cũng khiến hắn phục hồi sanh khí. Thế nào mà không thấy biến đổi? Để cho ta, để cho ta. Một cung nữ tư sắc trên trung bình 24, 25 tuổi gạt ra đi tới, miệng nói ta từng ở tại hoa viên được hoàng thượng sủng hạnh qua, nhưng, hừ, sự việc sau đó hắn lại không nhớ đến, cũng không lập ta làm phi tử. Ta biết thế nào để mân mê, đồ vật của hắn so với hoàng thượng lại to hơn nhiều. Hoàng thượng sau khi cương cứng lên, tựa hồ còn không bằng lúc thường của hắn. Đông Chi nhường lại vị trí, nói, ngươi làm đi. Chí ít ta không phải là xử nữ rồi. Bất quá, thật sự mà nói, cũng không khác gì, ta chỉ nhớ được là có cơn đau ngắn, lại không còn thứ gì, một chút khoái lạc cũng không có. Cung nữ được hoàng thượng sủng hạnh qua buồn rầu nói, đi đến trước cái bàn nói, người đúng là nam nhân phải không? Hy Bình thở ra mở to hai mắt, giống lên, mẹ nó, lũ bà nương, tự mình ngồi lên xem ta có phải hay không. Cung nữ đó duỗi tay nắm lấy dương căn của Hy Bình. Cung nữ kia lại nghiêm túc chăm sóc nó. Thứ quang cảnh biến thái, chỉ có ở hoàng cung đặc cấp nơi này địa phương biến thái lại mới xuất hiện. Đình thị đột nhiên bảo hai người đi ra ngoài canh phòng đi. Chỉ cho phép tỉ muội bọn ta tới, không để cho thái giám lại gần. Như quả là hoàng hậu cùng phi tử, cũng nhanh tới thông chi cho bọn ta, không thôi chúng ta cũng chết hết đó. Sau đó hai cung nữ bị bước đi ra ngoài canh phòng, thật sự bọn họ rất muốn xem nam nhân đó. Sau đó, nàng tự nói không còn xử nữ cố gắng mạnh mẽ dùng tay mâm mê tiểu đệ Hy Bình, tuy nói kỹ thuật đặc biệt sai lầm, nhưng cũng khiến những cung nữ khác kinh ngạc. Hy Bình căn bản lại muốn đùa giỡn nàng ta một lúc, không muốn để tiểu đệ tự mình nổi lên. Nhưng không biết vì sao, hoàn toàn vô pháp khống chế được, tiểu huynh đệ ngay khi ngửi thấy mùi hương nữ nhân, lại không nghe lời dần dần trỗi dậy. Bởi vậy, bọn cung nữ nhìn thấy khối thịt mềm mềm lại dần dần cứng cáp, từ từ to dài ra. Cuối cùng, dựng đứng trở lên, to lớn đến trình độ bất ngờ với cổ tay bọn họ còn to hơn, nữa, cũng rất dài. Ánh mắt bọn họ cũng mở to ra hết cỡ. Cung nữ chăm sóc tiểu đệ Hy Bình đắc ý nói, nhìn đi, lợi hại chưa? Đã khiến ngươi lộ rõ nguyên hình rồi, sắc lang. Bọn cung nữ nhìn thấy gân xanh nổi lên, vật to lớn kiên cố bóng nhẵn đó nổi lồng bồng thứ tử hắc sắc quang. Trong lòng đều nổi lên một thứ tâm tình không yên, tim đập bất chi bất giác gia tốc. Có người nói hiện tại thấy đứng lên khả ái hơn nhiều ha nói như thế, cũng có người nói thật đáng sợ. Cung nữ cũng xấu hổ liền không ngừng mân mê dương căn Hy Bình, thở dài nói, hi hi, chơi vui vẻ thật. Hoàng thượng cũng không có thứ vui vẻ vậy đâu, người đúng là quá nhỏ, cây nhỏ trắng trắng, so với hắn không bằng một góc. Chơi đủ chưa hả, Hy Bình quát lớn. Còn chưa đủ, người giống cái gì, tỉ muội bọn ta, đem cái mỏ người bịt kín lại đó. Một vài cung nữ lại lấy ra cái khăn, vò thành một cục, rồi lấp kín cái miệng hắn lại. Hy Bình trong lòng kêu lớn, tưởng Hoàng Hy Bình ta, anh hùng nhất thế, thật không ngờ ngày hôm này bị nữ nhân ngoạn lộng, lại là không thể làm gì được cả. Hắn ở trong lòng hô thiên hoán địa, nhưng miệng lại bị lấp kín rồi.
tỷ tỷ, thật sự có thể biến lớn biến dài ư, nhưng tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết, phải trái gì hoàng thượng cũng có dạng như vậy, sau đó chấm sau đó. Sau đó thế nào, ngươi nói đi. Sau đó hoàng thượng lại dùng thứ cứng cáp đó, cắm vào thứ đó của ta. Thứ đó của ngươi là cái gì? Bọn ngươi là một đám ngớ ngẩn, cái thứ đó là gì cũng không biết. Là nơi mà bọn ngươi dùng để tiểu đó, nơi đó không phải có khe nhỏ hay sao? Bọn ngươi chưa tự mình xem qua sao? Hỏi nhiều quá, ngớ ngẩn, nhiều năm này làm nên cái thứ nữ nhân đó, ngay cả thứ đó cũng không hiểu. Cung nữ đó thoá mạ pháo nổ liên thanh. Ngươi tưởng ngươi hiểu nhiều hơn sao? Không phải là được hoàng thượng sủng hạnh qua một lần chứ? Có thứ gì tốt mà mang ra khoe chứ? Hoàng thượng cũng không nhớ được ngươi là ai, trong cung này có rất nhiều nữ nhân. Những cung nữ khác phản bác trở lại, trong nhà lại huyên náo ầm ầm. Đông Chi nói, các ngươi bớt ầm ĩ đi, như quả để người ta nghe được, mọi người đều bị chết hết đó. Đình Thị nói, cái thứ to lớn của hắn, thế nào mà có thể đâm vào được chứ? Nơi đó bọn ta, chỉ là cái khe nhỏ mà, ngươi không có khoác loác gì chứ hả? Cái gì ta khoác loác hả? Phải hay không có cần để ta chứng minh cho bọn ngươi xem thử? Hảo a, hảo a. Một mớ thanh âm ủng hộ, cung nữ đó nghe thấy có chút lo sợ nổi lên, nói, có thể rất đau đó, thứ nhỏ đó của hoàng thượng, cũng đã đau rồi. Tth tứ đó của hắn lại lớn vậy, nhất định sẽ đau chết người đó, ta. Ta hay là không chứng minh nữa? Chúng ta vừa rồi không tin mà, đau cái gì? Đều là ngươi đánh lừa, như quả đau thật chết người, nữ nhân trên đời này đều không đau chết hết sao? Đông Chi nói, nhanh lên, chứng minh xem đi, không thì thế nào để chúng ta tin được? Cung nữ đó bị ép ra trận, nói ta phải cởi bỏ y phục đã. Ngươi hết đường thoái thoát rồi, ai sợ ai, cung không thấy mình ngươi so với chúng ta tốt hơn đâu. Ta khinh, là tốt hơn so với bọn ngươi. Không phục thì mọi ngươi đều cởi ra so sánh đi. Đông Chi nói, cái gì mà cãi, như quả bọn ngươi thật là đẹp, vì sao các ngươi đều không được hoàng thượng nhìn chúng? Ngươi không phải cũng là một thứ không được nhìn chúng sao? Đông Chi nói, ta chỉ ít còn là thủ hạ của hoàng hậu, so với bọn ngươi thì tốt hơn nhiều, ai còn dám bu theo ta không thả, cẩn thận để bọn ngươi chịu đựng. Hảo tâm lôi nam nhân quay lại để bọn ngươi kiến thức qua, bọn ngươi lại hoàn toàn không biết hả? Bọn cung nữ nhất loạt yên tĩnh hơn rất nhiều, hơn 100 cung nữ tĩnh lặng nhìn chòng chọc vào cung nữ đã được sủng hạnh đó. Đông Chi nói, này ngươi, một đống người ở đây đang nhìn đó. Đáo để nam nhân thế nào mà cắm vào nữ nhân được, nhanh chứng minh cho chúng ta xem đi, không phải cũng có nàng xem được đó. Cung nữ đó khuất tất nói, rất đau đó, được rồi. Ta chứng minh, các ngươi nhất định phải xem chỗ cửa mình chật chội đó, phải chết mất. Yên tâm đi. Bị phát hiện ra, bọn ta tất cả đều bị chết hết, do vậy bọn ta so với ngươi lại cẩn thận, bảo mật hơn. Cung nữ liền bắt đầu thoát y, trong khí trời lạnh đó, nàng ta dần dần lõa thể, khả dĩ thấy được người vì khí lạnh tiến nhập khiến có lông mao dựng đứng lên. Hình dáng của nàng ta cũng rất phong mãn, tư sắc cũng trung bình, trên người đã đỏ rực. Hi Bình nhìn thấy cơ thể của nàng ta, trong lòng nghĩ, lần này đích thực là bị cưỡng gian a. Tuy nhiên đối với sắc lang vĩ đại mà nói thì là sự kiện cực kỳ nhục nhã. Lạnh quá, cung nữ thân thể yêu kiều run lên. Là cái gì, nhanh chứng minh cho bọn ta xem đi, nhìn cái khe nhỏ của ngươi là thế nào mà để cái thứ ra hỏa to dài của hắn đưa vào được, căn bản là không có khả năng mà. Bọn ngươi mang hắn để xuống đất đi, trên cái bản vừa nhỏ vừa ngắn, ta trên đó không được tiện lợi. Một vài cung nữ lập tức mang bộ xương trần truồng đó vứt xuống đất. Đau quá khiến Hy Bình trong lòng ngoan độc mắng, đâm chết bọn ngươi. Cung nữ lõa thể đó lập tức ngồi lên trên háng của hắn, một tay cầm lấy nam căn cứng như thiết của hắn, rồi ngồi xuống, nhưng mà thế nào cũng không thể tiến vào nơi mật huyệt của nàng ta, lo lắng nói thế nào mà có thứ này. Không thể tiến nhập a, cái này là thế nào đây? Ta đã nói là ngươi lừa dối mà, nhìn đi, đều nói không thể vào mà. Ngươi cũng đã trải qua với hoàng thượng một lần rồi lại thứ gì cũng đều không biết sao. Bọn cung nữ ban đầu cũng không tin, cung nữ đó để khiến tất cả bọn họ tín phục, cũng không ngừng uống éo, dần dần, mật huyệt của nàng ta chảy ra dịch thể chuyên dụng của nữ nhân, khiến mật huyệt của nàng ta ẩm ướt. Cũng đang lúc mọi người thất vọng, nàng ta giữ dương căn để ngay nơi mật đạo ẩm thấp của nàng ta. Cuối cùng cũng thấy dương căn tiếp nhập một chút,
khiến mật đạo của nàng ta Trương gia làm đâu nhẹ. Nàng ta ngạc nhiên nói, này, bọn ngươi xem, tiến vào được một chút rồi, bọn ngươi xem, không lừa bọn người chứ, ô, tốt. Thế nào đó? Bọn cung nữ đều cúi người xuống để nhìn chỗ giao tiếp, quả nhiên thấy được cái vật của Hy Bình tiến nhấp được một chút tít vào khe hở của nữ nhân, sau đó cũng là ngạc nhiên hối, nhanh đi, ngồi xuống đi, có thể để toàn bộ tiếp nhập. Hắn quả thật quá lớn, chắc đau lắm đó. Đau cái gì mà đau? Một số cung nữ đè cung nữ đó xuống, làm cho vật cứng gió bị lấp xuống. Cung nữ đó kêu lên một tiếng đau đớn, nháy mắt đã đem dương vật toàn bộ ngậm vào, hai mắt mở to, miệng hô lớn, a. Trong Hy Bình lại có một thứ cảm giác khác biệt, sau khi mật huyệt cung nữ tiến nhập, hắn đột nhiên thấy lực lượng thân thể hiện ra. Bởi vì cửu dương bức xạ, đem dương cương chi thể của hắn toàn bộ phát xuất ra ngoài, cho nên hắn một mực giống như người ta thoát dương vậy. Dựa vào bổn năng thân thể hắn có thể nói khôi phục lại, nhưng cần có thời gian rất dài. Tuy nhiên, âm tính của cung nữ đó tương hợp, khiến cho một khoảng nháy mắt kết hợp, lần lượt kích đến dương khí trong thể nội của hắn, khiến cho dâm tính huyết xả trong huyết mạch hắn, lại thêm vào thiên địa tâm kinh sau khi kết hợp lại, tự động vận chuyển, so với lúc bình thời vận chuyển nhanh hơn cả ngàn lần. Thứ thiên địa tâm kinh đó nhanh trong vận chuyển ở trong thể nội của hắn, lập tức thúc đẩy việc khôi phục bản năng của hắn. Cửu dương trọng thể của hắn là dương tính hòa cùng dâm tính, cũng do dương tính của hỏa vân sư hổ hòa cùng dâm tính của huyết xà được dẫn dắt mà mạnh mẽ bốc lên, bạo phát, làm sống lại thứ dâm tính lực lượng này. Đại biểu cho lực lượng sở hữu của hắn cũng sắp khôi phục lại, thân thể khô héo đó cũng dần đân sung sức trở lại. Tuy nhiên không phải một thời gian rất nhanh là có thể khôi phục hình dạng lúc ban đầu. Nhưng mà, vẻ mặt đó, cũng dần thấy được tí thịt, như hiện nay mà nhìn, cuối cùng cũng giống con người rồi. Ôi chao, bọn người xem, thân thể hắn phồng lớn kìa, sắc mặt cũng thay đổi, càng nhìn càng hấp dẫn. Bọn cung nữ đều kinh ngạc nhìn thấy những biến hóa đó, mà không biết được, thứ biến hóa đó hết thảy là do cửu dương trọng thể của bản thân Hy Bình đã lần lượt mở rộng ra cùng bạo phát, cũng là do dâm tính của bản thân hắn cộng với dâm tính của huyết xa dẫn bạo. Lại thêm vào dã thú chi tính của hỏa vân sư hổ, kết quả là đưa ra hình dạng như thế nào? A, toàn bộ đều bước lại, nguyên lai khe hở của bọn họ, thật sự có thể dung nạp được thứ gia hỏa nhìn rất to lớn của nam nhân. Đông Chi nói, người thế nào ngồi im không động, không biết lại là thứ gì đây? Không phải, muốn chuyển động thì, nhưng ta, của hắn quá to, ta không có lực khí để chuyển động a. Bọn ta lại giúp ngươi. Một vài cung nữ giúp nàng ta chuyển động, lập tức thấy dương căn Hy Bình nhất xuất nhất nhập, chúng nữ thấy thế vui sướng cùng cực. Nhưng mà tình dục bị thao tác của cung nữ cũng dần dần dâng lên, khoái cảm khiến nàng ta rên rỉ kêu lên, âu, sướng quá. Thật sự là rất thoải mái sao? Những cung nữ khác nhìn thấy biểu tình của nàng ta, nhanh chóng hỏi. Bọn họ lúc này mặc dù không hiểu được, thật sự bởi vì trong tình huống như vậy, khiến bọn họ đều không tự giác chảy ra đầy thể dịch. Chỉ nghe thấy cung nữ đó lại nói, ta không biết được cái thứ cảm giác này, rất khoái lạc, so với hoàng thượng khi đó thì khoái lạc hơn nhiều, một chút của hoàng thượng đều không khoái lạc. Như quả mà biết trước, có thể bị đâm chết. Chết đều nguyện ý, quá sức dễ chịu, nhanh, nhanh lên. Thời gian cũng lâu, dâm thủy của cung nữ lại chảy ra như suối. Thật vậy sao, ngươi làm ra sự việc như vậy, không sợ chết sao? Chết có thứ gì phải sợ chứ? Có thể khoái lạt một lúc, chết cũng nguyện ý. Đông Chi, Đình Thị, bọn ngươi tìm được một nam nhân thật sự rất đáng yêu đó, Nhanh lên, để bọn ta cũng thử với. Bọn cung nữ bị nói đến động lòng, kỳ thật hạ thể bọn họ sớm đã ẩm ướt rồi. Bọn ngươi đợi đã, ta đang sướng quá, muốn ra rồi. Thân thể yêu kiều của nàng ta run rẩy một trận, khoái cảm lại dâng cao như nước thủy triều, liến người tựa như đình chỉ hô hấp. Chúng nữ thấy nàng đã xong rồi, liền bế nàng ta bỏ sang một bên, tranh nhau mà thử trước, Đông Chi liền nói, để ta trước tiên đã, thì ta lôi hắn về đây, bọn ngươi trước chờ đã. Cung nữ mềm mại đó lại rên rỉ ngâm nga, hoàng thượng là không thể kiên trì lâu như vậy, thứ này có lâu một chút, tính ra sau lượt Đông Chi, bọn ngươi cũng vô pháp thử được nữa. Có phải thật không? Đông Chi cũng nhanh chóng bỏ y phục, có ta nghe thấy liền nói, kể cả nếu không thể thử lại. Cũng phải để ta cùng Đình thì trước tiên, sau đó mang hắn mang đi giấu đi. Trái phải gì hắn cũng không cử động được, thế nào mà để bọn ta yêu thích hình dạng thế này.
thật sự thấy sắc trên mặt Hy Bình đậm đặc, toàn bộ khuôn mặt cũng đã biến thành hồng sắc, bởi song nhãn tình cũng dần dần biến thành màu hồng, lực lượng tiêu thất của hắn ở đây biên duyên chân chính bạo phát. Bọn cung nữ không hiểu được thứ đó, chỉ có nhìn thấy cởi y phục ra, đồng chi là nữ nhân thon thả, sở hữu tư sắc thượng đẳng, như nụ hoa mới nở, nhất song tu trường ngọc thối, nói háng đám lông đạm sắc, cũng không cúi nhiều, có thể thấy được lờ mờ màu sắc khe hở nơi mật động khả ái của nàng ta, bởi vì đã ẩm ướt, nên đặc biệt thấy rõ ràng. Nàng ta rất cấp thiết ngồi lên trên dương vật của Hy Bình, học lại mô dạng vừa rồi của cung nữ đó, đem mật huyệt đưa tới nơi dương vật của hắn. Bởi vì dương vật vừa mới từ nơi huyệt đạo cung nữ lấy ra, rất ẩm ướt, nàng ta đẩy tới, vừa đẩy vào một chút, thấy hơn đau, sau đó, lòng nghĩ, cũng chỉ có đau có tí, lại nói, giúp ta, đè xuống, a. Đau quá a, đồng chi kêu lên thảm thiết. Các cung nữ khác cũng kêu lên, a, chảy máu rồi, chảy máu rồi. Đồng chi đâu quá kêu lớn, quát tháo, ta không làm được, ta không xong rồi, đau quá đi. Nàng vừa nghỉ rút ra, liền đột nhiên thấy song nhãn Hy Bình huyết quang đại thịnh. Vừa rồi trải qua giao hợp với cung nữ đó, cùng với xử nữ mềm mại đồng chi, dâm thú chi tính trong thể nội hắn cuối cùng cũng bạo phát, lực lượng cũng theo đó mà mạnh mẽ hiện ra. Hắn duỗi tay lấy ra cái khăn tay đang nằm trong miệng ra, kêu lớn một tiếng, lại mang đồng chi vật xuống dưới, ở trên người nàng ta phong cuồng cắm vào, đồng chi đau qua kêu không ngừng. Các cung nữ khác chạy lại muốn kéo Hy Bình ra. Lại hắn không động, liền nói, cái này tính thế nào đây? Hắn có thể làm đồng chi đến chết không? Cung nữ trước đó đã hiểu qua cự bổng của Hy Bình nói, không thể đâu, chữ ước đây hoàng thượng có dạng như vậy đối với ta, hiện tại hắn có thể động như vậy, là không cần ta tự mình động. Nhưng mà, đồng chi trông như là rất là thống khổ mà. Nữ nhân lần đầu tiên đương nhiên là đau rồi, đợi một lúc có thể không đau nữa. Nàng ta kêu tiếng quá to như vậy. Đem miệng đồng chi bịt trở lại, không thì khiến của hoàng cung nghe thấy mất. Một số cung nữ liền mang khăn tay tống vào miệng đồng chi, còn có một số cung nữ không ngừng lôi Hy Bình ra. Lôi kéo vậy cũng lâu, đều kéo không ra, cuối cùng đánh chọn cách buông ra. Sau một lúc đồng chi tựa hồ bắt đầu dâng lên khoái cảm, sắc mặt cực độ không bình thường nổi lên. Một số cung nữ phát giác thấy không thỏa đáng, lấy cái khăn tay đang bịt nơi miệng nàng ta, chỉ nghe nàng ta hữu khí vô lực nói cứu. Cứu ta phải chết mất. Đồng chi có thể bị hắn làm cho chết, làm thế nào đây? Cái này không thể chết người a, chúng ta đều sẽ bị phiền toái đó. Nhanh lên, bọn ngươi thay thế đi. Ai trước tiên lên chứ? Không thể quả được nhiều thế đây, tùy tiện đi. Cũng không biết được ai đang nói vậy, trong đám hỗn loạn huyên náo, lại thấy một vài cung nữ cởi bỏ y phục, một số cung nữ đập lên trên người Hy Bình. Tựa hồ đây là một thứ chọn lọc bản năng, Hy Bình dù mất đi lý trí cũng cảm thấy được nữ nhân bên dưới hắn đang dần mất đi sinh mệnh, hắn lại chọn lựa việc nhảy qua một nữ thể mới đang tới, vũ khí cường hãn bất chợt đâm vào thâm xử nữ thể, rất nhiều huyết chảy ra. Cũng giống một dạng với đồng chi, ả cũng bị lấy khăn bịt miệng lại. Bọn cung nữ chịu để cho Hy Bình trên nữ thể phát cuồng, vậy quanh đồng chi hỏi, ngươi không có việc gì chứ? Đồng chi nói ta một chút nữa là bị hắn làm cho chết mất, thứ bối tử đệ nhất này, lần đầu tiên biết được thứ lực lượng của nam nhân, vừa rồi, ta kỳ thật là rất khoái lạc, cực kỳ khoái lạc. Nhưng mà bọn ta thấy ngươi rất thống khổ đó. Ngay sau lúc bắt đầu thì có chút thống khổ, nhưng mà sau đó khoái cảm nhanh chóng vượt qua cảm giác nhất thiết, ta nghĩ là ta đang mê người đi, muốn chết đó. Sự thật đúng như ngươi nói, chỉ đau có một chút sao. Em, đương nhiên là thật sự rồi. Đợi gặp rồi ngươi cũng muốn chết đó. Bọn ngươi nhất định phải thay thế cho nàng ta, không thì nàng ta sẽ chết thật sự đó. Đồng chi, nàng chảy rất nhiều máu đó, như quả sau này hoàng thượng muốn sủng hạnh nàng, ngươi lại nói không còn chảy máu được nữa, cũng có thể bị chém đầu đó. Ta không quản chuyện đó, chết cũng vui lòng, hơn nữa thư bối tử này, cũng không biết có thể hay không được hoàng thượng sủng hạnh nữa, hắn muốn rất nhiều nữ nhân. Nàng cung nữ đầu tiên nói, phải a. Hoàng thượng muốn rất nhiều nữ nhân, nhưng hoàng thượng rất là chán ngán. Trên người ông ta lại có chỉ một tí, thời gian rất ngắn, làm khiến người ta càng không tới đâu cả. Như quả bị phát hiện ra, có thể thật sự bị xử tử đó. Ngay cả nếu không bị phát hiện ra, bọn ta ở nơi hoàng cung này, cùng với chết sai sót không nhiều. Cả một đời đợi ở nơi này, thân mà nữ nhân,
lại không biết được nam nhân có tư vị gì nữa, bọn ngươi nên đi ra ngoài, sau khi hoàng thượng quay lại, theo như ta biết, đều riêng hoàng hậu ra, cũng không cùng phi tử, cung nữ phát sinh qua bất cứ quan hệ nào. Ta nghĩ hoàng thượng có thể đã chán ghét mệt mỏi với nữ nhân rồi. Đông Chi nói, hiện tại tình thế bức bách, chỉ có thể như vậy, cũng đã không còn chọn lựa khác nữa, nếu khi bị phát hiện tất cả đều phải chết, nếu đã chết, thì phải được một lần làm cảm giác nữ nhân. Một đám cung nữ đột nhiên nghe thấy những lời nói đó, phần lớn cung nữ biết được những lời nói đó đều có đạo lý, bởi vậy nhớ là mới phải chết, phải đợi được quay về nữ nhân cảm giác. Ở trong nhà bọn cung nữ đang diễn ra thứ cảnh tượng dâm loạn, cũng không là nữ nhân thứ bao nhiêu bị Hy Bình chế phục rồi. Lúc đó cũng đã là đêm khuya, hơn 300 cung nữ ở nơi nhà lớn đó toàn bộ cũng quay về, đang khi bọn họ vừa mới quay về thì nhìn thấy thứ cảnh tượng đó cũng kinh hoàng, có một ít nghỉ quay người đi ra tố cáo, liền bị rất nhiều cung nữ trước đó ngăn lại, cùng nhau xé bỏ y phục của bọn họ, đem bọn họ đưa đến dưới háng của Hy Bình. Bọn họ cũng lại nhận rõ được sự việc đang xảy ra. Có lẽ là nguyên nhân bởi do dâm tính huyết xà, khiến tốc độ tăng trưởng tình dục bọn cung nữ rất nhanh, thêm vào tác dụng của thiên địa tâm kinh, cao trào của bọn họ đều đến đặc biệt nhanh, hơn 300 cung nữ này, cũng đã có hơn 200 là bị Hy Bình thay nhau hoan lạc qua, lúc này trước đây có xấu hổ, về sau lại hoàn toàn không còn xấu hổ nữ, bọn họ đã biết được một thứ, chết cũng đáng. Nhân sinh tịch mịch, có phải bọn họ không thể bỏ chạy, mà sống trong nhân sinh tịch mịch này, có một lần phóng túng, cũng là bọn họ chưa từng nghĩ qua, chỉ là cũng đã thành sự thật, sau đó, thậm chí nếu phải kết thúc thứ sinh mệnh tịch mịch này, có lẽ cũng là một thứ an ủi. Thái giam cùng nam nhân là tuyệt không tương đồng, nữ nhân cùng nam nhân cũng tuyệt không tương đồng, nhưng chung quy minh bạch căn bản là có thể hòa hợp được, nhưng thái giam lại vĩnh viễn cũng vô pháp thay thế nam nhân chân chính. Hoàng thượng có thể thấy thế không? Hoàng thượng cũng không thể, nếu không cũng đã không thể có nữ nhân tịch mịch nhiều như vậy, hoàng thượng có phải là nam nhân không? Có lẽ là phải, cũng có thể là không, nhưng mà đều cũng không còn là trọng yếu nữa, trọng yếu đối với bọn họ, là cuối cùng cũng thành nữ nhân chân chính. Có một số cung nữ đề xuất một số kiến nghị, đem tất cả cung nữ ở những nhà khác cùng gọi lại, nhưng mà phần lớn bộ phận cung nữ đều phủ quyết đề nghị như vậy. Bởi vì cung nữ nơi hoàng cung thật là quá nhiều, cung nữ bất đồng khu vực cũng không hòa hợp nhau, càng nhiều thì dễ xuất hiện vấn đề. Nhưng cũng có người lo lắng cung nữ nơi này không đủ để ứng phó với nam nhân đó, làm thế nào để xoay sở đây? Nam nhân này quả thật là nam nhân chân chánh, trải qua gần như cuồng bạo một ngày dài. Bọn họ cũng minh bạch nam nhân đáo để là thứ gì rồi, có phải là nam nhân chân chánh không? Không, là dã thú cường hãn, nhưng lại có thứ đáng yêu. Qua nữ âm tư nhuận cuồn cuộn bất đoạn, khiến tiên địa tâm kinh thời gian dài không ngừng vận chuyển, điều hòa âm dương chi khí trong thể nội của Hy Bình, khiến cho lực lượng của hắn khôn ngừng hồi phục, dần dần, thân thể khôi phục được trạng thái ban đầu. Thân thể hắn rất cường tráng khiến bất cứ nữ nhân nào cũng động lòng, vẻ mặt rất nam tính tuấn tả cũng đã làm tiểu thất hoàn toàn vết thương đó, thêm vào thú tính chi quang trong song nhãn mê loạn của hắn, khiến cung nữ sở hữu nhìn thấy đều như ngạt thở. Xuân Yến nói qua, hắn là thiên địch của nữ nhân, chiến tướng thiên sinh. Ở một khắc này, toàn bộ đều được chứng thực, hắn đích xác là thiên địch tối trung của nữ nhân, thật sự bất thế chiến tướng lai động lòng với những nữ nhân khác, chinh thiến thân thể bọn họ, linh hồn bọn họ, tình dục bọn họ, cũng bằng thứ yêu thích kỳ dị. Thời gian lại từ trước giữa đêm đến sau giữa đêm, đăng hỏa cũng đã yếu dần, nơi nhà ở của nữ nhân trong hoàng cung, trò chơi tình dục vẫn không ngừng tiếp diễn, mãi cho tới lúc bình minh, khiến người ta đích thực kinh ngạc, hơn 300 cung nữ, tựa hồ toàn quân đều tan tác, chỉ dư được hơn 10 người. Hiện tượng kỳ quái lại lần nữa xuất hiện, cũng là lúc Dương Vật Hy Bình tiến nhập mật đạo những cung nữ đó, cung nữ bất ngờ trong thời gian ngắn liền ngất lịm, không phải bởi vì đau đớn, mà bởi vì cao trào đến quá nhanh. Đang lúc Hy Bình sáp nhập ngược lai mật đạo cung nữ lần thứ hai, cung nữ đó ngầm hô to một tiếng. Miệng của nàng ta trước đó cũng đã được bịt kín rồi, kiều thể của nàng ta rung động mãnh liệt, thân thể Hy Bình cũng rung động mãnh liệt. Những cung nữ khác lập tức kéo cung nữ ra, chỉ thấy dương vật bạo trướng của Hy Bình thoát ly khỏi mật huyệt cung nữ, đầu mũ đen bóng mạnh mẽ phún xuất một cỗ cỗ tinh dịch, trải qua một ngày một đêm, lần đầu tiên xuất tinh. Lại một lần nữa cửu dương trọng thể bạo phát, cuối cùng cũng giải trừ, không làm cho thân thể hắn bạo toái một lần nữa. Lần trước đã bạo toái năng lượng, như quả vừa rồi mà lại bạo toái lần nữa,
có lẽ, sẽ khiến hắn vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Sau khi xuất tinh, hắn nằm úp ở trên người cung nữ, những cung nữ khác liền lấy ra vải bịt miệng nàng ta, muốn hỏi vài câu, nàng ta lại đã ngủ say mất. Hy Bình thở như trâu, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, dù nhìn thấy không âm thanh nào, chỉ biết có rất nhiều nữ nhân, tất cả đều có các loại thư thái. Hắn vừa mới tự mình dậy từ trên cánh tay cung nữ, sau khi nhìn thấy tình huống hiện tại, không biết có phải hắn cùng cung nữ nơi này tất cả hoan ái qua không nữa. Hắn trong lòng liền thất kinh, nghĩ đến quyền khuynh quốc, tiếp đến lại nghĩ đến là lễ vật mà quyền khuynh quốc báo đáp hắn. Lại nói Hoàng Hy Bình cũng tịnh không cố ý là hắn quyền khuynh quốc đái lục mạo, và lại hắn căn bản lại rất không hoan hỉ quyền khuynh quốc, không có giao tình, cũng tính không phải là thứ bằng hữu gì, phần lớn là cũng chỉ là đại cữu tử của hắn. Quyền khuynh quốc có nhiều nữ nhân, đùa giỡn với hắn, tính cấp cho hắn diện tử, không hoàn toàn để đùa bỡn, cũng đã là tổ thượng thích đức của hắn rồi. Thống kê sau cố sự chấm CSO đến hiện tại dừng lại, tổng cộng có 364 cung nữ bị hắn làm cho ngủ hết. Đây là còn trừ ra một đình thị chưa ngủ, như quả tính thêm đình thị, khi đó, vừa tròn 365 người, theo đó mà nói, mỗi ngày một người, hắc hắc. Sau khi Hy Bình biết được kết quả như vậy, đắc ý đến hơn cả nửa tháng sau. Hiện tại là ban ngày hay là ban đêm rồi? Hắn đứng dậy, gọi cung nữ không ngủ mà hỏi. Ban đêm, cũng nhanh đến trời sáng thôi. Cung nữ đáp. Nhìn giống như là, Hy Bình nói, dừng lại một chú, tiếp tục hỏi ta, mang bọn người ngủ cả sao? Không, còn có đình thị. Đình thị. Hy Bình nhìn qua đình thị bên người. Đình thị này kỳ thật đã ngủ được một đoạn thời gian, lại không lâu trước đã tỉnh lại, thấy hắn nhìn lại, đột nhiên phát giác trong hoảng sợ. Hắn thế nào khả dĩ biến thành cái dạng dễ nhìn như vậy? Lôi cuốn khiến trong lòng nàng ta đập cũng càng không bình thường. Hy Bình nói, nguyên lai nàng còn chưa bị ta làm cho ngủ. Lũ xú nương nàng cùng với người gọi là Đông Chi đó, ta chết cũng nhận ra bọn nàng. Con mẹ nó muốn hoạn lão tử nói qua rồi muốn quần chết bọn ngươi mà, thấy chưa, lại đây. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, đình thị không biết vì sao, bất ngờ đi đến trước mặt hắn, hắn ôm lấy nàng ta rồi hôn xuống dưới, hôn môi được một lúc, thả nàng ta ra. Nàng ta yêu kiều thở gấp liên hồi, hắn lại hỏi, nàng không sợ ta sao? Ngươi hiện tại, rất lôi cuốn, đình thị nhỏ giọng nói. Trời cũng đã gần sáng rồi, Hy Bình không tin, có thật không? Lấy cái gương cho ta đi. Một nàng cung nữ lập tức mang cái gương đồng đến đưa hắn, hắn đem lại soi một cái, liền cười nói, cuối cùng cũng để vết sẹo dài trên mặt tiêu thất hoàn toàn, ha, ha. Ngươi không phải cười với âm thanh lớn như vậy, tuy nhiên không có bất cứ người đi lại, đều là tỉ muội bọn ta, nhưng mà, cũng phải nhỏ giọng một chút, đình thị lo sợ nói. Sợ thứ gì, hoàng đế tiểu tử mà quay về cũng không nhanh như vậy đâu. Ngươi nói cái gì, hoàng thượng cũng đã quay lại nhiều ngày rồi mà. Cái gì, hoàng thượng tiểu thủ quay về đã nhiều ngày rồi sao, nói như vậy là ta từ Đại Địa Minh đến nơi này mất rất nhiều thời gian sao. Vì sao ta một chút cũng đều không biết vậy? Ngươi cùng hoàng thượng biết nhau sao? Ta cứu qua tính mệnh hắn, hơn nữa là muội phu của hắn, ha ha. Đừng cười nữa, ngươi nói ngươi là phò mã sao? Là phò mã của ai? Là nàng công chúa nào? Đường Tư công chúa, nàng ta có quay về không đó? Em, Đường Tư công chúa trước đây vài ngày đã quay về, nhưng mà, sau khi quay về Đường Tư công chúa cùng hoàng thượng lại giống như không chịu gặp nhau. Đường Tư công chúa một vài ngày lại muốn gặp hoàng thượng, nhưng hoàng thượng luôn luôn trốn tránh không gặp. Còn nữa, Đường Tư rất chán ghét hai nữ nhân mà hoàng thượng mang về. Ngày trước Đường Tư công chúa cùng hoàng thượng cãi nhau, bị giam cầm. Ngày hôm sau hoàng thái hậu ra mặt, lại mang Đường Tư công chúa thả ra ngoài. Nàng ta âm ý về chuyện binh quyền, nói cái gì phải xuất binh, hoàng thái hậu liên tục la mắng nàng ta. Nàng xác định hoàng đế tiểu tử chỉ quay lại vài ngày phải không? Đúng vậy. Hắn không thể là hoàng đế tiểu tử cũng không có thể so với Đường Tư quay về sớm hơn được. Cái này trong đó nhất định có vấn đề, đúng rồi, hoàng đế chỉ cùng hai nữ nhân quay về, không có cùng người khác sao? Hai nữ nhân này trong đó có hay không có người gọi lại Lương Lệ Quỳnh chứ? Hoàng đế chỉ cùng hai nữ nhân quay về, một người rất trẻ, một người nhìn cũng đã hơn 30 tuổi rồi, đều rất mỹ lệ, nhưng thực sự không thấy những người khác nữa. Hơn nữa hoàng thượng sau khi quay về, chỉ cùng với hai nữ nhân ở một nơi.
Hoàng hậu bởi nguyên nhân vì hoàng thượng sau khi quay về đều lẩn trốn nàng ta. Do đó mới để bố Lỗ Tư tới đây, muốn dò hỏi bố Lỗ Tư, hoàng thượng có hay không có quan hệ cùng ba tư nữ quỷ. Sau đó lại phát hiện ra ngươi, sự tình sau đó ngươi cũng đã rõ rồi, ta không nói lại nữa. Đinh Thị giải thích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.